Đại hào môn Tiêu Phàm. Chương 1296, sinh mệnh nguồn suối. Chưa tới gần thần điện về sau kia trong phim hồ, một cỗ xa xo bên ngoài càng thêm dồi dào được nhiều linh lực cùng bừng bừng sinh khí liền đập vào mặt. Ba người kìm lòng không được hít một hơi thật sâu, chỉ cảm thấy trong lòng thư sướng vô so. Tiêu Phàm từng tại ứng linh trạch trong động phủ, cảm thụ qua linh thạch cực phẩm phóng xuất ra linh lực, tựa hồ cùng mảnh này nội hồ phóng xuất ra linh lực có chỗ khác nhau. Không phải nói linh thạch cực phẩm thả ra linh lực không rất tinh khiết, mà là tương đối, đơn một, không giống nơi này linh lực bên trong còn xen lẫn sinh cơ bừng bừng, cho người cảm thụ hoàn toàn không giống. Ngược lại là có chút cùng, Nam Cực Tiên Ông linh dược vườn, bên trong cảm giác tương đương. Tiêu Phàm âm thầm gật đầu, khó trách nơi đây có thể sinh ra một vị trời sinh thánh linh, quả thật lớn có đạo lý. Cẩn thận lại nhìn kia mặt nước mê vụ, Tiêu Phàm bỗng nhiên giật mình, cái này vậy mà không phải mê vụ. Mà là trong nước thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh khí vụ hóa mà thành, cùng nước hồ là một cái chỉnh thể, không ngừng đang chất lỏng và khí thể ở giữa chuyển hóa, theo điểm không ngừng, sinh sôi không ngừng. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Khó trách Tiêu Phàm tại bên trên bầu trời rất khó nhìn thấu những này mê vụ. Nguyên Hạo bỗng nhiên toát lên bờ môi, hít một hơi thật sâu, tiểu cỗ nước hồ lập tức hóa thành một đạo óng ánh bạch tuyến, hướng trong miệng hắn bay vụt mà đến. Ừng ực, một tiếng, nuốt xuống, Nguyên Hạo lập tức hai mắt khép hờ, khẽ lắc đầu, mặt mũi tràn đầy thư sướng biểu lộ, liền như là đang thưởng thức cực phẩm rượu ngon. Tiêu Phàm cùng Như Ý dập khuôn máy móc, cũng đều uống một ngụm nước hồ, quả thật cam liệt vô so, để người tinh khí thần đều vì đó rung một cái, tất cả mệt nhọc, đều quét sạch sành xanh. Tiêu Phàm lập tức liền minh bạch, cái này thiên tổ thánh địa đối toan Nghê Vương tộc tầm quan trọng. Khác đều không nói, chỉ cần tại trong hồ này đã tọa tu luyện. So tại nơi khác tiến cảnh không biết muốn nhanh bao nhiêu lần, không biết muốn tiết kiệm bao nhiêu khổ tu thời gian. Đối với thọ nguyên thật dài, đồng thời tiến giai thời gian cũng đặc biệt dài rằng giặc toan Nghê Vương tộc mà nói, điểm này càng nó trọng yếu. Là nhanh chóng đề cao trong tộc thiên tài tử đệ không có con đường thứ hai. Lấy Tiêu Phàm tình hình mà nói, bình thường tình hình dưới, hắn nghĩ muốn đạt tới nguyên anh trung kỳ cảnh giới đại viên mãn, chuẩn bị xung kích hậu kỳ bình cảnh, chí ít còn cần 3-40 năm. Đây đã là tốc độ nhanh nhất. Đổi một cái bình thường trung kỳ tu sĩ, khả năng cần 6-70 năm đều còn không chỉ. Nhưng mà nếu như ở chỗ này tu luyện, không sai biệt lắm muốn tiết kiệm một thời gian. Đây là bởi vì, hắn là cửu linh cây đầy đủ hỗn độn linh thể, mỗi một lần tiến bộ, cần hấp thu thiên địa linh lực cùng sinh mệnh tinh hoa, xa so người bên ngoài phải hơn rất nhiều. Tu sĩ tầm thường ở đây tu luyện, tiết kiệm thời gian càng nhiều, càng là cấp thấp tu sĩ, hiệu quả càng rõ hiển. Như Ý lòng tràn đầy vui vẻ đối Nguyên Hạo nói, thiếu chủ, từ nay về sau, toàn Nghê Vương tộc lại muốn đại trấn hùng phong. Thật đáng mừng, Nguyên Hạo cười ha ha một tiếng, nói, không sai. Cái này quả nhiên là thượng thiên đối với chúng ta toàn Nghê Vương tộc chiếu cố, lúc này mới đem Tiêu huynh đệ dạng này quý nhân đưa tới, để tộc ta tiên tổ thánh địa có thể lại thấy ánh mặt trời. Tiêu Phàm mỉm cười nói, đại ca quá khen, hết thảy đều chỉ là cơ duyên xảo hợp thôi. Sao dám tham thiên chi công? Nguyên Hạo lớn cười nói, huynh đệ, lão ca cũng không phải loại kia nói không giữ lời hẹp hòi lốp bốp ra hỏa. Ngươi giúp chúng ta toàn Nghê Vương tộc như thế lớn một chuyện. Ta đã đáp ứng, tuyệt không đổi ý. Không nói những cái khác, chúng ta đều có thể trước tiên ở nơi này ở giữa tu luyện, đột phá bình cảnh lại nói. Huynh đệ trước mắt mặc dù chỉ có nguyên anh trung kỳ tu vi, lại có không dưới hậu kỳ tu sĩ thần thông. Một khi ở đây đột phá bình cảnh, nâng cao một bước, ngộ linh kỳ đồng đạo không nói đến. Nguyên Anh kỳ trở xuống, ta nhìn lại không người là đối thủ của ngươi. Tiêu Phàm mỉm cười, nhẹ gật đầu, nhưng cũng không giả mù sa mưa nói cái gì khách khí. Tại kiến thức huyết quang thiếu niên cùng Tây Nhung giáo tôn hợp thể ma ngẫu cùng ngộ linh kỳ đại năng thủ đoạn về sau, Tiêu Phàm càng thêm bức thiết ý thức được tăng cường thực lực bản thân tầm quan trọng. Tại huyết quang trước mặt thiếu niên, đừng bảo là hắn dạng này Nguyên Anh trung kỳ tu sĩ căn bản không chịu nổi một trận chiến, liền xem như Âu Dương Minh Nguyệt, càng triển. Hỗn nguyên thượng nhân dạng này một cùng một đại tu sĩ, cũng không khá hơn chút nào. Nếu không phải là mình cưỡng ép kích phát thánh linh huyết mạch, lại cùng nguyên anh hậu kỳ cảnh giới xương chim hợp thể, ngạnh sinh sinh đem thần thông tăng lên rất nhiều, sớm đã bị huyết quang thiếu niên một kích diệt sát. Thánh linh nguyên địa dạng này thượng giai nơi tu luyện, hắn tự nhiên tuyệt không buông tha. Lần này, Như Ý sắc mặt không có nửa điểm dị thường, hiển nhiên tại tận mắt chứng kiến đến thánh linh nguyên địa tình hình về sau. Nàng cùng Nguyên Hạo đồng dạng, đối Tiêu Phàm cảm nhận càng ngày càng tốt. Mà huống hồ, ra vào nơi đây không gian thông đạo,
còn trưởng khống tại Tiêu Phàm trong tay. Sau này muốn đem Toan Nghê Vương tộc tộc nhân khác đưa tiến vào nơi này đến, vẫn như cũng muốn dựa vào Tiêu Phàm chi lực. Cái này Thánh Linh Nguyên Địa, nhất định phải cùng Tiêu Phàm chia sẻ. Mặt hồ diện tích không tính quá lớn, ba người cưỡi độn quang, cướp lấy mặt nước đi chậm rãi, sau một lát, liền tới đến bên trong hồ khu vực trung tâm. A, à, ba người trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ thấy một gốc xanh ngắt ướt át đại thụ, chính chính đứng sừng sững ở bên trong hồ trung tâm, cành lá rậm rạp, tại mặt nước khẽ đung đưa, phát ra thanh nhu, rầm rầm tiếng vang. Ở trong nước nhìn thấy một cây đại thụ, cũng tịnh không thế nào khiến người ngạc nhiên. Mấu chốt ở chỗ, cây to này chính là, phù, ở trên mặt nước. Ba người sớm đã dùng thần niệm chi lực đảo qua, nước hồ cực sâu, đồng thời cũng cực kỳ thanh tịnh. Kia gốc đại thụ, bộ rễ cực kỳ phát đạt, nhưng rễ cây nhưng lại chưa xâm nhập dưới nước bùn trong đất. Đại thụ mỗi một đầu rễ cây, bao quát cực kỳ mảnh tiểu nhân sợi rễ, ở trong nước đều có thể thấy thanh thanh sở sở, cơ hồ là rõ ràng rành mạch. Đây là một gốc thủy sinh thực vật. Tại đại thụ cao cao tán cây phía trên, có một tiết cực giống Toan Nghê đứng đầu nhánh cây mở rộng ra, lại cũng không là nhân công tạo hình chi vật, mà là thiên nhiên hình thành. Cái này Toan Nghê đứng đầu mặc dù không giống phía trên thần điện Toan Nghê pho tượng đồng dạng sinh động, lại sinh cơ bừng bừng, cực kỳ linh động, tựa như lúc nào cũng sẽ huyễn hóa thành chân chính Toan Nghê, từ trên nhánh cây nhất phi trùng thiên, như vậy bay lượn tại thương khung chi đỉnh. Nhưng mà đây cũng không phải là bọn hắn ngạc nhiên nguyên nhân. Lấy ba người kiến thức rộng rãi, dạng này liền có thể để bọn hắn cảm thấy ngạc nhiên, cũng không tránh khỏi quá ngạc nhiên. Chân chính để bọn hắn cảm thấy giật mình là, cái này Toan Nghê đứng đầu dưới, có một cái xanh tươi kén. Từ xa nhìn lại, cái này xanh tươi kén, có phần như hình người. Phảng phất một người, chính khoanh chân ngồi tại đại thụ gốc rễ, mà từ Toan Nghê đứng đầu miệng bên trong, thì có xanh tươi sắc chất lỏng từng chút nhỏ giọt xuống, đánh vào nhân hình nỏ kén trên đỉnh đầu. Phát ra tí tách, thanh thúy tiếng vang. Mặc dù còn cách một khoảng cách, bọn hắn lại có thể rõ ràng cảm ứng được, từ Toan Nghê đứng đầu miệng bên trong nhỏ xuống xanh tươi sắc trong chất lỏng, ẩn chứa thiên địa linh lực cùng sinh mệnh tinh khí nhiều, xa không phải nước hồ có thể so sánh. Tựa như là đại thụ đem nước hồ cấp nhập về sau, trải qua tại thân cây bên trong chuyển hóa, chiết xuất hóa thành càng thêm thuần túy được nhiều chất lỏng, lại một chút xíu rơi xuống. Thiên hương ngọc lộ, chấm ngoặc kép. Tiêu Phàm cơ hồ muốn thốt ra, hắn mặc dù chưa hề tận mắt chứng kiến qua chân chính thiên hương ngọc lộ, thậm chí ngay cả kỹ càng miêu tả thiên hương ngọc lộ văn tự ghi chép đều chưa từng duyệt nhìn qua, nhưng nghĩ đến, nếu như trên đời thật có thiên hương ngọc lộ, loại này nghịch thiên kỳ chân, như vậy trải qua thánh linh chi thụ chuyển hóa qua tinh hoa, hẳn là. Trên thực tế, mặc kệ chất lỏng này có phải là thiên hương ngọc lộ, lấy nó ẩn chứa linh lực cùng sinh mệnh tinh khí mà nói, cái này đều có thể nói là khoáng thế kỳ chân. Tiêu Phàm tin tưởng, loại này chất lỏng nhất định đối đột phá bình cảnh có khó có thể tưởng tượng kỳ hiệu. Về phần nói trên phạm vi lớn tăng tiến vào tốc độ tu luyện, kia là khẳng định không thể nghi ngờ. Cái này kén bên trong, thật sự có một người, chấm ngoặc kép, Nguyên Hạo bỗng nhiên kêu to lên. Thực tế phát hiện này quá kinh người, ngay cả Nguyên Hạo đều không chịu được lắp ba lắp bắp. Tại phong bế hơn mấy vạn năm tiên tổ thánh địa, bỗng nhiên xuất hiện một người sống sờ sờ. Quả thực khiến người khó có thể tin. Đang kinh ngạc thốt lên đồng thời, Nguyên Hạo cùng Như Ý đều lập tức đề cao 12 phân cảnh giác, riêng phần mình xúc thế, chuẩn bị ứng đối lúc nào cũng có thể xuất hiện tình huống ngoài ý muốn. Người này nơi nào đến? Ở đây làm cái gì? Cảnh giới đến cùng như thế nào? Có thể hay không đối bọn hắn đột nhiên gây khó khăn? Cùng các loại, đều vẫn là ẩn số. Tại Thánh Linh Nguyên Địa bỗng nhiên đụng phải loại tình hình này. Trong lúc nhất thời, thật đúng là khiến người chân tay luống cuống. Khoan động thủ đã, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm gấp vội kêu lên, trên mặt cực kỳ hiếm thấy toát ra vẻ khẩn trương, tựa hồ có cái gì cực kỳ quan trọng phát hiện. Kỳ thật Nguyên Hạo cùng Như Ý vốn là chỉ là đề phòng, tuyệt sẽ không tại tiên tổ thánh địa tùy tiện xuất thủ. Một khi đem nơi đây phá đi, nhưng chính là Toan Nghê Vương tộc tội nhân lớn, chết trăm lần không đủ. Lấy hắn tu vi của hai người, nếu thật là toàn lực xuất thủ, lực phá hoại ra sao cùng kinh người. Chỉ là Tiêu Phàm bỗng nhiên ở giữa, trong lòng rung động, tựa hồ có cái nào đó để hắn vô cùng bất an sự tình, bỗng nhiên xông lên đầu, lúc này mới vội vội vàng vàng gọi một tiếng, hai mắt thẳng vào tiếp cận kia xanh tươi sắc hình người kén, đáy mắt lục mang lấp lánh, thiên nhãn thần thông vận chuyển, dốc hết toàn lực, muốn nhìn thấu cái này kén bên trong cụ thể tình hình. Nhưng mà nhân hình nó kén nhìn qua cực kỳ yếu ớt, chỉ là thật mỏng một tầng, lại có được một loại nào đó thần kỳ lực lượng. Có thể ngăn trở thiên nhãn thần thông thăm dò.
Lấy thần niệm chi lực liếc nhìn quá khứ, cũng chỉ có thể cảm ứng được kén bên trong ẩn ẩn có một cái sinh mạng thể, là còn sống. Từ kén hình dạng để phán đoán, cái này sinh mạng thể, hẳn là một người. Mà lại vóc người của người này cũng không khôi ngô, tương phản có chút thon thả. Tiêu Phàm dần dần tới gần, đáy mắt lục mang lấp lánh tốc độ càng lúc càng nhanh, hai con mắt đều bị nhuộm thành lục sắc, như là hai viên óng ánh ngọc lục bảo bảo thạch, chiếu sáng rạng rỡ, thậm chí có thể trông thấy hai đạo lục sắc cột sáng, phảng phất có hình có chất, hướng na xanh tươi sắc kén, thẳng bắn xuyên qua. Tiêu Phàm đã không tiếc bất cứ giá nào, đem thiên nhãn thần thông vận chuyển tới cực hạn. Trên trán mồ hôi gợn sóng mà hạ, đủ thấy như thế toàn lực vận chuyển thiên nhãn thần thông, để hắn cũng khó có thể phụ tải. Lục sắc cột sáng, một chút xíu xuyên thấu qua tầng kia xanh tươi sắc màng mỏng, hướng kén bên trong tìm kiếm, một trương tú khuôn mặt đẹp, loáng thoáng tại Tiêu Phàm trước mắt hiện ra. Tiêu Phàm chấn động trong lòng, không để ý hai mắt kịch liệt đau nhức, lại một lần nữa đem toàn thân pháp lực không quan tâm đều rót vào trong hai mắt, thậm chí cả khuôn mặt đều trở nên xanh mơn mởn, nhìn qua có chút dọa người. Không có khả năng, chấm ngoặc kép, đột nhiên, Tiêu Phàm một tiếng kinh hô, trong mắt lục mang bỗng nhiên biến mất, thân thể bỗng nhiên một cái lảo đảo, kém chút té ngã trên đất. Chương 1297, Già Nhi. Bóng người lóe lên, Nguyên Hạo liền đến Tiêu Phàm bên người, duỗi tay ra, đỡ lấy hắn. Huynh đệ, như thế nào? Một cỗ khí thế ngập trời, từ Nguyên Hạo thể nội phồng lên mà ra, nháy mắt tại trước mặt hai người hình thành một đạo kiên cố che đậy, tại hai người đều che lấp ở phía sau. Tiêu Phàm bỗng nhiên xảy ra bất trắc, cũng không trách Nguyên Hạo khẩn trương. Không sao, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm trong chớp nhoáng đứng thẳng người, thở phào một hơi, nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Ngay tại cái này trong nháy mắt, Nguyên Hạo đã lấy thần niệm chi lực cấp tốc từng điều tra Tiêu Phàm thể nội tình hình, phát hiện Tiêu Phàm trừ pháp lực hơi có tiêu hao dấu hiệu, cái khác hết thảy đồng đều tốt, không có bất kỳ cái gì dị thường. Vừa rồi cái kia lảo đảo, hẳn là trong lòng kích động quá mức bố trí. Chỉ là, sự tình gì để nhất quán chấn định như hằng Tiêu Phàm trở nên kích động như thế? Tiêu Phàm lần nữa hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói, cái này kén bên trong người, khả năng cùng ta có liên hệ lớn lao. Tựa như, là tiểu đệ nội nhân, chấm ngoặc kép, là đệ muội. Lần này, đến phiên Nguyên Hạo trợn mắt hốc mồm, trong lúc nhất thời, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Ngay cả Như Ý đều không hiểu thấu, cái này đều cái nào cùng cái nào a? Lúc trước bọn hắn phát giác được kén bên trong có một người lúc, trong đầu lập tức làm vô số suy đoán, thậm chí còn đang hoài nghi, có phải là số vạn năm trôi qua, thánh linh nguyên địa lại tại thai nghén mới thánh linh. Mặc dù nói, một chỗ thiên địa linh khí cùng sinh mệnh tinh hoa, nhiều nhất chỉ có thể thai nghén một vị trời sinh thánh linh, cùng một nơi thai nghén hai vị trời sinh thánh linh tình hình, chưa hề xuất hiện qua, ngay cả nghe đều chưa nghe nói qua. Nhưng mà mọi thứ đều có ngoại lệ, vạn nhất loại tình hình này thật phát sinh đây. Nhưng là vô luận bọn hắn như thế nào suy đoán thân phận của người này, cũng tuyệt đối nghĩ không ra, sẽ cùng Tiêu Phàm kéo lên quan hệ thế nào. Tiêu Phàm mới lớn bao nhiêu niên kỷ, nơi đây đã phong bế hơn mấy vạn năm. Chỉ là, Tiêu Phàm nhìn qua cũng không giống là bỗng nhiên ở giữa tinh thần rối loạn, cho nên hồ ngôn loạn ngữ. Xác thực cùng nội nhân giống nhau đến mấy phần, bất quá, tiểu đệ còn phải lại xác nhận một chút. Đại ca chớ trách, nơi này dù sao cũng là người ta toan nghê vương tộc tiên tổ sinh ra thánh địa. Nguyên Hạo bận bịu tức nói, hảo hảo, người lại xác nhận, lại xác nhận. Tiêu Phàm ổn liễu ổn thần nghĩ, hạo nhiên chính khí lưu chuyển toàn thân. Dần dần linh đài thanh minh, liền là lần nữa vận khởi thiên nhãn thần thông, trong mắt hai đạo lục sắc cột sáng, hướng na xanh tươi sắc kén nhìn chăm chú qua. Nhắc tới cũng kỳ, có lần thứ nhất về sau, cái này lần thứ hai nếm thử, liền thấy tương đối rõ ràng. Tiêu Phàm lại hít một hơi thật sâu, trên mặt lộ ra cực kỳ thần tình phức tạp, lại là kích động, lại là khẩn trương, còn mang theo nói không nên lời ý vui mừng, quả nhiên là bách vị tạp trần. Nguyên Hạo cùng Như Ý kinh ngạc nhìn thấy, hai hàng nước mắt, từ Tiêu Phàm trong hai mắt chậm rãi tràn ra, chảy xuôi xuống tới. Tiêu Phàm vậy mà lại khóc, một tên tu luyện tới Nguyên Anh trung kỳ nhân loại tu sĩ, chí ít cũng là trăm tuổi cao tuổi. Gió to sóng lớn gì chưa từng thấy qua, lại nói. Người tu chân vốn là muốn thanh tâm quả dục, mới có thể chính nói trường sinh, cái này thật sự là không tưởng được. Già Nhi, nguyên lai ngươi ở đây, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm lại đối hai người kinh ngạc làm như không thấy, chốc lát, mới thì thào nói. Già Nhi, Tân Lâm, Tiêu Phàm đã từng bao nhiêu lần trong mộng nhìn thấy Tân Lâm. Nhưng mà, hắn nằm mơ đều không nghĩ tới, vậy mà lại ở đây,
tại truyền thuyết này bên trong phong bế hơn mấy vạn năm toàn nghề thánh linh sinh ra chi địa, nhìn thấy mình nhất nữ nhân yêu mến. Lần thứ hai vận dụng thiên nhãn thần thông, Tiêu Phàm thấy rõ ràng, xanh tươi sắc kén bên trong khoanh chân ngồi ngay ngắn, không nhúc nhích người kia, đúng là hắn ngày nhớ đêm mong, nhưng thủy chung không được gặp nhau tân lâm. Hắn chân chính kết tóc thê tử, thật vất vả, Tiêu Phàm rốt cuộc lần nữa trấn yên tĩnh, thử nghiệm chậm rãi đem thần niệm chi lực dò xét tiến vào kén bên trong đi. Mặc dù hắn có thể xác thực không sai lầm cảm ứng được, kén bên trong tân lâm là còn sống, thậm chí có thể nói là sinh cơ bừng bừng, nhưng một mực như thế ngồi ngay ngắn bất động, đối với ngoại giới không có chút nào cảm ứng, tổng là có chút gây nên. Bất quá, thần niệm điều tra liền kém xa thiên nhãn thần thông xem xét thuận lợi như vậy, cứ việc miễn cưỡng có thể thấu đi vào một điểm, lại chỉ là một cái thoáng tức thì, rất khó đối tân lâm trạng thái làm ra phán đoán chuẩn xác. Chỉ mơ hồ cảm thấy, tân lâm khí tức cực kỳ cường đại, thậm chí đã không tại Tiêu Phàm dưới mình. Dạng này được đến mơ hồ cảm giác, cố nhiên rất không đáng tin cậy, nhưng có thể làm cho Tiêu Phàm cảm thấy như thế khí tức cường đại, lại không đáng tin cậy, cũng đầy đủ kinh người. Cần biết Tiêu Phàm hiện tại tu vi thật sự, sớm đã không đang tìm thường hậu kỳ đại tu sĩ phía dưới. Chẳng lẽ nói, mấy chục năm không gặp, tân lâm lại nhưng đã ngưng kết nguyên anh thành công, đồng thời đã đạt đến tại nguyên anh trung kỳ trở lên cảnh giới. Cái này nhưng thật khiến cho người ta khó có thể tin. Cần biết ở địa cầu dưới nước kim tự tháp thất lạc thời điểm, Tiêu Phàm đã là trong kim đan kỳ tiêu chuẩn, mà tân lâm là trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, chưa ngưng kết kim đan. Kết quả hiện tại, tân lâm cư nhưng đã chạy tới, cùng Tiêu Phàm lực lượng ngang nhau. Cần biết Tiêu Phàm tiến giai tốc độ đã nhanh đến để rất nhiều đồng đạo đố kỵ, hơn nữa còn là thiên diệu tiên tử hy sinh mình bản mệnh chân nguyên mới khiến cho Tiêu Phàm có thể nhanh chóng đột phá trung kỳ bình cảnh. Cho nên nói, tại tu sĩ tầm thường trong mắt, Tiêu Phàm đã là cái mạnh mẽ quái vật, nếu như bọn hắn biết, tân lâm từ trúc cơ hậu kỳ đến nguyên anh trung kỳ chỉ dùng thời gian mấy chục năm, chỉ sợ sẽ không cẩn thận ngay cả cằm của mình đều rơi đem xuống dưới. Ngay cả Tiêu Phàm chính mình cũng kém chút muốn rớt xuống ba. Lần này, Nguyên Hạo ngược lại là không tiếp tục thúc hắn, ngược lại không hiểu cảm thấy một trận nhẹ nhõm. Hắn lo lắng nhất hay là tiên tổ thánh địa lọt vào phá hư, chỉ cần cái này kén bên trong người là Tiêu Phàm thê tử. Kia phong hiểm chính là khả khống, tiên tổ thánh địa lọt vào phá hư khả năng giảm xuống không ít. Về phần Tiêu Phàm thê tử làm sao lại xuất hiện ở đây, cái kia có thể áp sau lại nói. Ước chừng hoa 1-30 phút sau, Tiêu Phàm mới rốt cục đem ý nghĩ của mình sắp xếp như ý, nhưng không có lại lấy thần niệm chi lực đi điều tra tân lâm tình hình. Cái này xanh tươi sắc kén, có thể đem ẩn thân trong đó người bảo hộ rất khá. Mặc dù nhìn qua không chút nào thu hút, nhưng Tiêu Phàm tin tưởng. Nếu như mình thật hướng cái này kén phát động công kích lời nói, chỉ sợ cũng tổn hại không đả thương được tân lâm mảy may. Thánh linh nguyên địa thần kỳ, vượt xa khỏi tưởng tượng của hắn bên ngoài. Kỳ thật cũng không kỳ quái, nếu không phải là như thế chỗ thần kỳ, lại sao có thể dựng dục ra có thể không nhìn một giới pháp tắc, có thông thiên triệt địa chi năng trời sinh thánh linh. Nguyên anh kỳ tu sĩ, thậm chí ngộ linh kỳ tu sĩ, tại chính thức thành niên trời sinh thánh linh trong mắt, quả thực chẳng phải là cái gì. Cùng sâu kiến không có gì khác nhau. Đại ca, nhị ý đạo hữu, cái này kén bên trong người, đúng là tại hạ nội nhân. Sắp xếp như ý mạch suy nghĩ về sau, Tiêu Phàm rốt cục bắt đầu hướng Nguyên Hạo cùng như ý làm giải thích. Tiêu công tử, người sẽ không tính sai à. Nơi đây đã bị không gian cấm chế phong bế mấy chục ngàn năm, tôn phu nhân là như thế nào tiến vào nơi đây? Nếu là Tiêu công tử phu nhân, nghĩ đến cũng rất là trẻ tuổi. Tiêu Phàm vừa dứt lời. Như ý liền không khách khí chút nào hỏi ngược lại. Cũng không phải nàng bỗng nhiên lại cải biến đối Tiêu Phàm cảm nhận, mấu chốt việc này quan hệ quá mức trọng đại, Nguyên Hạo là cực giảng nghĩa khí tính cách, sợ là không có ý tứ hướng Tiêu Phàm đặt câu hỏi, đương nhiên phải từ nàng đến làm thay. Nếu như tại hạ không có đoán sai, nội nhân có thể là bị không gian phong bạo quyền ở đây. Chỉ giáo cho, vừa nhắc tới không gian phong bạo, Như ý sắc mặt biến hóa. Nhiều năm trước, tại hạ và nội tử đã từng gặp được cực kỳ cường đại không gian phong bạo. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm rất đơn giản đem kia lần không gian phong bạo tình huống nói rõ một chút, tự nhiên không có nói tới địa cầu cùng trung thổ giới. Đây cũng không phải là trọng điểm. Tại hạ và nội tử chính là khi đó thất lạc, cái này số trong 10 năm, tại hạ vẫn luôn tại tìm kiếm nghĩ cách tìm kiếm nàng, nhưng xưa nay đều không có nửa phân tin tức, lại cũng không nghĩ ra, nàng lại bị không gian phong bạo cuốn tới nơi đây. Chấm ngoặc kép. Tiêu Phàm trầm ngâm nói, Nguyên Hạo ngạc nhiên nói, không gian phong bạo có uy năng như thế. Hắn đối không gian chi đạo biết không nhiều, vì vậy cũng nghe được sửng sốt một chút. Nhưng ở hắn nghĩ đến,
nơi đây là rất khó tiến vào, bằng không mà nói, mấy chục ngàn năm đến, đám tiền bối hao phí vô số tâm huyết, mời không ít không gian cao thủ, đều không thể thành công. Hiện tại Tiêu Phàm lại nói, không gian phong bạo có thể đem người cuốn vào nơi này. Hắn cũng không phải hoài nghi Tiêu Phàm, mà là cảm thấy hiếu kỳ. Tiêu Phàm nhẹ gật đầu, nói, không gian chi đạo, thiên biến vạn hóa, tại chúng ta xem ra thần kỳ vô so, nhưng cùng thuộc không gian chi lực, lẫn nhau ở giữa lại là tương thông. Tiểu đệ liền từ thất dạ giới trực tiếp được đưa về toa ma giới. Khả năng nội tử đến nơi đây về sau, phát hiện không chỗ có thể đi, ngay tại cái này thánh linh chi thụ dưới đả tọa tu luyện. Mặc dù chỉ là phỏng đoán chi từ, Tiêu Phàm lại cảm thấy, đây chính là chân tướng sự thật. Không phải thật không cách nào giải thích cái hiện tượng này. Chỉ bất quá, ngắn ngủi mấy chục năm, tân lâm đó là trúc cơ hậu kỳ tiến giai đến nguyên anh trung kỳ, tiến giai tốc độ, trọn vẹn so tu sĩ tầm thường nhanh một hai lần, cái này thánh linh nguyên địa thần kỳ, khi thật khiến người nhìn mà than thở. Mà lại, hẳn không có bình cảnh chế ước, bằng không mà nói, quả quyết không có khả năng tiến giai nhanh như vậy. Vừa nghĩ đến đây, Tiêu Phàm trong lòng, đông, nhảy một cái, trong đầu linh sáng lóng lánh, không nhìn bình cảnh. Đây chẳng phải là thiên hương ngọc lộ, nghịch thiên nhất chỗ thần kỳ a? Chẳng lẽ, từ toàn nghề đứng đầu miệng bên trong nhỏ giọt xuống những này chất lỏng, quả thật chính là thiên hương ngọc lộ. Đã như vậy, vậy liền rất tốt, nên huynh đệ cùng đệ muội hữu duyên, phân biệt mấy chục năm sau, lại tương phùng, thật đáng mừng. Chỉ tiếc nơi đây không có rượu, nếu không, khi phù tam đại trắng. Nguyên Hạo cười lên ha hả, lòng tràn đầy vui vẻ nói. Nhìn ra được. Nguyên Hạo cao hứng là xuất từ nội tâm, cũng không phải là giả mô hình giả thức làm bộ làm tịch. Đa tạ đại ca, Tiêu Phàm trên mặt lần nữa lộ ra tiếu dung. Dạng này việc vui, thực tế là đáng giá không say không nghỉ a. Như ý đánh giá kia xanh tươi sắc kén, trầm ngâm nói, lại không biết là nguyên nhân gì, tôn phu nhân không thể xuất quan. Không thể chính miệng hỏi một chút tân lâm, trong lòng luôn cảm thấy không nỡ. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, nói khả năng nội tử bế quan đến quan trọng trước mắt. Đối với ngoại giới hết thảy, đều chẳng quan tâm. Người tu chân, vừa đả tọa chính là mười mấy năm thậm chí mấy chục năm, để cầu một ngày kia có thể đốn ngộ. Tân lâm loại tình hình này, cũng coi như bình thường. Vô luận như thế nào, nơi đây linh lực cùng tinh khí như thế sung túc, chúng ta cũng phải bắt gấp thời gian tu luyện mới là việc cấp bách. Cụ thể đến cùng là chuyện gì xảy ra, cùng đệ muội xuất quan thời điểm, tự nhiên là rõ ràng. Nguyên Hạo khoát tay áo, nói. Chương 1298, tiến giai nguyên anh hậu kỳ. Cũng không biết là trùng hợp hay là thiên ý, cái này gốc trong nước đại thụ tán cây phía dưới, vừa vặn có bốn khỏa toan nghê đứng đầu, mỗi một đầu toan nghê miệng bên trong, đều có loại kia cực kỳ tinh khiết linh dịch một chút xíu nhỏ giọt xuống. Bằng phỏng đoán mọi người cũng có thể biết, đây là linh thụ chuyển hóa này tinh thuần thiên địa linh lực cùng sinh mệnh tinh khí mà hóa thành linh dịch, nếu như không người hưởng dụng, liền một lần nữa trở về dưới cây linh hồ. Như thế vòng đi vòng lại. Chính là nói, nơi đây đủ để cung cấp bốn người đồng thời tu luyện. Có thể sinh ra trời sinh thánh linh cực phẩm địa mạch, đồng thời trèo chống mấy cái nguyên anh kỳ tu sĩ tu luyện, tự nhiên thướt tha có dư. Lập tức ba người riêng phần mình tại một viên toan nghê đứng đầu hạ bàn đầu gối ngồi xuống, mặc cho kia tinh thuần linh dịch một chút xíu nhỏ xuống tại trên đầu mình, trên thân. Nói cũng kỳ quái, tinh thuần linh dịch một giọt rơi xuống trên thân, lập tức liền vô thanh vô tức dung nhập vào thể nội. Tại trong kinh mạch du lịch chạy một vòng, lập tức toàn thân trên dưới đều cảm thấy ấm áp, sự thoải mái nói không nên lời. Sau đó, cái này tinh thuần đến cực điểm thiên địa linh lực cùng sinh mệnh tinh khí liền chậm rãi hướng đan điền khí hải bên trong hội tụ mà đi. Tốt, Nguyên Hạo một tiếng thấp tán, lòng tràn đầy vui vẻ. Nhiều năm trước tới nay, hắn từ đầu đến cuối kẹt tại một bước cuối cùng, khó mà đột phá bình cảnh, hướng cảnh giới tối cao thuế biến, thành là chân chính biển cả chi vương. Vì thế không biết nghĩ bao nhiêu biện pháp, kinh lịch bao nhiêu gian nguy, lại cuối cùng bất quá là lấy giỏ trúc mà múc nước công dã tràng, buồn bực trong lòng, có thể nghĩ. Hiện nay rốt cục nhìn thấy đột phá hy vọng, sao không gọi hắn tâm hoa nộ phóng. Như ý cũng là vẻ mặt tươi cười, nàng đặt chân đến hóa hình hậu kỳ cảnh giới không lâu, cũng không có nghĩ tới muốn trong khoảng thời gian ngắn đột phá bình cảnh, nhưng ở chỗ này tu luyện, lại chỉ ít có thể tiết kiệm hơn phân nửa thời gian. Để nàng nhanh chóng tinh đi vào hóa hình hậu kỳ đại thành chi cảnh, đến lúc đó, nàng liền có thể chuẩn bị xung kích ngộ linh kỳ bình cảnh. Một khi đột phá thành công, lập tức liền bước vào cái này một giới đỉnh phong nhất đại nhân vật hàng ngũ. Đến lúc đó, liền có thể cùng Nguyên Hạo thành hôn, chính thức trở thành Tây Mạc biển cả toan nghê vương cung nữ chính, bị vô số hải tộc kính ngưỡng cao cao tại thượng vương phi nương nương.
Tiêu Phàm đang ngồi vào toan nghê đứng đầu phía dưới lúc, trước liền móc ra một viên hỏa hồng sắc đan dược nuốt xuống. Này hỏa hồng sắc đan dược chỉ có đậu xanh lớn nhỏ, không chút nào thu hút. Lại là đại danh đỉnh đỉnh, Long Hổ Đan. Long Hổ Đan, có thể xưng phụ trợ đan dược chi vương, có thể loại trừ các linh dược khác mang tới tác dụng phụ. Tiêu Phàm tại toan nghê vương cung trong khố phòng rất trùng hợp tìm được luyện chế Long Hổ Đan, cần thiết cuối cùng một mực linh dược, liền là mở ra đan lô, luyện chế một nhóm Long Hổ Đan ra dự bị. Mặc dù cái này linh thụ chuyển hóa linh dịch nhìn qua không có bất kỳ cái gì dị thường, Tiêu Phàm hay là rất cẩn thận. Dù sao thứ này vượt qua Tiêu Phàm nhận biết phạm trù, vạn nhất có một ít không thể biết trọng đại tệ nạn, coi như phiền phức. Bởi vì nơi này chung quy là toan nghê thánh linh nguyên địa. Đối Nguyên Hạo cùng đồng dạng mang theo toan nghê huyết mạch như ý mà nói, khẳng định là trăm điều lợi mà không một điều hại. Nếu không, tại toan nghê vương cung trong điển tịch, liền sẽ có ghi chép, cảnh cáo hậu bối tử đệ. Không có thể tùy tiện tại toan nghê thánh địa tu luyện. Tiêu Phàm lại là thuần chính nhân loại tu sĩ, thể nội còn mang theo ngân dực lôi bằng huyết mạch, trên lý luận trời giống chim thánh linh cùng hải tộc thánh linh là không hòa thuận, đa số thời điểm. Lẫn nhau đối địch, bởi vậy chú ý cẩn thận chút không có chỗ hại, nếu không được cũng chính là lãng phí một viên, Long Hổ Đan. Hoắc xuy, một tiếng, Nguyên Hạo ống tay áo lắp một cái, hai đầu vài thước lớn nhỏ linh thú từ hắn linh thú điểm bên trong bắn ra, ở giữa không trung một cái xinh đẹp quay người, liền bắn vào đến linh trong hồ. Tại mặt nước vẫy vùng, lộ ra vui vẻ vô so. Cái này hai đầu linh thú cũng có Nguyên Anh sơ kỳ cảnh giới. Nguyên Hạo tự nhiên là hy vọng chúng nó có thể ở chỗ này tu luyện, mau chóng tiến giai. Như ý cũng thả ra một đầu linh thú. Nguyên Hạo vừa cười vừa nói, huynh đệ. Người có cái gì linh thú, đều thả ra đi, cơ hội khó được, cũng đừng bỏ lỡ. Được, Tiêu Phàm cũng không khách khí, lúc này lắc một cái ống tay áo, đem Hắc Lân, Hoàng Đường phụ tử, Thiết Bối Đao Lang đều phóng ra. Thấy điệu bộ này, Nguyên Hạo giật nảy mình, lập tức liền cười lên ha hả. Dùng cái này địa linh khí độ dày đặc, coi như lại nhiều một số người tới tu luyện, cũng sẽ không có vấn đề gì. Hắc Lân cùng Hoàng Đường phụ tử tự nhiên là lòng tràn đầy vui vẻ. Riêng phần mình tìm kiếm địa phương tu luyện, Thiết Bối Đao Lang lại tựa hồ như không thích nơi đây hoàn cảnh, siêu siêu, âm thanh bên trong, đám côn trùng này liền lọt vào trong sương mù, lập tức rời đi linh nước hồ mặt, bay thẳng càng bên ngoài cao cường, xa xa chạy. Tiêu Phàm cũng không thèm để ý, chỉ cần có thể cảm ứng được đám trùng vị trí là được. Nơi này là phong bế không gian, Thiết Bối Đao Lang chạy không ra được, mà lại tại hắn ước thúc dưới, cũng không có khả năng chạy quá xa. Côn trùng thích tại ẩm ướt âm u hoàn cảnh bên trong sinh trưởng, lại không thể hoàn toàn ngâm ở trong nước. Tiêu Phàm không có đem xương chim phóng xuất, cũng không phải hắn giảng khách khí, mấu chốt là xương chim mình không nguyện ý ra, tựa hồ đối với nơi đây có bản năng chán ghét, thậm chí còn kèm theo một tia e ngại. Như là Tiêu Phàm dự liệu như thế, biển kiêu là ngân dực lôi bằng hậu duệ, trên thân lại dung nhập nửa bình ngân dực lôi bằng tinh huyết, cùng toan nghê loại này hải tộc thánh linh ở giữa, quả thật có chút không thích hợp. Tiêu Phàm dự đoán ăn vào, Long Hổ Đan, có thể thấy được là 10 điểm quyết định anh minh. An bài tốt linh sủng linh thú, ba người cái này mới hoàn toàn an tâm, riêng phần mình khoanh chân ngồi ngay ngắn, dần dần mắt nhìn mũi mũi nhìn tâm, nhập định đi. Mới vừa rồi còn 10 điểm náo nhiệt linh hồ, lập tức trở nên yên tĩnh dị thường. Thời gian một chút xíu trôi qua, ba trên thân người cũng chậm chậm kết lên một tầng kén, cùng tân lâm bên ngoài cơ thể tầng kia kén đồng dạng, xanh tươi ướt át. Thời gian thấm thoát. Đảo mắt 20 năm trôi qua. Một tiếng nhẹ nhàng sợ hãi thán phục, từ linh thụ chính tây bên cạnh toan nghê đứng đầu dưới truyền ra. Chính là Tiêu Phàm thanh âm. Ngay sau đó, trên người hắn tầng kia xanh tươi kén từng mảnh vỡ vụn, hóa thành vô số bay múa thải điệp, bay vào dưới cây linh trong hồ, lập tức liền hóa thành trong trẻo chất lỏng, cùng nước hồ hòa làm một thể. Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy. Thời khắc này Tiêu Phàm, hai mắt sáng ngời có thần, trên mặt bảo quang lưu chuyển, màu da trong suốt như ngọc. Toàn thân trên dưới, đều tỏa ra sinh cơ bừng bừng, cả người đang đứng ở trạng thái đỉnh cao nhất, sung mãn dị thường, trong lúc phất tay, đều mang nói không nên lời uy áp chi khí. Hách nhưng đã đột phá Nguyên Anh trung kỳ bình cảnh, bước vào Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ cảnh giới. Tiêu Phàm nhẹ nhàng ngó nhìn hai tay của mình, hài lòng gật gật đầu. Cái này thánh linh nguyên địa quả nhiên thần kỳ vô so, chỉ là thời gian 20 năm, hắn chẳng những thành công sau khi đột phá kỳ bình cảnh, mà lại đã vững chắc cảnh giới. Mà lại vẫn chưa đưa tới lôi kiếp, cũng không biết là thánh linh nguyên địa thần kỳ hay là bởi vì nơi đây bị hoàn toàn phong bế, thiên phạt chi lực không cảm ứng được hắn tồn tại. Tóm lại cùng hắn tiến giai Nguyên Anh trung kỳ đồng dạng,
đều không có dẫn động lôi kiếp. Bất quá một lần kia, lại là lấy Thiên Diệu Tiên Tử tự tổn đạo hạnh làm đại giá, có lẽ một tăng một tổn hại ở giữa, thiên đạo chi lực tự nhiên đạt thành cân bằng, bởi vậy vẫn chưa thu nhận thiên phạt chi nộ. Mặc dù Tiêu Phàm là cực kỳ kiệt xuất đại thuật sư, đối thiên phạt chi lực nhưng thủy chung khó mà suy nghĩ, chỉ có thể xuyên thấu qua thuật bói toán, thoảng qua nhìn trộm một điểm trời cơ chi bí. Nhưng ở Tiêu Phàm trong lòng, nhưng cũng ẩn ẩn cảm thấy, hai lần tránh thoát thiên lôi chi kiếp, nhưng chưa hẳn thấy là chuyện gì tốt. Sớm muộn có một ngày, thiên phạt chi lực muốn cùng hắn, tính tổng nợ, vạn nhất đem đến tại tiến giai ngộ linh kỳ đại quan khẩu, thiên lôi chi lực đại bạo phát, Tiêu chân nhân sẽ phải đại đại hỏng bét. Cũng may hắn hiện tại còn vừa mới đặt chân nguyên anh hậu kỳ chưa lâu, cách tiến giai ngộ linh kỳ còn sớm đây, tạm thời còn không cần quá lo lắng. Xe đến trước núi ắt có đường, lấy thiên nhãn thần thông nội thị chi pháp một chút xíu xem xét tự thân kinh lạc khí hải tình hình, Tiêu Phàm giật mình phát hiện, trong đan điền viên kia tổn hại gần một nửa ngân dực lôi bằng nội đan, vậy mà vẫn chưa co lại nhỏ, ngược lại tăng dài một chút, tựa hồ cái này thời gian 20 năm, nó đang tiến hành bản thân chữa trị. Cái này cùng Tiêu Phàm trước kia nhìn thấy tình hình đều tuyệt không giống nhau. Dĩ vãng, ngân dực lôi bằng nội đan là tại một chút xíu tiêu hao, mặc dù mắt thường rất khó phát giác, nhưng mỗi lần tiến giai về sau lại xem, liền có thể cảm thấy được nội đan tiêu hao. Thể nội ẩn chứa cường đại thánh linh chi lực, đây cũng là Tiêu Phàm công lực luôn luôn hơn xa cùng giai tu sĩ nguyên nhân. Lại không nghĩ tới, tại thánh linh nguyên địa 20 năm, ngân dực lôi bằng nội đan chẳng những không có tiêu hao, ngược lại tại bồi bổ. Cũng coi là niềm vui ngoài ý muốn, nhất là để Tiêu Phàm cảm thấy vừa mừng vừa sợ chính là, hắn cùng ngân dực lôi bằng nội đan ở giữa liên quan, trở nên so trước kia phải mật thiết được nhiều. Đây là một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, dĩ vãng, lôi bằng nội đan ở trong cơ thể hắn, là một cái 10 điểm độc lập lực lượng nguồn suối, mặc dù biết liên tục không ngừng vì hắn cung cấp cường đại linh lực, để hắn thời thời khắc khắc đều có thể tu luyện, cho dù là đang phi độn bên trong, hoặc là đang bận sự tình khác thời điểm. Thể nội tu luyện cũng vẫn luôn chưa từng đình chỉ qua. Nhưng cũng chỉ thế thôi, nghĩ muốn mạnh mẽ từ trong nội đan rút ra lượng càng lớn hơn linh lực, liền nhất định phải nuốt ngân dực lôi bằng tinh huyết, lấy loại này cùng loại tự mình hại mình phương pháp đến cưỡng ép kích phát tiềm lực. Mỗi lần đều muốn trọng thương một lần, hậu hoạn không tiểu. Dưới mắt, ngân dực lôi bằng nội đan lại tựa hồ như dần dần muốn cùng bản thân hắn hòa làm một thể, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được rõ ràng, cùng lôi bằng nội đan ở giữa loại huyết mạch tương liên kia cảm giác. Nói cách khác, dựa theo này phát triển tiếp, viên này ngân dực lôi bằng nội đan, cuối cùng sẽ có một ngày, đem biến thành chính hắn nội đan. Một tên nhân loại tu sĩ thể nội, vậy mà có được một viên trời sinh thánh linh nội đan, đây là gì chờ kinh người. Hoắc xuy, một tiếng, linh trong hồ tóe lên khắp nơi óng ánh bọt nước, một đạo hắc ảnh lóe lên, thẳng hướng Tiêu Phàm đánh tới. Chính là Hắc Lân, Tiêu Phàm lòng tràn đầy vui vẻ, mỉm cười giang hai cánh tay. Giữa không trung một trận gợn nước vặn vẹo, Hắc Lân đảo mắt huyễn hóa thành một tên đầy đặn trắng nõn mỹ thiếu nữ, êm ái nhào tiến vào Tiêu Phàm trong ngực, ôn hương nhuyễn ngọc, ôm cái đầy cõi lòng. Đối với Hắc Lân dạng này, đùa ác, Tiêu Phàm đã sớm quen thuộc, hai tay ôm chặt Hắc Lân mềm mại thân thể, tại trên mặt nàng nhẹ nhàng hôn một cái, mỉm cười, nói không nên lời vui vẻ hỉ nhạc. Hắn có thể rõ ràng mà cảm ứng được, Hắc Lân khí tức xa so lúc trước cường đại, tại cái này thời gian 20 năm. Hắc Lân cũng đã sớm bên trên một bậc thang, tiến giai thành hóa hình trung kỳ linh sủng, đồng thời cảnh giới 10 điểm vững chắc, có thể so bình thường tình huống dưới 4-50 năm khổ tu. Hắc Lân bản thân mang theo quỳ thủy thánh linh thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch, cùng toan nghê cùng thuộc hải tộc thánh linh, ở chỗ này tu luyện, càng là làm ít công to. Nhìn thật kỹ, Hắc Lân nhọn vành tai càng thêm trơn bóng, kia một chút xíu nhung mao cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Chỉ kém một bước cuối cùng. Liền có thể hoàn toàn huyễn hóa thành hình người, lại cũng không phân biệt ra được tới. Chương 1299, tứ giai thiết bối đao lang. Nguyên Hạo, Như Ý, thậm chí Tân Lâm vẫn còn đang đánh ngồi luyện công. Ba người đều bị xanh tươi kén bao vây lấy, không nhúc nhích tí nào. Hắc Lân tròn căng lớn nháy mắt một cái nháy mắt, có chút hiếu kỳ nhìn qua thâm hậu nhất cái kia xanh tươi kén, hỏi, già nhi tỷ tỷ còn đang bế quan a? Tiêu Phàm gật gật đầu. Tiến giai đại tu sĩ về sau, chẳng những chân nguyên pháp lực tăng mạnh, hắn thần niệm chi lực cũng so lúc trước cường đại hơn nhiều, chỉ sợ đa số cùng giai hậu kỳ đại tu sĩ, thần niệm chi lực đều đã kém xa hắn. Lấy thần niệm chi lực từng điều tra kén bên trong tình hình, già nhi mặc dù còn chưa từng thức tỉnh, sinh mệnh khí tức lại cực kỳ tràn đầy, mà lại, Tiêu Phàm có thể cảm nhận được, hắn trước kia đối Tân Lâm cảnh giới phán đoán chỉ sợ là sai lầm.
Tân Lâm kỳ thật đã giống như hắn, đột phá đến nguyên anh hậu kỳ cảnh giới. Một mực bế quan không ra, chỉ sợ là tại hướng cảnh giới càng cao hơn xung kích. Có lẽ, trừ nơi đây kia tinh thuần đến cực điểm linh dịch đổ vào bên ngoài, Tân Lâm còn có cái khác nghịch thiên kỳ ngộ, lúc này mới có thể để nàng tiến giai tốc độ, thậm chí vượt qua Tiêu Phàm. Chân tướng đến cùng như thế nào, đều muốn cùng Tân Lâm tỉnh dậy về sau, mới có thể tra ra manh mối. Nhưng mặc kệ như thế nào, đối Tiêu Phàm mà nói, cái này đều thực tế là chuyện thật tốt. Hoàng Đường cùng Tiểu Gia Hỏa cũng đang bế quan. Cùng Hắc Lân đồng dạng, Hoàng Đường cũng đột phá đến hóa hình trung kỳ, ngay tại vững chắc trung kỳ cảnh giới. Mà Tiểu Gia Hỏa dứt khoát nằm tại linh trong hồ ngủ ngon, hàm hàm bộ dáng, đáng yêu đến 10 điểm. Hắc Lân, người tiếp tục ở đây tu luyện, ta đi địa phương khác đi dạo một chút. Đã khải quan mà ra, Tiêu Phàm cũng là không vội ở lập tức lần nữa bế quan, cảnh giới tăng lên về sau, tâm cảnh cũng giống vậy cần muốn tăng lên. Nếu không tổng là có chút căn cơ bất ổn, tâm cảnh không có đạt được rất tốt ma luyện, một khi gặp được nguy cấp tình huống, liền có khả năng xảy ra vấn đề lớn. Tân Lâm dạng này mấy chục năm bế quan lâu dài, một hơi không ngừng mà tăng lên cảnh giới tăng lên càng cao, tai họa ngầm lại càng lớn. Bất quá dưới mắt Tiêu Phàm cũng là vô kế khả thi, cũng nên đợi nàng khải quan về sau, lại nghĩ biện pháp. Không, ta muốn đi theo ngươi chơi. Hắc Lân lập tức đem cái đầu nhỏ lắc giống phát lang chống như. Đừng nhìn nàng đã đến hóa hình trung kỳ cảnh giới. Tâm tính vẫn là như vậy hồn nhiên, như là tiểu cô nương dính người. Tốt, vậy liền cùng đi chứ. Tiêu Phàm mỉm cười gật đầu. Một hơi bế quan 20 năm, cũng đủ để người kìm nén đến khó chịu. Hắc Lân lập tức vui vẻ tới, giữ chặt Tiêu Phàm tay, cười hì hì cùng Tiêu Phàm sóng vai lái độn quang, hướng thần điện bên ngoài bay đi. Tại khoảng cách thần điện hơn 1000 dặm bên ngoài một chỗ ẩm ướt trong sơn cốc. Tiêu Phàm tìm được kia một đám thiết bối đao lang. 20 năm không gặp, thiết bối đao lang thật đúng là để Tiêu chân nhân giật nảy cả mình. Hai đầu tam giai đại thành con bọ ngựa, lại nhưng đã tiến giai thành công, song song trở thành tứ giai trùng vương. Biến thành chiều cao hơn một trượng, phần lưng hiện ra một vòng lại một vòng ngân sắc tròn điểm dữ tợn quái trùng. Trên thân lộ ra hung ác ngang ngược khí tức, để Tiêu Phàm trong lòng đều nhẹ nhàng run lên. Bởi vì từng ăn một đầu tứ giai thiết bối đao lang cùng 4 đầu tứ giai cự phệ trùng tinh hoa, lại tại Thánh Linh Nguyên địa tu luyện 20 năm, cái này gần đây tiến giai 2 đầu tứ giai con bọ ngựa, vô luận hình thể hay là khí tức. Đều muốn so hắn tại Đông Bình Hoang Nguyên nhìn thấy kia 2 đầu hoang dại tứ giai con bọ ngựa mạnh lên 3 phân. Thậm chí ngay cả cùng Tiêu Phàm ở giữa thần niệm liên hệ, đều trở nên như có như không. Nhưng Tiêu Phàm đến gần thời điểm. Cái này 2 đầu tứ giai con bọ ngựa cũng không có giống trước kia như thế hướng Tiêu Phàm biểu thị thần phục, ngược lại hướng lui về phía sau mấy bước, trong chớp nhoáng giơ lên chân trước, bày ra để phòng tư thế. 4 đầu màu xám sắt chân trước tại ấm áp dưới ánh mặt trời. Lóng lánh lạnh như băng tử vong hàn quang, dù coi như Tiêu Phàm đã tiến giai đến đại tu sĩ, giờ phút này cũng không khỏi phải đề cao 12 phân cảnh giác, thanh kim sắc quang mang lấp lánh, phải rồng giáp nổi lên, đem toàn thân hắn đều bao khỏa trong đó. Lập tức càn khôn đỉnh bắn ra, tại đỉnh đầu hắn chậm rãi xoay tròn, phóng xạ ra nhu hòa trừ hào quang màu đỏ. Cũng không trách Tiêu Phàm bỗng nhiên trở nên cẩn thận như vậy, thiết bối đao lang tiến giai đến tứ giai trùng vương về sau, bình thường có thể quét ngang tất cả nguyên anh kỳ tu sĩ. Nhất là đang chật trội không gian bên trong thiếp thân cận chiến, cơ hồ là vô địch trạng thái. Dù coi như đối thủ là ngộ linh kỳ tu sĩ, chỉ sợ cũng có sức đánh một trận. Cứ việc Tiêu Phàm nhục thân cực nó cường hãn, cận chiến càng là toàn vô địch thủ, đối mặt cái này 2 đầu tựa hồ không bị khống chế tứ giai con bọ ngựa, cũng không dám chút nào chủ quan. Đồng thời không chút do dự tế ra, càn khôn đỉnh. Một khi con bọ ngựa coi là thật ra tay với hắn, tốt nhất phòng hộ thủ đoạn chính là lấy không gian thần thông đem con bọ ngựa ngăn cách bên ngoài, lại tìm cách lấy không gian lồng giam giam cầm lại. Tế ra bảo đỉnh về sau, Tiêu Phàm ống tay áo lắp một cái, đem Hắc Lân thu tiến vào linh thú điểm, hai mắt sáng ngời. Gắt gao tiếp cận kia 2 đầu tứ giai con bọ ngựa, nháy mắt cũng không nháy mắt, một chút xíu tăng cường cùng con bọ ngựa thần niệm câu thông. Dần dần, con bọ ngựa nâng lên chân trước chậm rãi để xuống, đỉnh đầu 2 đầu thật dài xúc tu lắc lư mấy lần, chậm rãi hướng Tiêu Phàm tới gần, trên thân kia cỗ ngang ngược khí tức một chút xíu thu liễm. Tiêu Phàm âm thầm thở phào một cái, lại không dám chút nào buông lỏng, tiếp tục lấy thần niệm chi lực một mực khống chế lại 2 đầu con bọ ngựa. Phòng ngừa bọn chúng tại quan trọng trước mắt đột nhiên gây khó khăn. Rốt cục, 2 đầu con bọ ngựa triệt để hướng Tiêu Phàm biểu thị thần phục, ngoan ngoãn bị thu tiến vào linh thú điểm bên trong. Tiêu Phàm nỗi lòng lo lắng lúc này mới để xuống.
thu phục hai đầu trùng vương, cái khác ba mười mấy con thiết bối đao lang liền tương đối tốt xử lý. Những này thiết bối đao lang, cũng đều không ngoại lệ đều tiến hóa đến tam giai tiêu chuẩn, một cái cá thể hình tăng vọt, trên thân xuất hiện ngân sắc vòng tròn, tràn ngập ngang ngược hung ác chi khí. Tiêu Phàm đem cái này ba mười mấy con bọ ngựa cũng đều thu tiến vào linh thú điểm. Cái này thánh linh nguyên địa cố nhiên thần kỳ, nhưng trong thời gian ngắn như vậy, đã để tất cả thiết bối đao lang đều tiến giai thành công, như vậy tiếp xuống một đoạn thời gian, nơi đây đối với mấy cái này con bọ ngựa, thúc hiệu quả liền muốn rõ ràng hạ xuống, cũng nên qua một đoạn thời gian nữa, cùng con bọ ngựa cũng đều ổn định cảnh giới trước mắt, mới quyết định. Mặc dù thiếu thổ ma ngẫu cái này người trợ giúp, bây giờ có những này tiến giai con bọ ngựa, nhưng cũng đủ để bù đắp mất đi thổ ma ngẫu chiến lực tổn thất. Chớ nói chi là Hắc Lân cũng đã tiến giai đến Nguyên Anh trung kỳ. Thu hồi con bọ ngựa về sau, Tiêu Phàm tiếp tục hướng phía trước, trên đường đi lại tìm được vài cọng hiếm thấy linh dược, đều là linh dược vườn bên trong chưa từng cất giữ loại sản phẩm mới, ngược lại để Tiêu Phàm có chút mừng rỡ một phen. Nơi đây thánh linh nguyên địa chi rộng lớn, vượt qua Tiêu Phàm đoán trước, bất quá ngẫm lại Long Thần Đảo, cũng liền không kỳ quái. Mấy ngày sau, Tiêu Phàm đi tới thánh linh nguyên địa Tây Bắc Bộ khu vực biên giới. Tiêu Phàm là bị chỉ dẫn lại tới đây, nguồn gốc từ Càn Khôn Đỉnh chỉ dẫn, cách xa như vậy khoảng cách, Càn Khôn Đỉnh liền có phản ứng, đủ thấy cái phương hướng này có cực mạnh không gian chi lực. Đối xuất hiện tại Thánh Linh Nguyên Địa không gian chi lực, Tiêu Phàm rất để ý. Thánh Linh Nguyên Địa thần kỳ, hắn đã tự mình nghiệm chứng qua, có thể nói đạt được chỗ tốt rất lớn. Cứ việc bước vào tu chân giới về sau, Tiêu Phàm liền kỳ ngộ không ngừng, nhưng tổng thể đến nói nhưng vẫn là dùng cái này phiên tại Thánh Linh Nguyên Địa đạt được chỗ tốt lớn nhất. Tương đương hắn, đoàn đội, tại chỉ là thời gian 20 năm, trên chỉnh thể thực lực một cái mới bậc thang. Nguyên Hạo đối với hắn từng có, 21 thêm làm năm, hứa hẹn, nơi đây không sai biệt lắm cũng chẳng khác nào là Tiêu Phàm mình hậu hoa viên, chỉ ít có một nửa cổ phần. Tiêu Phàm tự nhiên tuyệt không hy vọng nhìn thấy Thánh Linh Nguyên Địa xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Đối với Thánh Linh Nguyên Địa thần kỳ như vậy lĩnh vực mà nói, lớn nhất ngoài ý muốn hẳn là đến từ không gian chi lực. Đi tới Thánh Linh Nguyên Địa Tây Bắc khu vực biên giới, Tiêu Phàm liền sửng sốt một chút. Nơi đây bầu trời cùng Thánh Linh Nguyên Địa nơi khác bầu trời rõ ràng khác biệt. Mặc dù xâm nhập vạn trượng đáy biển, trên bầu trời cũng không nhìn thấy mặt trời, nhưng Thánh Linh Nguyên Địa khắp nơi cảnh xuân tươi đẹp, ánh nắng ấm áp. Không gian chi đạo thần kỳ, không cần phải nhiều lời. Thế nhưng nơi đây bầu trời lại là mù sương một mảnh, ánh sáng màu nhũ bạch lóa mắt. Chính là không gian chi lực bày biện ra đến quang trạch. Không cần, Càn Khôn Đỉnh, chỉ dẫn, Tiêu Phàm mình liền có thể cảm nhận được nơi đây không gian thật lớn áp lực, nhưng mà cùng nơi khác cảm nhận được không gian chi lực lại có khác nhau. Thánh Linh Nguyên Địa chìm vào đáy biển về sau, không gian chi lực vì đó cấu trúc một cái hoàn chỉnh bình chướng, đem ngoại giới chi lực đều che đậy bên ngoài, để nơi đây thành vì một cái hoàn chỉnh không gian độc lập. Nhưng Tiêu Phàm hiện tại cảm giác được, lại là Tây Bắc Bộ vùng này không gian bình chướng. Ngay tại chịu đựng to lớn đến từ ngoại giới cự đại không gian áp lực, tựa hồ có một cỗ không gian chi lực, muốn xé mở nơi đây không gian bình chướng, cuốn vào. Tiêu Phàm đáy mắt lục mang lấp lánh, thậm chí tại Tây Bắc Bộ biên giới mấy trăm trượng trên không trung, không gian bình chướng về sau, rất rõ ràng nhìn thấy một cái xoay tròn lấy không gian vòng xoáy. Cái không gian này vòng xoáy không lớn, chỉ vài trượng phương viên, nhưng không gian thật lớn áp lực, liền đến từ cái không gian này vòng xoáy. Cũng không biết cái không gian này vòng xoáy tồn tại bao lâu, bất quá rất hiển nhiên, nếu như từ đó lộ ra không gian áp lực tiếp tục không ngừng, không gian bình chướng chỉ thủ không công, cuối cùng sẽ có một ngày, sẽ bị đè sập, như vậy toàn bộ Thánh Linh Nguyên Địa liền bị không gian phong bạo càn quét. Tiêu Phàm không khỏi vừa mừng vừa sợ, kinh tự nhiên là không cần phải nói, hắn tuyệt sẽ không cho phép xảy ra chuyện như vậy. Vui chính là, Tiêu Phàm cảm ứng được tại không gian kia vòng xoáy về sau. Ẩn giấu đi một đầu tương đối ổn định không gian thông đạo, rất có thể chỗ này không gian vòng xoáy chính là từ kia không gian thông đạo bên trên sinh ra, tiết lộ. Nói cách khác, Tiêu Phàm có thể nghĩ biện pháp xuyên thấu qua đầu kia không gian thông đạo, đem mình truyền tống đến địa phương khác đi. Hắn lúc trước tiến vào nơi đây, dùng chính là lấy không gian pháp trận cưỡng ép ổn định vết nứt không gian biện pháp. Trên thực tế, kia là, một lần tính, lâm thời bố trí không gian pháp trận. Tuyệt không có khả năng thời gian dài ổn định lại một đầu vốn là rất không ổn định vết nứt không gian. 20 năm trôi qua, lúc trước cái kia cửa vào, sớm đã tan thành mây khói. Mà lại Tiêu Phàm những ngày này đã sớm phát giác, từ bên trong hướng ngoại, dùng phương pháp giống nhau, độ khó tăng lên gấp bội. Bởi vì Thánh Linh Nguyên Địa không gian bình chướng có chút ổn định,
chỉ thỉnh thoảng sẽ có một hai khe hở không gian sẽ tại bình chướng bên ngoài xuất hiện, muốn ổn định lại những cái kia vết nứt không gian, đầu tiên liền muốn xé rách bình chướng. Mà vết nứt không gian vốn là tới lui như gió, hơi lập tức trôi qua, chờ ngươi phí hết tâm huyết, xé mở bình chướng về sau, vết nứt không gian đã sớm chạy không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Thánh linh nguyên địa lớn như vậy, cùng một chỗ không gian bình chướng bên ngoài trong thời gian ngắn xuất hiện hai lần vết nứt không gian khả năng, thực tế là cực kỳ bé nhỏ, cũng không biết muốn bao nhiêu năm mới có thể chờ thêm một lần. Mà dưới mắt, cái không gian này vòng xoáy lại là cố định, giấu ở nó phía sau đầu kia không gian thông đạo, càng là ổn định. Quả thực chính là đưa tới cửa, xuất nhập thông đạo. Chương 1300, không linh đảo. Lập tức Tiêu Phàm không chút do dự, đem Hắc Lân triệu hoán đi ra, liền là bắt đầu bố trí không gian pháp trận. 20 năm trước, bởi vì muốn đi vào nơi đây, các loại kiến tạo không gian pháp trận vật liệu ứng phó cực kỳ sung túc. Đa số đều là tại Toan Nghê Vương cung ngay tại chỗ lấy tài liệu, qua nhiều năm như vậy, Nguyên Hạo nhớ mãi không quên chính là muốn tiến vào tiên tổ thánh địa, mặc dù hắn đối không gian chi đạo biết không nhiều, lại cũng không ảnh hưởng hắn trắng trợn sưu tập các loại không gian vật liệu. Toan Nghê Vương tộc tài đại khí thô, Nguyên Hạo lại làm người khí quyển, rất nhiều hải tộc đều hết sức vui vẻ cùng Nguyên thiếu chủ giao dịch, thậm chí còn từ nhân loại tu sĩ trong tay đổi được không ít chân quý không gian vật liệu. Những tài liệu này, cơ hồ một mạch đều giao cho Tiêu Phàm. Cái này công trình lượng cực kỳ to lớn, mặc dù Tiêu Phàm chỉ là muốn xây một cái cỡ nhỏ pháp trận, đem cái không gian kia vòng xoáy vững chắc xuống, mở thành một đạo ra vào không gian thông đạo, cửa hông, xa còn lâu mới có thể cùng kiến tạo một cái siêu cấp truyền tống trận công trình lượng đánh đồng, nhưng mà chỉ có hai người bọn họ, cũng coi như phải phi thường gian khổ. Trọn vẹn hoa thời gian 3 năm, mới rốt cục đại công cáo thành, đem không gian pháp trận xây. Bởi vì muốn xây thành một đạo có thể tùy ý ra vào, cửa hông, cái không gian này pháp trận bố trí được cực kỳ tinh tế, ổn định chính là thứ nhất sự việc cần giải quyết. Tiêu Phàm mình không gian tạo nghệ cao thâm, lại dẫn càn khôn đỉnh, dù coi như có sơ qua ngoài ý muốn, ngược lại cũng không sợ, nhưng Nguyên Hạo cùng như ý bọn hắn, đối không gian chi đạo lại căn bản là người ngoài ngành. Tiêu Phàm có thể bọn hắn tiêu chuẩn đến chế tạo cái này phiến cánh cửa không gian. Nguyên Hạo, Như Ý cùng Tân Lâm vẫn như cũ còn đang bế quan, một điểm động tĩnh đều không có. Đối Nguyên Hạo Như Ý dạng này thọ nguyên thật dài hải tộc mà nói, 20-30 năm khoảng chừng thực tế chẳng đáng là gì, lóe lên liền biến mất. Nhìn qua như là tinh mỹ bức họa đồng dạng khảm nạm ở giữa không trung không gian pháp trận, Tiêu Phàm rất hài lòng gật gật đầu, đưa tay vuốt vuốt bên người Hắc Lân cái đầu nhỏ, vừa cười vừa nói, Hắc Lân, mấy năm này thật sự là vất vả ngươi, ngươi lại đi điều dưỡng một trận đi. Ta trước đi xem một chút. Sau khi hắn rời đi, linh dưới cây liền không một vị trí ra, để Hắc Lân đi đả tọa tu luyện tốt nhất. Nàng vốn là có thật mắt mặc kỳ lân huyết mạch, ở đây nhiều tu luyện chút thời đại, tuyệt đối có chỗ tốt. Tiến cảnh có thể nói là một ngày ngàn dặm, ta cũng đi, chấm ngoặc kép, Hắc Lân không thuận theo, vặn vẹo uốn éo tiểu thân thể. Tiêu Phàm cười cười, nói, ngươi hay là lưu lại đi. Vạn nhất già nhi khải quan, người có thể đem tình huống của chúng ta nói cho nàng. Những năm gần đây, chỉ có Hắc Lân từ đầu đến cuối làm bạn tại bên cạnh hắn, đối hắn tình huống hiểu rõ ràng nhất. Già nhi một tỉnh lại liền có thể nhìn thấy Hắc Lân lời nói, khẳng định sẽ đầy cõi lòng vui vẻ. Lại nói, ta chính là đi xem một chút, hẳn là rất nhanh liền sẽ trở về. Kia, tốt a, chấm ngoặc kép, Hắc Lân quyết quyết đỏ chói bờ môi, có chút tâm không cam tình không nguyện đáp ứng. Tiêu Phàm cười đưa nàng ôm chầm tới, chăm chú ôm một hồi, Hắc Lân lập tức liền bắt đầu vui vẻ, cong lên mũm mím hồng hồng miệng nhỏ, cho Tiêu Phàm đến cái hôn, liền là lui qua một bên. Tiêu Phàm mỉm cười, tay trái bấm quyết, miệng lẩm bẩm, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào trước ngực cách đó không xa, càn khôn đỉnh, bên trong, bảo đỉnh quang hoa đại phóng, từng cái chữ màu đỏ hỗn độn đồ án bay múa mà ra. Đều đâu vào đấy hướng giữa không trung không gian pháp trận vọt tới. Sau một lát, ong ong tiếng vang lên, không gian pháp trận vận chuyển lại, rất nhanh liền xé rách không gian bình chướng, cố định trụ cái kia cỡ nhỏ không gian vòng xoáy. Nhìn qua, bên trong vòng xoáy còn đang không ngừng xoay tròn, tựa hồ cực kỳ hung hiểm không lường được, bất quá tại Tiêu Phàm trong mắt, cái không gian này vòng xoáy đã hào không có nguy hiểm, cơ hồ liền tương đương với không gian thông đạo lối vào. Đương nhiên, cũng chỉ có hắn có thể như thế như bức, người khác còn phải dựa vào lệnh bài mới có thể ra vào. Tiêu Phàm đã sớm luyện chế tốt vài lần lệnh bài, giao đến Hắc Lân trên tay. Chỉ là không biết kia không gian thông đạo một chỗ khác, đến cùng thông hướng nơi nào, lại là gì cùng tình hình, Tiêu Phàm yên tâm không dưới,
cũng nên trước đi qua nhìn một chút mới được. Lấy hắn tu vi hiện tại, chỉ cần không phải trực tiếp cùng Ngộ Linh Kỳ lão quái đối đầu, có thể nói đã không có cái gì có thể uy hiếp được hắn. Bất luận một vị nào hậu kỳ đại tu sĩ, dù là chính là Âu Dương Minh Nguyệt như thế một cùng một đại tu sĩ, cũng đã không thể đối với hắn tạo thành quá lớn uy hiếp. Dù coi như không địch lại, muốn đi, đó là ai đều ngăn không được hắn. Huống chi, hắn bây giờ còn có hai đầu tứ giai thiết bối đao lang cùng một đầu nguyên anh hậu kỳ xương chim làm giúp đỡ, liền coi như đối mặt mấy cùng giai tu sĩ vây công, kia cũng có thể thong dong ứng đối. Về phần Ngộ Linh Kỳ lão quái, nghĩ đến không phải dễ dàng như vậy đụng tới. Tiêu Phàm hướng Hắc Lân khoát tay áo, một trận gợn nước vặn vẹo qua đi, thân thể của hắn đã tại biến mất tại chỗ không còn thấy bóng dáng tăm hơi, sau một khắc, liền xuất hiện tại không gian pháp trong trận, màu ngà sữa không gian vòng xoáy lập tức đem thân thể của hắn bao phủ. Lần này không gian truyền tống, thời gian không tính là quá lâu, sau một lát, Tiêu Phàm liền cảm thấy bốn phương tám hướng không gian áp lực đang dần dần biến nhỏ, rốt cục, trước mắt thông suốt sáng lên, đã từ không gian thông đạo bên trong phi độn ra. Tiêu Phàm đứng vững thân thể, hai mắt bốn phía vung mạnh, mặt bên trên lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Dõi mắt chỗ đến, hoàn toàn hoang lương, ngay cả nửa điểm lục sắc đều không nhìn thấy, chớ đừng nói chi là một con vật sống. Nói đến, Tiêu Phàm cũng đi qua không ít hoang vu chi địa, tính được không cảm thấy kinh ngạc. Chân chính để Tiêu Phàm giật mình là, nơi đây hoang vu như vậy, linh khí lại không hề tầm thường dồi dào, nồng đậm vô so, thậm chí không so hắn vừa rời đi Thánh Linh Nguyên địa kém bao nhiêu. Nhưng cả hai cho người cảm thụ nhưng lại tuyệt không giống nhau. Nơi đây thiên địa linh khí cố nhiên cực kỳ dồi dào, lại thiếu một cỗ sinh cơ bừng bừng. Tiêu Phàm đầu óc nhất chuyển, liền hiểu được, nơi đây khẳng định cất giấu một chỗ cực phẩm linh mạch, đồng thời linh mạch quy mô còn không tính tiểu. Chỉ bất quá minh bạch điểm này về sau, vấn đề mới lại tới, địa mạch linh khí như thế dồi dào chỗ, làm sao lại không người ở lại tu luyện, không người khai thác linh thạch. Tại Nam Châu Đại Lục thế mà còn có như thế một chỗ tỉnh thổ. Quả nhiên là kỳ quặc quái gở. Từ truyền tống thời gian để phán đoán, Tiêu Phàm có thể khẳng định lần này truyền tống khoảng cách không xa, tuyệt không có khả năng là truyền tống đến một cái khác giao diện, nhất định còn tại Nam Châu Đại Lục, thậm chí còn tại Tây Mạc Biển cả. Tiêu Phàm trong đầu cao tốc vận chuyển, ánh mắt lại một mực tại bốn phía dò xét, bỗng nhiên lại là, một tiếng, nâng tay vồ một cái, cách đó không xa một khối to bằng đầu nắm tay tiểu nhân thổ hoàng sắc tinh thạch, trực tiếp hướng Tiêu Phàm bay tới. Nói đùa sao, Tiêu Phàm đem khối này thổ hoàng sắc tinh thạch một tóm vào trong tay, lập tức liền đoán được, đây là một khối to lớn linh thạch, hơn nữa là phẩm tướng không thấp cao giai thổ linh thạch. Giống khổng lồ như vậy một khối cao giai linh thạch, gia công về sau, chỉ ít có thể cắt thành to bằng trứng bồ câu tiểu nhân tiêu chuẩn linh thạch 6-7 khối nhiều, vẻn vẹn như thế một khối linh thạch, tại rất nhiều trúc cơ kỳ cấp thấp tu sĩ trong mắt, chính là một món khổng lồ tài phú. Bọn hắn cả một đời khả năng đều tích xúc không được khổng lồ như vậy một bút gia sản. Mà ở nơi này, khối này to lớn linh thạch vậy mà liền dạng này trần trụi trên mặt đất, thậm chí ngay cả một tia bùn đất đều chưa từng bao trùm. Lộ thiên tài nguyên khoáng sản, Tiêu Phàm trong đầu lập tức hiện lên dạng này một cái danh từ. Thế nhưng là, cái này lộ thiên linh quáng cũng quá khủng bố đi. Tiện tay đều có thể nhặt được cao giai linh thạch, nếu là hơi vừa mở hái, đây chẳng phải là phú khả địch quốc. Tiêu Phàm lập tức lại tại phụ cận tìm được không ít thiên nhiên chưa điêu đục linh thạch, thể tích có rất có nhỏ, phẩm tướng cũng cao có thấp có, không giống nhau. Duy nhất điểm giống nhau, chính là trần trụi bên ngoài, không che không đậy. Đây không phải lộ thiên linh quáng. Tiêu Phàm nhẹ nhàng lắc đầu, lập tức lật đổ mình vừa rồi suy đoán. Nếu như là lộ thiên linh quáng lời nói, tại cùng một cái mặt bằng bên trên, sẽ không xuất hiện nhiều như vậy phẩm tướng chênh lệch to lớn linh thạch. Bình thường đến nói, tụ tập cùng một chỗ tài nguyên khoáng sản, phẩm tướng đều là không sai biệt lắm. Ngay sau đó, Tiêu Phàm liền hiểu được, hắn biết rõ ràng nguyên nhân. Không gian chi lực, nơi đây có vô số không gian loạn lưu, trong đó không ít loạn lưu thậm chí có thể được xưng là thấp cùng độ chấn động không gian phong bạo. Hắn ở đây hiện thân đoạn thời gian này bên trong, liền có mấy cỗ không gian loạn lưu từ bên cạnh hắn càn quét mà qua, bị càn khôn đỉnh, tự động che đậy bên ngoài, đối với hắn không có tạo thành ảnh hưởng chút nào. Nhưng mà giống hắn dạng này không gian đại sư thế nhưng là không nhiều. Mạnh mẽ như vậy không gian loạn lưu, càn quét không ngừng, khó trách nơi đây không có một ngọn cỏ, hoang vu vô so. Lại có loại sinh vật nào có thể ở vào tình thế như vậy sinh tồn. Càng chưa nói tới tu luyện, thậm chí ngay cả chôn sâu lòng đất linh quáng, đều bị không gian loạn lưu cắt phải thất linh bát lạc, không ít linh thạch được đưa tới đồng hồ đến,
cứ như vậy trần trụi bên ngoài. Không linh đảo, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm trong đầu linh quang lóe lên, chợt nhớ tới cái này địa danh. Đái Thành Long đã từng nói, Tây Mạc Biển cả không linh đảo bên trên, địa mạch linh khí cực kỳ nồng đậm, chính là toàn bộ Tây Mạc Biển cả linh nhãn chỗ. Nhưng ở trên đảo lâu dài không gian phong bạo không ngừng, không linh đảo khu vực trung ương Vạn Kiếm Cốc, càng là Nam Châu Đại Lục nổi danh nhất cấm địa, bất kỳ người nào khẽ dựa gần 10.000 kiếm cốc, có lẽ một khắc trước còn bình yên vô sự, sau một khắc liền bị không gian phong bạo cuốn vào, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Nơi đây tình hình, ngược lại là cùng cổ tịch ghi chép bên trong không linh đảo tình hình có chút nhất trí. Mà lại, không linh đảo cùng cực ám vực sâu đồng dạng, đều là tại Tây Mạc Biển cả. Tiêu Phàm lập tức đem linh thạch sự tình vứt qua một bên, bắt đầu bình thức tĩnh khí, nghiêm túc cảm ứng nơi đây không gian chi đạo. Quả nhiên, rất nhanh Tiêu Phàm lại cảm ứng được chung quanh trồng chất không gian cấm chế, cảm giác bên trên, cùng thất dạ giới long thần đảo không gian lồng giam có phần giống nhau đến mấy phần chỗ. Tiêu Phàm lông mày không khỏi nhẹ nhàng nhau. Hắn cũng không là tới nơi này, du ngoạn, vì muốn tìm một đầu có thể lâu dài sử dụng không gian thông đạo, thuận tiện ra vào Toan Nghê Thánh Linh Nguyên Địa. Nơi đây như thế hung hiểm, rất rõ ràng không thích hợp làm cửa ra vào. Tiêu Phàm mình ngược lại là có thể mạo hiểm thử một lần, những người khác tuyệt đối không được. Cũng may đầu kia cố định không gian thông đạo, hẳn là có hai cái thậm chí hai cái trở lên lối ra. Bên này lối ra liên tiếp không linh đảo chỗ như vậy, một bên khác lối ra, tình hình có lẽ phải tốt hơn nhiều. Lại rời đi nơi đây, đi nơi khác nhìn kỹ hãng nói. Chủ ý đã định, Tiêu Phàm chính muốn ly khai, bỗng nhiên lại dừng lại bước chân. Chỉ thấy cực cao trên trời cao, nguyên bản hay là tình không nghìn dặm, đột nhiên liền biến, sắc mặt, một chút trở nên mây đen quay cuồng, vô số vàng bạc hai màu thiên lôi, tại trong mây đen lấp lánh, dần dần hội tụ thành đoàn, hướng mặt đất chậm rãi đè ép xuống. Lôi kiếp, Tiêu Phàm không khỏi ngây người. Hắn thấy rõ ràng, đây là độ kiếp thiên lôi. Chẳng lẽ, lại có người tại không linh đảo bên trên độ kiếp? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1301, Ngộ Linh Kỳ Lôi Kiếp. Độ kiếp thiên lôi, Tiêu Phàm là tuyệt sẽ không nhìn lầm. Loại này thiên lôi, cùng bình thường thiên lôi chi lực có cực kỳ nhỏ nhưng lại không phải thường minh lộ vẻ khác nhau, đối với tinh thông thần thông sấm sét Tiêu chân nhân mà nói, không thể quen thuộc hơn được. Mà lại, Tiêu Phàm rất nhanh liền biết, ngay tại độ kiếp chính là vị cao nhân nào. Làm sao dạng này cuồng bạo, mắt kiến không bên trong vàng bạc hai màu thiên lôi càng tụ càng nhiều, lại một mực dương cung mà không phát, chỉ là không ngừng tại xúc tích lực lượng. Ngay cả Tiêu Phàm cũng không nhịn được lẩm bẩm một câu. Hắn cũng coi như được chứng kiến một chút nguyên anh tu sĩ độ kiếp, bao quát ma quỷ biển bá rùa độ kiếp, thiên lôi chi lực cố nhiên lợi hại, nhưng chưa bao giờ thấy qua như thế cuồng bạo cảnh tượng. Chính hắn tại tiến giai nguyên anh lúc độ kiếp, đạo thứ 9 thiên lôi chi lực, tựa hồ cũng không có trước mắt thiên lôi cuồng bạo như vậy. Nhưng là bây giờ, cái này lôi kiếp lại chưa bắt đầu. Hắn khi độ kiếp mạnh nhất thiên lôi chi lực, thậm chí còn không đuổi kịp người khác khi độ kiếp thứ nhất đạo thiên lôi. Loại tình hình này, Tiêu Phàm trước kia nghĩ cũng không nghĩ qua. Chẳng lẽ là tại độ ngộ linh kỳ đại kiếp, Tiêu Phàm tin tưởng vững chắc, nguyên anh trung kỳ hướng về sau kỳ tiến giai thời điểm, chỗ chịu đựng lôi kiếp tuyệt đối sẽ không có dạng này cuồng bạo. Bằng không mà nói, đa số nguyên anh trung kỳ tu sĩ cũng sẽ ở thiên lôi chi lực dưới hôi phi yên diệt. Ngay cả hắn người mang lôi đình chí bảo, cũng không có nắm chắc kể đến cuối cùng. Trừ phi là nguyên anh hậu kỳ hướng ngộ linh kỳ tiến giai. Tại toa ma giới dạng này dưới cùng giao diện, đây đã là lớn nhất lôi kiếp. Khả năng chỉ có ngộ linh sơ kỳ hướng trung kỳ tiến giai, hoặc là ngộ linh trung kỳ hướng về sau kỳ tiến giai thời điểm, mới có tới tương đương lôi kiếp chi lực xuất hiện. Thế nhưng là sẽ có người nào tại không linh đảo độ kiếp đâu. Từ thiên lôi hội tụ vị trí đến xem, nơi đó hẳn là đang đứng ở không linh đảo trung tâm nhất, cũng chính là trong truyền thuyết tuyệt đối cấm địa, Vạn Kiếm Cốc. Không linh đảo là Tây Mạc Biển cả linh nhãn chỗ, mà Vạn Kiếm Cốc thì có thể xưng là Tây Mạc Biển cả không gian chi nhãn. Nơi đó là toàn bộ Tây Mạc Biển cả không gian chi lực hội tụ chỗ, dù coi như là Tiêu Phàm, chỉ sợ cũng không dám ở nơi đó tiếp tục chờ đợi. Ngay tại Tiêu Phàm suy nghĩ muôn vàn thời điểm, ầm ầm một tiếng, thứ nhất đạo thiên lôi rốt cục bổ xuống, toàn bộ bầu trời, nháy mắt liền bị một loại cực kỳ ánh sáng chói mắt che giấu, trong mắt trừ thiên lôi loạn vũ, sẽ không còn được gặp lại khác bất kỳ vật gì. Sau đó, một đạo tinh xảo kim sắc phích lịch, bỗng nhiên từ mặt đất bay lên, cái này đạo kim sắc phích lịch khi mới xuất hiện, cực kỳ tinh xảo, chỉ có ngón út phẩm chất, nhưng mỗi hướng lên một tấc, liền trở nên thô to một phân. Trong nháy mắt,
hai đạo phích lịch liền ở giữa không trung đón đầu đụng vào nhau. Lúc này, kim sắc phích lịch đã kinh biến đến mức thô to vô so, mặc dù còn so ra kém thiên lôi, nhưng cũng có sức đánh một trận. Âu Dương Minh Nguyệt, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm trên mặt hiện lên một vòng cực kỳ thần sắc cổ quái. Không hề nghi ngờ, đây là Âu Dương Minh Nguyệt thủ pháp. Tiêu Phàm không biết gặp nàng ra qua bao nhiêu lần tay, đối vị này Hạo Thiên Tông đại trưởng lão lôi điện thủ pháp, có thể nói rõ như lòng bàn tay. Mà lại cái kia kim sắc lôi điện bên trong xen lẫn chí dương chi lực, Tiêu Phàm có thể rõ ràng mà cảm thụ được. Long thần đảo không gian loạn lưu, vậy mà đem Âu Dương Minh Nguyệt cuốn tới không linh đảo vạn kiếm cốc. Nhất là không tưởng được chính là, Âu Dương Minh Nguyệt thế mà ngay tại vạn kiếm cốc độ kiếp. Không thể nghi ngờ, đây là hướng ngộ linh kỳ tiến giai lớn lôi kiếp, khó trách thiên lôi chi lực kinh người như thế. Thiên lôi chi lực cùng kim sắc phích lịch ở giữa không trung giữ lẫn nhau một lát, rốt cục song song hao hết huy năng, tiêu tán thành vô hình. Lấy Âu Dương Minh Nguyệt chi năng, ngăn cản đợt thứ nhất thiên lôi hay là không có vấn đề gì cả. Lập tức Tiêu Phàm không do dự nữa, tay phải năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết đánh vào đến, càn khôn đỉnh, bên trong, chữ màu đỏ hỗn độn đồ án càn quét mà ra, suy, một tiếng, đem cách đó không xa không gian cấm chế xé ra, Tiêu Phàm thân thể nhoáng một cái, liền từ trong vết nứt không gian xuyên qua, không thấy bóng dáng. Nhìn qua, hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt vị trí vạn kiếm cốc cách xa nhau không xa, trên thực tế, lại không biết có bao nhiêu trọng không gian cấm chế tồn tại, muốn cùng Âu Dương Minh Nguyệt tụ hợp, nhất định phải lấy tốc độ nhanh nhất xé mở những này không gian bình chướng. Cứ việc Âu Dương Minh Nguyệt danh xưng Nam Châu Đại Lục đại tu sĩ thứ nhất, thực lực cường đại đến cực điểm, nhưng cái này thiên lôi chi lực thực tế quá mức khủng bố, đồng thời một đạo mạnh hơn một đạo, Tiêu Phàm cũng không cho rằng Âu Dương Minh Nguyệt nhất định có thể tiếp được. Mà lại từ cái này thiên lôi cuồng bạo đến xem, chỉ sợ lần này độ kiếp, cũng không phải nước chảy thành sông. Chẳng lẽ là Âu Dương Minh Nguyệt mắt thấy lúc không ta đợi, bị bất đắc dĩ, cưỡng ép dẫn động thiên lôi, muốn tranh thủ trong cõi u minh kia một tia phiêu miểu cơ duyên. Ngay tại Tiêu Phàm xé rách đạo thứ hai không gian bình chướng thời điểm, trên bầu trời đạo thứ hai thiên lôi lại đã oanh kích mà hạ. Giờ phút này, không linh đảo trung tâm, vạn kiếm cốc. Vượt quá tất cả mọi người dự kiến, vạn kiếm cốc trọng yếu nhất chỗ, vậy mà không phải đám người tưởng tượng như thế, hoàn toàn hoang lương, không có một ngọn cỏ, mà là cỏ xanh như tấm đệm, phồn hoa như gấm, tựa như một cái cự đại vườn hoa, cảnh sắc cực kỳ ưu mỹ thoải mái. Lớn vườn hoa chính giữa một mảnh trên đồng cỏ, khoanh chân ngồi ngay thẳng một cô gái áo đỏ, tóc trắng phơ bay múa, da thịt trắng hơn tuyết, hồng nhan như hoa, phong hoa tuyệt đại, chính là Âu Dương Minh Nguyệt. Mắt thấy đạo thứ hai thiên lôi đánh xuống, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn như cũ chỉ là tay phải hơi nhấc ngón tay, một đạo kim sắc phích lịch bắn ra, nghênh kích đi lên. Lại là cùng vừa rồi giống nhau như đúc tình hình xuất hiện, hai đạo phích lịch ở giữa không trung đón đầu đụng vào nhau, nhưng mà lần này, thiên lôi chi lực rõ ràng phải cường đại hơn nhiều, một kích phía dưới, kim sắc phích lịch liền chỉnh chống đỡ hết nổi thái độ, hơi một giữ lẫn nhau, liền là tán loạn biến mất, bị suy yếu một nửa thiên lôi tiếp tục oanh kích xuống. Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt mở ra, trên mặt cực nhanh hiện lên một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Mặc dù nàng cũng biết, lần này dẫn động thiên lôi nhất định không hề tầm thường, nhưng mới đạo thứ hai thiên lôi, vậy mà liền để cho mình phán đoán sai lầm, hay là đại đại nằm ngoài dữ liệu của nàng. Lập tức hơi nhấc ngón tay, lại là một đạo tinh xảo phích lịch bay múa mà ra, nghênh tiếp kia đạo thiên lôi, một phen giữ lẫn nhau về sau, song song tán loạn. Nhưng mà thiên lôi chi lực lại không cho Âu Dương Minh Nguyệt mảy may cơ hội thở dốc, đạo thứ ba càng to lớn hơn thiên lôi lập tức tuôn trào mà xuống, thế không thể đỡ. Âu Dương Minh Nguyệt vươn người đứng dậy, hai tay gảy nhẹ, hai đạo tinh xảo kim sắc phích lịch đồng thời từ nàng giữa ngón tay bắn ra, ở giữa không trung hội tụ cùng một chỗ, hướng không trung thiên lôi nghênh kích đi lên. Lần này lại không có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, hai đạo màu vàng phích lịch cùng thiên lôi chi lực giữ lẫn nhau sau một lát, đồng thời chôn vùi. Âu Dương Minh Nguyệt khiết trắng như ngọc gương mặt bỗng nhiên hiện lên hai đóa đỏ thắm, trên thân khí tức yếu mấy phân, cho thấy phải vừa rồi kia cử trọng nhược khinh một kích, kỳ thật hao phí nàng không ít chân nguyên pháp lực. Tiễn nước trong hai con ngươi, lần thứ nhất lộ ra vẻ lo lắng. Đây mới là đạo thứ ba thiên lôi mà thôi, liền đã để nàng chân nguyên pháp lực rất là suy yếu, tiếp xuống sáu đạo thiên lôi, lại là một đạo mạnh hơn một đạo. Oanh, không dùng Âu Dương Minh Nguyệt có chút cơ hội thở dốc, đạo thứ tư thiên lôi oanh kích mà hạ. Từ cái này đạo thiên lôi uy thế mà nói, vượt xa phía trước ba đạo thiên lôi. Cái này thiên lôi chi lực giống như cũng là phân giai đoạn, mỗi ba đạo thiên lôi vì một theo điểm, lần thứ hai tuần hoàn lực đạo ở xa lần thứ nhất theo điểm phía trên. Cái này đạo thứ tư thiên lôi,
Âu Dương Minh Nguyệt cũng không còn có thể cử trọng nhược khinh ứng đúng, lúc này một tiếng quát, song trưởng tề xuất, một đạo nhìn qua so thiên lôi chi lực còn muốn lớn hơn kim sắc phích lịch, hóa thành một đầu kim sắc giao long, ngửa mặt lên trời huýt dài một tiếng, dương nanh múa vuốt, hướng lên trời lôi nghênh kích đi lên. Chí dương chi lực tứ tán bay dương, càn quét những nơi đi qua, vô số hoa cỏ cây cối nháy mắt hóa thành cho tàn. Tại cường đại như vậy ương ngạnh chặn đánh phía dưới, đạo thứ tư thiên lôi không từ gào thét, lại bị kim sắc phích lịch gắt gao đứng vững, khó mà kích xuống dưới nửa phân. Ngay tại đạo thứ tư thiên lôi chi lực sắp hao hết, lập tức liền muốn tiêu tán thời điểm, oanh, một tiếng vang thật lớn, không có dấu hiệu nào, đạo thứ năm thiên lôi bỗng nhiên từ trong mây đen tuôn trào mà hạ. Cái này vậy mà là một đạo ẩn giấu thiên lôi, phảng phất đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tận lực vào lúc này đánh lén. Dù coi như Âu Dương Minh Nguyệt kiến thức rộng rãi, đối này nhưng cũng là không có chút nào chuẩn bị, vừa sửng sốt một chút, thiên lôi đã lao thẳng tới đỉnh đầu, ngay cả nửa điểm ứng đối thời gian đều không có. Xoẹt, kim sắc phích lịch bị không chút lưu tình đánh tan, ngay sau đó, thô to thiên lôi trực tiếp thẳng đánh vào Âu Dương Minh Nguyệt đỉnh đầu. Trong nháy mắt, Âu Dương Minh Nguyệt cả người đều bị vàng bạc hai màu hồ quang điện chỗ vây quanh, lôi quang lóa mắt chói mắt. Chỉ nghe một tiếng quát, vàng bạc hai màu lôi quang bên trong bỗng nhiên bạo liệt ra một cỗ cường đại đến cực điểm khí thức, kim sắc phích lịch không ngừng lấp lánh, bỗng nhiên đem thiên lôi bao khỏa lôi cầu nổ tung, hiện ra Âu Dương Minh Nguyệt thân hình. Chỉ bất quá giờ khắc này đại trưởng lão, sắc mặt trở nên trắng bệch, xinh xắn khóe miệng chảy ra một vệt máu, thê diễm vẻ đẹp, khiến người gặp một lần phía dưới, liền trong lòng rung động, hận không thể xông đi lên thay nàng ngăn cản cái này vô tận lôi kiếp. Mà Âu Dương Minh Nguyệt khí thức, bị tiến một bước suy yếu rất nhiều. Bị thiên lôi đánh lén loại chuyện này, thế mà phát sinh, còn phát sinh trên đầu nàng, coi là thật lẽ nào lại như vậy. Dù là Âu Dương Minh Nguyệt kiến thức rộng rãi, trước đó, cũng chưa từng nghe nói qua chuyện như vậy. Nhưng mà mặc kệ cỡ nào không thể tưởng tượng nổi, việc này chính là thật sự phát sinh, còn không có địa phương nói rõ lý lẽ đi. Không đợi Âu Dương Minh Nguyệt hơi sự tình điều tức, đạo thứ sáu thiên lôi lại đã đánh mạnh mà xuống, là chân chính tật như thiểm điện. Âu Dương Minh Nguyệt sầm mặt lại. Chu cái miệng nhỏ, một mặt tấc hơn lớn cổ phác gương đồng bắn ra, đảo mắt hóa thành vài thước lớn nhỏ, trên mặt kính phích lịch quanh quẩn, kim quang lóa mắt, đón đạo thứ sáu thiên lôi bay đi lên. Âu Dương Minh Nguyệt năm ngón tay luân chuyển, từng đạo pháp quyết cực nhanh đánh vào đến Hạo Dương bảo trong kính. Cái này phỏng chế linh bảo, tại Long Thần đảo chống cự huyết quang thiếu niên công kích thời điểm, đã từng làm bị thương nguyên khí, trải qua cái này hai mươi mấy năm tâm huyết bồi dưỡng, lại dần dần khôi phục. Bất quá so sánh với trạng thái tốt nhất thời điểm, hay là có vẻ không bằng. Uy lực như thế to lớn phỏng chế linh bảo, một khi làm bị thương bản nguyên, cũng không phải dễ như trở bàn tay liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Âu Dương Minh Nguyệt vốn không có ý định đem bảo vật này tế ra đến, vạn nhất lại bị tổn thương, món chí bảo này coi như thật hủy. Nhưng mà dưới mắt chuyện gấp, lại không phải do nàng của mình quý. Tính mệnh đều không tại, bảo vật cho dù tốt, thì có ích lợi gì. Hạo Dương bảo kính có thể nói là Hạo Thiên Tông bảo vật trấn giáo, chí ít cũng là một trong. Uy lực mạnh, không thể nghi ngờ. Cổ kính quang hoa đại phóng, vững vàng đứng vững kia khí thế hùng hổ đạo thứ sáu thiên lôi, song phương giữ lẫn nhau hồi lâu, thiên lôi chi lực mới rốt cục tiêu hao hầu như không còn, lôi trụ tiêu tán thành vô hình. Âu Dương Minh Nguyệt khoát tay, lấy ra một viên đỏ tươi đan dược, vội vã đưa vào trong miệng anh đào. Chống cự xong sáu đạo thiên lôi, trong cơ thể nàng chân nguyên pháp lực cơ hồ tiêu hao hơn phân nữa, kế tiếp ba đạo thiên lôi, đem xa so phía trước sáu đạo thiên lôi muốn cuồng bạo được nhiều. Chương 1302, gả cho ta. Mặc dù đối mặt chính là trong cõi u minh không thể dự báo thiên ý, cảm giác bên trên thật giống như cùng một tên cực kỳ cao minh cực kỳ giảo hoạt đối thủ tác chiến, đối ngươi hết thảy rõ như lòng bàn tay. Nhất là, trận chiến đấu này ngươi còn không thể trốn tránh, không thể lui bước, chỉ có thể đánh tới ngọn nguồn. Thua hoặc là thắng. Sẽ chỉ có một kết quả, hoặc này hoặc kia, Âu Dương Minh Nguyệt hiện tại không có thời gian đi suy nghĩ khác, chỉ có thể nắm chặt thời gian luyện hóa dược lực, điều hòa thể nội có chút xoắn suýt khí tức, chuẩn bị cùng sắp hạ xuống đợt thứ ba thiên lôi quyết nhất tử chiến. Trên bầu trời nùng vân mật hợp, lại sẽ không còn được gặp lại mảy may lôi điện tung tích, chỉ thỉnh thoảng sẽ có một tia tia chớp từ nồng đậm vô so trong mây đen thấu ra, khiến người không tự chủ được gan chiến tâm kinh. Đầy trời mây đen phía dưới, Âu Dương Minh Nguyệt hai tay bấm quyết, bạch phát phi dương, xinh đẹp tuyệt luân, toàn thân trên dưới lộ ra một cỗ khí tức cường đại. Đây là triệt để đem thể nội mỗi một phân chân nguyên pháp lực đều bắt đầu chuyển động. Rốt cục, một đạo mảnh khảnh thiểm điện, xé mở mật hợp mây đen,
tựa như là đang thử thăm dò, động tác cực kỳ ôn nhu. Vàng bạc hai màu hồ quang điện quấn quýt lấy nhau, ôn nhu phải như là người yêu, gắn bó thắm thiết, không chịu tách ra. Cùng Âu Dương Minh Nguyệt thủ pháp tương tự, đạo này mảnh khảnh hồ quang điện, mỗi lần kích một tấc, liền lớn mạnh một phân, trong nháy mắt liền hóa thành như vạc nước phẩm chất, mang theo lôi đình vạn quân khí tức hủy diệt, tuôn trào mà hạ. Âu Dương Minh Nguyệt sắc mặt đột biến, mặc dù nàng cũng dự liệu được đợt thứ ba thiên lôi sẽ cực khác bình thường, lại cũng không nghĩ ra, vậy mà như thế cuồng bạo vô luân, xa xa nằm ngoài dự đoán của nàng bên ngoài. Nhưng mà thực bức nơi đây, đã không có đường lui. Cắn răng một cái, Âu Dương Minh Nguyệt mười ngón luân chuyển, từng đạo pháp quyết liều mạng hướng Hạo Dương Bảo trong kính mãnh liệt mà vào. Hạo Dương Bảo kính kim quang lóng lánh, như là chân trời nắng gắt, lóa mắt chói mắt, hướng lên trời lôi nghênh kích mà lên. Oanh, một tiếng, thiên lôi cùng Hạo Dương Bảo kính hung hăng đụng vào nhau, phích lịch đại tác, đinh tai nhức óc. Một cỗ khí lưu màu vàng óng, lấy Hạo Dương Bảo kính làm trung tâm, không ngừng hướng bốn phía mở rộng lái đi, hình thành một đạo đạo kim sắc gió lốc, đem nguyên bản yên tĩnh dị thường vạn kiếm trong cốc tâm quấy đến long trời lở đất. Không gian bốn phía cấm chế, thậm chí đều nhận ảnh hưởng nào đó, bắt đầu bày biện ra không ổn định dấu hiệu. Lúc trước sáu đạo thiên lôi, tối đa cũng chính là tiếp tục không đến 30 phút sau. Liền là tán loạn biến mất, nhưng cái này đạo thứ bảy thiên lôi, tựa hồ vô cùng vô tận, Hạo Dương Bảo kính đã đau khổ giữ lẫn nhau gần nửa canh giờ, thiên lôi chi lực lại không thấy chút nào yếu bớt. Âu Dương Minh Nguyệt vừa mới khôi phục một chút huyết sắc gương mặt. Lại một chút xíu mà trở nên tái nhợt, thể nội chân nguyên pháp lực, đang trôi qua nhanh chóng. Cũng chính là Âu Dương Minh Nguyệt có thể chèo chống đến lúc này, đổi cái khác phổ thông hậu kỳ đại tu sĩ. Đã sớm chân nguyên hao hết, vẫn lạc tại thiên lôi phía dưới. Bất quá căn cứ loại tình hình này đến phân tích, Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng vô cùng rõ ràng, vô luận như thế nào, nàng đều chống đỡ không nổi đạo thứ 9 thiên lôi, có thể đứng vững đạo thứ 8 thiên lôi. Liền xem như cực hạn, thậm chí, ngay cả dưới mắt cái này đạo thứ 7 thiên lôi cũng có thể hao hết nàng cuối cùng một tia pháp lực. Ngay tại Hạo Dương Bảo kính bị thôi vận đến cực hạn, liền muốn ngăn cản không nổi thời điểm, hoắc xuy, một tiếng, đạo thứ 7 thiên lôi bỗng nhiên vừa thu lại, nhanh chóng vô cùng lùi về đến trong mây đen đi. Là rụt về lại, không phải bị tản mất, cảm giác bên trên, đây cũng không phải là thiên lôi chi lực, mà là một loại nào đó binh khí, điều khiển ở trên bầu trời vô hình cự thần trong tay, hiện tại chỉ là, giữa trận nghỉ ngơi, lúc nào cũng có thể lại cho nàng đến lập tức. Âu Dương Minh Nguyệt chỉ tới kịp thở một cái, nguyên bản mật hợp đầy trời mây đen, bỗng nhiên vỡ ra một cái lỗ hổng lớn, phảng phất đập lớn vỡ đê, vô tận vàng bạc sắc lôi điện, như là ngập trời hồng thủy, cuồn cuộn mà hạ. Không phải hồ quang điện, không phải lôi trụ, là vô tận lôi điện, hồng thủy, mang theo diệt thế khí tức, muốn đem Âu Dương Minh Nguyệt bao phủ hoàn toàn trong đó. Mắt thấy thiên lôi như thế cuồng bạo, Âu Dương Minh Nguyệt bị kích thích vô tận nộ khí, nghiến chặt hàm răng, nhấc tay vừa nhấc, một đạo cơ hồ mắt trần có thể thấy pháp quyết, rót vào giữa không trung Hạo Dương Bảo trong kính. Nguyên vốn đã có chút ảm đạm Hạo Dương Bảo kính lại một lần nữa, tinh thần đại chấn, quang hoa tứ bắn, ở giữa không trung mở rộng ra đến, như là chống ra một thanh ô lớn, đem Âu Dương Minh Nguyệt che đậy nó hạ. Mặc cho vàng bạc sắc thiên lôi chút xuống, đều bị Hạo Dương Bảo kính ngăn trở bên ngoài, cực kỳ chặt chẽ bảo vệ nó dưới Âu Dương Minh Nguyệt. Nhưng mà Âu Dương Minh Nguyệt rất rõ ràng, cái này kỳ thật chỉ là sau cùng an bình mà thôi. Không phải bảo vật ngăn cản không nổi, là chính nàng chống đỡ không nổi. Đang lúc nàng toàn lực ứng phó, đem toàn thân chân nguyên không ngừng quán chú nhập Hạo Dương Bảo trong kính lúc, vùng đan điền bỗng nhiên trì trệ, một cỗ chọc khí bỗng nhiên bay lên, nháy mắt tràn ngập toàn thân. Cỗ này chọc khí, vẫn luôn tại trong cơ thể của nàng. Lấy huyền âm chi thể, gượng ép tu luyện chí dương công pháp, không thể tránh né sẽ xuất hiện loại tình hình này. Âu Dương Minh Nguyệt kỳ tài ngút trời, cưỡng ép đem huyền âm lôi linh chi thể phát huy đến cực hạn, âm cực dương sinh. Ngạnh sinh sinh đem Hạo Dương thần lôi tu luyện tới nguyên anh hậu kỳ cảnh giới đại thành. Thể nội cỗ này chí dương chọc khí, nhưng cũng càng để lâu việt hậu, ngày bình thường tại Âu Dương Minh Nguyệt cưỡng ép chân áp phía dưới, chí dương chi khí chỉ có thể ngoan ngoãn co quắp một góc, không thể nháo sự. Bây giờ cùng thiên lôi chi lực đối kháng, Âu Dương Minh Nguyệt đã dốc hết toàn lực, đem mỗi một phân chân nguyên pháp lực đều điều động. Kia cỗ bị cưỡng ép chân áp chí dương chi khí, liền thừa cơ hội này, làm lên làm loạn. Đưa vào Hạo Dương Bảo kính chân nguyên pháp lực, bỗng nhiên chặt đứt. Răng rác, một tiếng thanh thúy đến cực điểm tiếng vỡ vụn truyền đến, Hạo Dương Bảo kính bỗng nhiên từ đó vỡ ra một đường vết rách, lôi sáng lóng lánh, vàng bạc sắc thiên lôi từ lỗ hổng này bên trong chen vào,
sau một khắc, chính là Hạo Dương bảo kính triệt để hủy diệt thời điểm. Âu Dương Minh Nguyệt con ngươi, bỗng dưng co vào, kết thúc, ngàn năm con đường tu chân, đau khổ tìm kiếm lâu như vậy con đường trường sinh, đến đây kết thúc. Biết rõ cưỡng ép dẫn động lôi kiếp, cưỡng ép tiến giai, 9/9 liền là kết cục như vậy, hủy diệt không có cuối cùng giáng lâm trước đó, dù sao vẫn là ôm chút lòng chờ mong vào vận may. Oanh, Hạo Dương bảo kính triệt để nổ bể ra đến, vô cùng vô tận vàng bạc lôi điện, mang theo cực điểm lực lượng hủy diệt, đánh mạnh mà hạ. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, khóe miệng hơi vểnh lên, tràn ra một nụ cười khổ. Mặc dù trong lòng cực độ không cam lòng, tâm cao khí ngạo Minh Nguyệt tiên tử cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn tiếp nhận cái này kết cục sau cùng. Liền tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Âu Dương Minh Nguyệt trước mắt bỗng nhiên kim quang lóe lên, một cái màu hoàng kim như ý bảo tháp phi tốc xoay tròn lấy. Nháy mắt biến thành mấy trượng lớn nhỏ hoàng kim cự tháp, đón đầy trời vàng bạc sắc thiên lôi xông tới, tại thiên lôi sắp đánh trúng Âu Dương Minh Nguyệt nháy mắt, rắn rắn chắc chắc ngăn trở kia tứ ngược thiên lôi. Âu Dương Minh Nguyệt hai mắt bỗng nhiên trừng lớn, mặt mũi tràn đầy không dám tin thần sắc. Tiêu Phàm, hoắc suy, một tiếng, cách đó không xa không gian bình chướng phát ra xé vải thanh âm, bị cưỡng ép xé rách. Một nói bóng người màu trắng bắn ra, hướng Âu Dương Minh Nguyệt kích xạ mà tới. Chính là Tiêu Phàm, tại cái này nguy cấp nhất trước mắt, Tiêu Phàm vậy mà như là phi tướng quân từ trên trời giáng xuống, xuất hiện ở trước mặt nàng. Mà lại, khí tức cường đại như thế, Tiêu Phàm kích xạ mà đến nháy mắt, Âu Dương Minh Nguyệt thậm chí cảm thấy hô hấp không thông suốt. Nguyên anh hậu kỳ, Tiêu Phàm vậy mà cũng đã đặt chân đại tu sĩ hàng ngũ. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Âu Dương Minh Nguyệt chân nguyên pháp lực tiêu hao quá độ, gần như khô kiệt, nếu không, cùng giai tu sĩ tuyệt sẽ không để nàng có hô hấp không thông suốt cảm giác áp bách. Trong nháy mắt, Tiêu Phàm liền đến bên người nàng, thân là y thánh, Tiêu Phàm một chút liền có thể nhìn ra được. Âu Dương Minh Nguyệt trên thực tế đã đến dầu hết đèn tắt hoàn cảnh, thể nội mỗi một phân chân nguyên pháp lực, đều bị nàng cưỡng ép kích phát ra đến, tiêu hao phải không còn một mảnh. Thậm chí ngay cả bản mệnh pháp bảo đều bị thiên lôi chi lực hủy đi, thần hồn trọng thương. Đổi một người, cũng sớm đã vẫn lạc mà chết, căn bản liền đợi không được hắn chạy đến cứu giúp. Sở dĩ có thể kiên trì đến bây giờ, ở chỗ Âu Dương Minh Nguyệt thể nội có khác một cỗ cường đại đến cực điểm sinh mệnh lực lượng tại duy trì. Cái này cỗ cường đại sinh mệnh lực lượng, Tiêu Phàm cũng có thể cảm ứng được. Cùng Long Thần Đảo huyết hải bên trong ương kia Hoàng Thanh Tuyền khí tức giống nhau như đúc. Mấy chục năm vất vả, Âu Dương Minh Nguyệt đến cùng hay là tại Long Thần Đảo thu hoạch được một vài thứ. Tinh thuần như thế sinh mệnh tinh hoa, tuyệt không tại Toan Nghê Thánh Linh Nguyên Địa Linh Tuyền phía dưới. Nhưng là rất hiển nhiên, kia kén máu phía dưới chuyển hóa qua chất lỏng, không phải thiên hương ngọc lộ. Bằng không mà nói, Âu Dương Minh Nguyệt đã sớm tiến giai, hoàn toàn không cần phải ở chỗ này chịu đựng vô tận thiên lôi tẩy lễ. Tiêu Phàm không nói hai lời, ngón tay gảy nhẹ, một viên đỏ tươi đan dược hướng Âu Dương Minh Nguyệt cái miệng anh đào nhỏ nhắn thẳng bắn đi. Âu Dương Minh Nguyệt há mồm đem viên đan dược kia nuốt xuống, lại nhẹ nhàng lắc đầu, cười khổ nói, vô dụng, Tiêu Phàm. Trong cơ thể ta âm dương nhị khí chuyển hóa không đến, vô luận ngươi cho ta bao nhiêu linh đan diệu dược, đều là uổng phí sức lực. Chấm ngoặc kép, trừ phi, ngươi thật sự có thiên hương ngọc lộ. Nhưng bây giờ, Âu Dương Minh Nguyệt đã không tin thế gian thật tồn tại, thiên hương ngọc lộ, loại này nghịch thiên kỳ chân. Nếu như tại thất dạ giới thủy tổ thánh địa đạt được linh dịch, đều không phải thiên hương ngọc lộ, như vậy có thể khẳng định, thế gian này bên trên cũng không có loại vật này, có quan hệ bảo tàng hết thảy, đều chỉ là một cái âm mưu mà thôi. Thiên hương ngọc lộ thật sự có. Đối đây, Tiêu Phàm ý kiến cùng Âu Dương Minh Nguyệt vừa vặn tương phản. Tại gặp qua Tân Lâm về sau, Tiêu Phàm cho rằng, đó chính là thiên hương ngọc lộ. Không phải căn bản liền không có cách nào giải thích, làm sao sẽ phát sinh như thế nghịch thiên tình hình. Theo ta đi, ta dẫn người đi tìm thiên hương ngọc lộ. Tiêu Phàm cổ tay khẽ đảo, liền tóm lấy Âu Dương Minh Nguyệt tinh xảo cổ tay trắng, kêu lên. Âu Dương Minh Nguyệt liền cười, ngẩng đầu hướng trời cao nhìn một cái, từ tốn nói, đi như thế nào. Ta đây là độ kiếp thiên lôi, hoặc là tiến giai, hoặc là ta chết, sẽ không còn có con đường thứ ba có thể đi. Cưỡng ép dẫn động thiên lôi độ kiếp, xác thực liền là kết quả như vậy. Đương nhiên, nếu có người có thể giúp nàng ngăn trở thiên lôi chi lực, như vậy chín đạo thiên lôi về sau, có lẽ có thể đã không tiến giai, cũng không vẫn lạc, còn duy trì lúc đầu như cũ. Nhưng khi Tiêu Phàm ngẩng đầu liếc bầu trời một cái vô tận lôi hải về sau, sắc mặt cũng chìm xuống dưới. Đây vẫn chỉ là đạo thứ 8 thiên lôi, dù coi như có người xuất thủ tương trợ, cuối cùng một đạo thiên lôi, cũng nhất định phải có gần một nửa lực đạo,
từ lịch kiếp người bản nhân tiếp nhận, nếu không thiên lôi liền sẽ vĩnh viễn không ngừng không nghỉ, không ngừng theo điểm xuống dưới, cho đến độ kiếp người vẫn lạc. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt dưới mắt loại tình hình này, Tiêu Phàm tuyệt không cho rằng nàng còn có thể tiếp nhận tia lôi kiếp thứ 9 chi lực. Gả cho ta, Tiêu Phàm trên mặt nhanh chóng lướt qua một vòng kiên quyết chi sắc, quát khẽ nói. Cái gì? Âu Dương Minh Nguyệt trong lúc nhất thời, hoàn toàn chưa tỉnh hồn lại. Đây là biện pháp duy nhất, chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm thủ đoạn siết chặt, một cỗ cường đại tuyệt luân hạo nhiên chính khí, bỗng nhiên tuôn ra tiến vào Âu Dương Minh Nguyệt thể nội, nháy mắt liền tràn ngập Âu Dương Minh Nguyệt toàn thân, hoàn toàn chế trụ nàng. Chương 1303, cứ thế dương ngự trí âm. Không, chấm ngoặc kép, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt, giờ phút này cũng không chịu được thất kinh, mặt mũi tràn đầy hồng hà, hung tợn tiếp cận Tiêu Phàm, thấp giọng kêu lên. Tiêu Phàm nhìn cũng không nhìn cặp mắt của nàng, chỉ là phối hợp nói, ta là cửu linh cây hỗn độn thể, thể trạng trí dương. Cứ thế dương ngự trí âm, mới có thể âm dương điều hòa, để trong cơ thể ngươi đến dương thần lôi chuyển biến làm trí âm thần lôi. Vì như thế, ngươi mới có tiến giai cơ hội, nhưng, thế nhưng là, không có biện pháp khác sao? Âu Dương Minh Nguyệt thậm chí nói chuyện đều lắp bắp, đỏ mặt phải như là chân trời giáng chiều, kiểu diễm ướt át. Có, Tiêu Phàm khẳng định đáp. Thế nhưng là lúc này cũng không kịp, đầu đội trời lôi cuồn cuộn, chẳng lẽ còn cho phép Tiêu Phàm thong dong nghĩ cách, từng chút chuyển đổi Âu Dương Minh Nguyệt thể nội trí dương chi khí. Lôi quang tháp tuy là trí bảo, nhưng tại dạng này thiên lôi chi lực uy hiếp dưới, đến cùng có thể kiên trì bao lâu, ngay cả Tiêu Phàm đều không có chuẩn phổ. Quan trọng trước mắt, quả nhiên là tranh thủ thời gian. Người đi, không cần quản ta. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt hoàn toàn rối loạn tấc lòng, trong ngày thường vô so thận trọng. Vô so ngạo khí vị kia đại trưởng lão, sớm đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, thậm chí cũng không dám nhìn về phía Tiêu Phàm. Về phần trong miệng nàng nói đến cùng phải hay không thầm nghĩ, vậy coi như không được biết. Ngậm miệng, đúng lúc này, nhất quán ôn tồn lễ độ Tiêu chân nhân bỗng nhiên quặng mặt lại một tiếng gào to. Âu Dương Minh Nguyệt không khỏi sửng sốt, nàng chưa hề nghĩ tới, một ngày kia, Tiêu Phàm sẽ, giống, nàng. Không có cùng Âu Dương Minh Nguyệt nghĩ rõ ràng. Một cỗ cường đại đến cực điểm hạo nhiên chính khí từ Tiêu Phàm thể nội phồng lên mà ra, tựa như gió lốc gào thét, những nơi đi qua, tay áo thành bướm, từng mảnh tại không trung bay múa. Đại trưởng lão đơn bạc hồng y, biến thành lửa hồ điệp, a, chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt không quan tâm, liều mạng hét dầm lên, hai mắt chăm chú đóng lại. Lúc này, không có cái gì nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cũng không có cái gì hạo thiên tông đại trưởng lão, chỉ có một tên chưa nhân sự. Thất kinh cô nương, Tiêu Phàm cũng sửng sốt một chút, nhìn qua, Âu Dương Minh Nguyệt cùng Thiên Diệu Tiên Tử có hứa nhiều chỗ tương tự, ngày bình thường đều cao cao tại thượng, trầm mặc ít nói, đối với bất kỳ người nào đều không tỏ ra thân thiện, 10 điểm đạm mạc. Thế nhưng lần đầu mặt đối chuyện nam nữ, hai người biểu hiện lại khác hẳn hoàn toàn. Tiêu Phàm cùng Thiên Diệu Tiên Tử lần thứ nhất, Thiên Diệu Tiên Tử hoàn toàn chủ động, chế phải Tiêu Phàm chói chân chói tay, không có chút nào kháng cự chi lực, mặc dù tận hưởng cá nước thân mật, nhưng cũng rất có mấy phân, biệt khuất. Nhưng không có mấy cái nam nhân nguyện ý tại loại chuyện này bên trong xung làm vai phụ. Tiêu Phàm lại ôn tồn lễ độ, lại phong độ nhẹ nhàng, đối với chuyện như thế này, cho tới bây giờ đều là chiếm cứ chủ động vị trí. Dưới mắt, Âu Dương Minh Nguyệt lại là phản ứng như vậy. Vậy mà cùng chân chính phàm tục tiểu cô nương không có gì khác nhau. Chân tay luống cuống, không ngừng thét chói tai. Thực tế cùng Tiêu Phàm trong dự liệu tình hình cách biệt quá xa. Quả thực chính là hoàn toàn trái ngược, dù nói thế nào, đại trưởng lão cũng không nên là màu đỏ tím a. Chỉ bất quá quan khẩu này, Tiêu chân nhân là thật không có thời gian đi nghiên cứu đại trưởng lão phản ứng. Giữa không trung, bảo tháp phía dưới, đại trưởng lão thân thể mềm mại là tuyệt vời như vậy, trơn nhẵn dị thường, mặc dù Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt ngàn tỷ bên trong đồng hành, mười mấy năm ở giữa, cơ hồ ngày ngày cùng Âu Dương Minh Nguyệt gặp nhau. Lại như trước vẫn là bị cái này đẹp đến mức kinh tâm động phách thân thể kinh sợ. Này sẽ, Âu Dương Minh Nguyệt đã đình chỉ thét lên, hai gò má hỏa hồng, điểm điểm đổ mồ hôi từ chóp mũi của nàng bên trên rỉ ra, thần tình trên mặt lại là sợ hãi lại là khẩn trương, cũng có như vậy một tia chờ mong, càng nhiều thì là cho phép ngươi đi, phó thác cho trời, cũng tuyệt đối không có chán ghét cùng căm hận chi ý. Điểm này, Tiêu Phàm có thể 100% khẳng định. Trên bầu trời, vô số vàng bạc hai màu lôi điện từ hoàng kim bảo tháp bốn phía chút xuống, hình thành một đạo kín không kẽ hở bình chướng, huống chi đây là đang không linh đảo vạn kiếm cốc trên không, lâu dài ít ai lui tới vòng cấm. Nghe đến đỉnh đầu thiên lôi cuồn cuộn phích lịch thanh âm,
Tiêu Phàm bỗng nhiên hất lên đầu, đem mặt khác tất cả suy nghĩ đều văng ra ngoài, ánh mắt dần dần trở nên kiên định dị thường. A, chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt bỗng nhiên lại là một tiếng duyên dáng gọi to, hai tay bỗng nhiên ôm Tiêu Phàm cái cổ, tinh xảo móng tay, thật sâu bóp nhập Tiêu Phàm lưng trong cơ thể. Một cỗ cường đại vô so chí dương chi khí, hướng Tiêu Phàm thể nội dâng trào mà vào, tựa hồ bị giam cầm nhiều năm hồng thủy, rốt cuộc tìm được phát tiết lỗ hồng, tranh nhau chen lấn, mãnh liệt tuôn trào. Cùng lúc đó, một cổ phái nhiên hùng hậu hạo nhiên chính khí, chậm rãi tiến vào Âu Dương Minh Nguyệt thể nội, một chút xíu chữa trị nàng bị tổn thương kinh mạch. Âu Dương Minh Nguyệt ôm thật chặt ở Tiêu Phàm cái cổ, cổ quấn dao, thở gấp tinh tế, thân thể phảng phất mềm thành một bãi bùn. Uy danh hiển hách đại trưởng lão, giờ phút này sớm đã toàn thân không còn chút sức lực nào, chỉ có thể cho phép cái kia tên ghê tởm muốn làm gì thì làm. Cũng không biết quá khứ bao nhiêu thời điểm, Âu Dương Minh Nguyệt thân thể đã sớm khôi phục tự do. Nhưng như cũ chăm chú cùng Tiêu Phàm quấn giao cùng một chỗ, nửa điểm cũng không tách ra. Mà đợt thứ 8 thiên lôi, không biết lúc nào đã biến mất, lôi quang tháp tại hai người đỉnh đầu xoay chậm chậm chìm nổi, tản ra khiến người kinh khủng khí tức cường đại, chỉ có khi lôi quang tháp hấp thu đại lượng lôi điện chi lực, khí tức mới sẽ trở nên cường đại khủng bố như thế. Mà chăm chú quấn giao cùng một chỗ hai người, khí tức cũng cùng lúc trước rất khác nhau. Âu Dương Minh Nguyệt rõ ràng khỏi hẳn thương thế. Hùng hậu chân nguyên pháp lực tại trong cơ thể nàng sôi trào mãnh liệt, nguyên địa đầy máu phục sinh. Thời khắc này đại trưởng lão, gương mặt ửng đỏ, hai mắt mê ly, giống đầu bạch tuộc đồng dạng, chăm chú quấn ở Tiêu Phàm trên thân, trước kia kia cỗ khí ngạo nghễ, lại tựa hồ như biến mất không thấy gì nữa, bằng thêm rất nhiều nhu huyền chi ý. Toàn thân bên trong tích tụ nhiều năm chí dương chi khí đã thành công đi vào đến Tiêu Phàm thể nội. Mà Tiêu Phàm khí tức, vậy mà so lúc trước còn muốn càng thêm cường đại ba phân. Toàn thân trên dưới đều tản mát ra mãnh liệt đến cực điểm nam nhân khí tức. Chí dương chí cương, Âu Dương Minh Nguyệt huyền âm chi thể, cùng thiên diệu tiên tử thiên âm chi thể đồng dạng, vốn là thích hợp nhất song tu thể chất. Bất kỳ một cái nào cướp đi nó tấm thân xử nữ nam tử, đều có thể thu được lợi ích to lớn, chớ đừng nói chi là, Âu Dương Minh Nguyệt tu luyện nhiều năm như vậy đến dương thần lôi, thể nội tích tụ chí dương chi khí hùng hậu vô so, tại Tiêu Phàm mà nói, chính là vật đại bổ. Quả nhiên là kia chi thạch tín, ta chi cam lộ. Đúng lúc này, mây đen bỗng nhiên tản ra, trên bầu trời vàng bạc hai màu quang trạch lóa mắt chói mắt, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức khủng bố, vào đầu trấn áp xuống. Hai người vội vã ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy toàn bộ bầu trời đều che kín vàng bạc hai màu thiên lôi, lại phảng phất sền sệt vô so chất lỏng, ở trên bầu trời chậm rãi khuấy động, cho người ta quỷ dị dị thường cảm giác. Đạo thứ 9 thiên lôi sắp thành hình, người đi mau, chấm ngoặc kép. Âu Dương Minh Nguyệt kinh hãi, muốn đưa tay đẩy ra Tiêu Phàm. Làm sao tinh xảo vòng eo, lại bị Tiêu Phàm một mực nắm chắc, vô luận như thế nào cũng không chịu buông lỏng mảy may. Tiêu Phàm hai mắt híp lại, nhẹ nhàng nói, một mình ngươi gánh không được. Thành bại ở đây nhất cử, cái này đã là cuối cùng một đạo thiên lôi, nếu như Âu Dương Minh Nguyệt đứng vững, kia nàng liền thật có thể nâng cao một bước, từ đây đặt chân ngộ linh kỳ. Nhưng từ cái này đạo thiên lôi khí tức khủng bố để phán đoán. Nó hủy diệt uy lực ở xa trước 8 đạo thiên lôi phía trên, Âu Dương Minh Nguyệt dù sao chưa từng khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, mà lại bản mệnh pháp bảo bị hủy, độc lập chống cự cái này đạo thiên lôi, chỉ sợ lực có chưa đến. Tại cái này khẩn yếu quan đầu, Tiêu Phàm tuyệt sẽ không cách nàng mà đi. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu, diễm lệ trên gương mặt, bỗng nhiên hiện lên hai đóa thẹn thùng. Loại cảm giác này thật thật kỳ diệu, lại cũng không nghĩ ra, vậy mà là như vậy ngọt. Đúng lúc này. Trên bầu trời vang lên trầm muộn, ầm ầm, thanh âm, phảng phất một bộ cối xay khổng lồ, chính đang chậm rãi chuyển động, như là chất lỏng sền sệt vàng bạc hai màu thiên lôi, dần dần giao hội cùng một chỗ, không ngừng khuấy động, dung hợp, một chút xíu hòa làm một thể. Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm đã mặc quần áo tử tế, bất quá vẫn là tay cầm tay, song song ngẩng đầu nhìn chăm chú trời dị tượng trên không trung. Hai người trên mặt, lại khôi phục ngày xưa loại kia bình tĩnh lạnh nhạt. Không cần lo lắng. Lôi quang tháp có thể tiêu trừ đại bộ phận phân thiên lôi chi lực, chúng ta nhất định có thể gánh vác. Tiêu Phàm chắc chắn nói. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng gật đầu. Lôi quang tháp uy lực, nàng cũng không phải là lần đầu kiến thức. Trên bầu trời trầm muộn tiếng ầm ầm càng ngày càng vang, vàng bạc hai màu thiên lôi rốt cục hoàn toàn dung hợp lại cùng nhau, hóa thành một đạo đường kính mấy trượng to lớn vàng bạc sắc lôi trụ, đánh mạnh mà hạ. Chỉ có một kích, sau một kích, đầy trời mây đen hoàn toàn tiêu tán. Lại khôi phục tình không nghìn dặm cảnh sắc, kia đạo cự đại lôi trụ, tựa như một đầu cự long, dương nanh múa vuốt xiết chạy xuống. Thiên lôi chi lực, đến tận đây vì cực,
tựa hồ cũng đối với mình tràn đầy lòng tin, nhận định một kích phía dưới, bất kỳ cái gì độ kiếp người đều đem như con kiến hôi, bị triệt để oanh sát, lại cũng không cần đến tiếp sau thủ đoạn. Oanh, lôi điện cự long đánh trúng lôi quang tháp, Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt sớm đã đồng thời giơ hai tay lên, đem toàn thân chân nguyên pháp lực đều quán chú đến lôi quang tháp bên trong. Nhưng mà, để hai người đều ý chuyện không nghĩ tới nhưng vào lúc này phát sinh, nguyên lai tưởng rằng chí ít có thể suy yếu đại bộ phận phân thiên lôi chi lực lôi quang tháp, bỗng nhiên mất đi hiệu dụng, lôi long trực tiếp xuyên thấu lôi quang tháp, từ lôi quang tháp dưới đáy bắn ra, chỉ chớp mắt liền oanh kích đến Tiêu Phàm cùng Âu Dương Minh Nguyệt đỉnh đầu. Trong lúc này, dù coi như là Âu Dương Minh Nguyệt cùng Tiêu Phàm dạng này đỉnh tiêm nguyên anh hậu kỳ đại cao thủ, cũng không có nửa điểm thời gian đến né tránh, càng thêm không có nửa điểm kháng cự chi lực. Chỉ bất quá, vốn là vàng bạc hai màu lôi điện cự long, xuyên qua lôi quang tháp về sau, tựa hồ biến thành thuần ngân sắc. Ngân sắc lôi điện, nháy mắt đánh trúng hai đỉnh đầu của người, đem thân hình của hai người hoàn toàn bao phủ trong đó. Một cái cự đại lôi cầu, tại lôi quang tháp phía dưới hội tụ thành đoàn, càng lúc càng lớn, càng ngày càng sáng. Nhưng lôi long triệt để chui vào lôi quang tháp về sau, lôi quang tháp ngọn nguồn mãnh liệt hồ quang điện cũng bỗng nhiên vừa thu lại, lại không có càng nhiều ngân sắc phích lịch bắn ra, đáy tháp to lớn lôi cầu, cũng biến thành tròn trịa. Mặt ngoài không ngừng phồng lên, tựa hồ có đồ vật gì, liền muốn từ lôi cầu bên trong phá cấm mà ra. Ngay sau đó, oanh, một tiếng vang thật lớn, lôi cầu nổ bể ra tới. Một nói bóng người màu trắng bắn ra, nâng tay khẽ vẫy, đem không trung chìm nổi lôi quang bảo tháp thu về. Chính là Tiêu Phàm, mà nguyên địa thì lưu lại một đạo đỏ tươi bóng người, váy đỏ bay múa, phong thái tuyệt diễm, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cỗ cường đại vô song linh áp, hướng bốn phía càn quét mà ra. Ngộ linh kỳ, Âu Dương Minh Nguyệt hách nhưng đã trở thành ngộ linh kỳ tu sĩ. Chương 1304, Phong Nhãn. Âu Dương Minh Nguyệt cảm thụ được thể nội mãnh liệt chân nguyên pháp lực, cảm thụ được mênh mông sinh cơ bừng bừng, hơi nhếch khóe môi lên lên, hiện lên một tia nụ cười thản nhiên, không gặp nó cao lãnh, chỉ thấy nó xinh xắn. Đặt chân ngộ linh kỳ về sau, Âu Dương Minh Nguyệt dung mạo vậy mà lộ ra so trước kia còn muốn trẻ tuổi mấy tuổi, tựa như một tên 16-17 tuổi thiếu nữ. Nhắc tới là uy danh hiển hách Hạo Thiên Tông đại trưởng lão, danh chấn tứ hải ngộ linh kỳ lão tổ, thật đúng là không người tin tưởng. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, nhìn xa xa, hoa mắt thần trì. Bỗng nhiên ở giữa, Âu Dương Minh Nguyệt liền thành người yêu của hắn, sự biến hóa này, đừng bảo là Âu Dương Minh Nguyệt, ngay cả Tiêu Phàm mình, đều có chút hoảng hốt. Lúc trước ngàn tỷ bên trong đồng hành, Tiêu Phàm nhưng cho tới bây giờ cũng không nghĩ tới, sẽ có một ngày như vậy. Coi là thật như trong mộng. Hồng ảnh lóe lên, Âu Dương Minh Nguyệt đến Tiêu Phàm trước người, nhìn từ trên xuống dưới hắn, khóe miệng ý cười trở nên có chút cổ quái, ánh mắt kia rõ ràng liền đang nói tốt, người lá gan thật không tiểu. Tiêu Phàm lại nhẹ nhàng cười một tiếng, đưa tay giữ nàng lại non mềm bàn tay nhỏ trắng noãn, cầm thật chặt. Âu Dương Minh Nguyệt đầu tiên là nao nao, ánh mắt lập tức dần dần trở nên nhu hòa, nhàn nhạt cười một tiếng, nói cũng coi là nhân họa đắc phúc. Chấm ngoặc kép, lời này... Âu Dương Minh Nguyệt tính được biểu lộ cảm xúc. Nhất thời điểm nguy cấp, Tiêu Phàm kịp thời đuổi tới, cứu nàng ở trong cơn nguy khốn, bao quát về sau, cưỡng ép, lễ hợp cần, đều còn có thể hiểu thành thầy thuốc nhân tâm, vì cứu nàng, liều lĩnh. Nhưng đạo thứ 9 thiên lôi giáng lâm thời điểm, vẫn như cũ không rời không bỏ, này mới khiến Âu Dương Minh Nguyệt trong lòng cuối cùng một mảnh phiền muộn tan rã. Cái này cái nam nhân, là thật coi nàng là thành người yêu, sinh tử gắn bó. Cần biết kia là ngộ linh kỳ lôi kiếp. Dù coi như là mạnh nhất đại tu sĩ, cũng khó có thể chịu đựng. Vì nàng, Tiêu Phàm có thể nói là liều lĩnh, dù coi như Âu Dương Minh Nguyệt lại tâm cao khí ngạo. Giờ phút này cũng hóa thành ngón tay mềm, tại ở sâu trong nội tâm tiếp nhận sự thật này, tiếp nhận cái này cái nam nhân. Mà Tiêu Phàm cũng coi là, người tốt có hảo báo, nhân họa đắc phúc. Thiên lôi oanh kích phía dưới, không những chưa từng để hắn hôi phi yên diệt, công lực ngược lại tăng tiến vào một mảng lớn. Mới vừa từ Âu Dương Minh Nguyệt thể nội lấy được chí dương chi khí, hoàn toàn cùng hắn tự thân chân nguyên pháp lực hòa làm một thể, bù đắp được mấy chục năm khổ tu chi công, lại không là mới đạp tiến vào đại tu sĩ cảnh giới lúc có thể so sánh. Tiêu Phàm cười cười, nói kia kỳ thật không phải thiên lôi chi lực, là trải qua lôi quang tháp chuyển hóa. Nếu không, kết quả như thế nào? Thật đúng là khó mà nói. Âu Dương Minh Nguyệt gật gật đầu, nói, đúng là bảo bối tốt. Nói, lại liếc Tiêu Phàm một chút. Cái này cái trẻ tuổi bạn lữ, thật đúng là khiến người ngạc nhiên, vậy mà tùy thân mang theo hai kiện thông huyền linh bảo. Mặc dù Âu Dương Minh Nguyệt không thể 100% kết luận lôi quang tháp là thông huyền linh bảo.
nhưng cũng có 7 chắc chắn 8 phần 10. Nếu như là phỏng chế linh bảo, tuyệt khó có thần kỳ như vậy uy lực. Tiêu Phàm nhẹ nhàng cười một tiếng, cổ tay khẽ đảo, lôi quang tháp nổi lên. Lập tức đưa tới Âu Dương Minh Nguyệt trước mặt, nhẹ nói tặng cho ngươi. Chấm ngoặc kép, Âu Dương Minh Nguyệt trong lúc nhất thời, có chút chưa tỉnh hồn lại. Tiêu Phàm nói, Hạo Dương bảo kính hủy, cũng nên có kiện thích hợp pháp bảo phòng thân. Mặc dù nói, Âu Dương Minh Nguyệt trên thân tuyệt không chỉ một món pháp bảo, nhưng Hạo Dương bảo kính chính là nàng bản mệnh pháp bảo. Mà lại là phỏng chế thông huyền linh bảo, uy lực mạnh, còn tại pháp bảo cực phẩm phía trên. Bây giờ tại lúc độ kiếp hủy đi, Âu Dương Minh Nguyệt trong tay nhưng liền không có tiện tay pháp bảo phòng thân. Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, hay là ngươi giữ đi, ta lại luyện một món pháp bảo chính là. Dù sao có nhiều thời gian, trước đó, Âu Dương Minh Nguyệt thiếu thốn nhất chính là thời gian, thiên tuế, cao tuổi, đã đến gần vô hạn đại tu sĩ thọ nguyên cực hạn. Bây giờ tiến giai thành công, lập tức liền thêm ra ngàn năm thọ nguyên. Coi như cả đời cũng không thể tiến thêm một bước, ngộ linh sơ kỳ tu sĩ thọ nguyên, trên lý luận cũng có 2.000 năm. Chỉ cần thời gian sung túc, lấy Âu Dương Minh Nguyệt cơ trí cùng Hạo Thiên Tông cường đại, muốn thu thập phù hợp vật liệu luyện chế một kiện bảo vật, độ khó không lớn. Cho dù là luyện chế lại một lần một kiện phỏng chế linh bảo, cũng không tính quá khó. Huống chi, nàng dưới mắt đã là dưới cùng giao diện cao thủ mạnh nhất. Toàn bộ toa ma giới, có thể cùng nàng đánh đồng đại năng giả, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Dù coi như hủy bản mệnh pháp bảo, tu sĩ tầm thường, lại làm sao có thể là nàng đối thủ. Dù là đụng phải cường đại cùng giai tu sĩ, không thể trêu vào còn lẫn mất lên đâu. Ngược lại là Tiêu Phàm, dù nhưng đã bước vào đại tu sĩ cảnh giới, dù sao còn không phải ngộ linh kỳ đại năng, đối mặt nguy hiểm liền hơn rất nhiều. Nhiều mấy món chí bảo phòng thân, tuyệt không phải chuyện xấu. Tiêu Phàm cũng không miễn cưỡng, hắn cùng Âu Dương Minh Nguyệt đều không phải loại kia lề mề chậm chạp tính cách. Ngươi tại sao lại tới nơi này? Chốc lát, Âu Dương Minh Nguyệt hỏi, tinh xảo tay nhỏ, một mực tùy ý Tiêu Phàm cầm. Tiêu Phàm vừa cười vừa nói, cũng coi là trùng hợp. Chấm ngoặc kép, lập tức đem kinh nghiệm của mình thuyết minh sơ qua một chút. Âu Dương Minh Nguyệt song mi dần dần dương lên, than thở nói, đây không phải trùng hợp, đây là ông trời chú định. Chấm ngoặc kép. Nếu như không phải thượng thiên chú định, Tiêu Phàm lại có thể nào tại thời khắc nguy cấp nhất, bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng, cũng lại trở thành nàng đời này kiếp này người yêu. Tiêu Phàm nhẹ nhàng đưa nàng kéo đến trong lồng ngực của mình, ôm chặt lấy, tại nàng kiều nộn trên gương mặt hôn một chút. Âu Dương Minh Nguyệt nở nụ cười xinh đẹp, trên mặt lại hiện lên một tia thẹn thùng chi ý. Cùng thiên diệu tiên tử Xuân Phong nhất độ sau lạnh lùng, hoàn toàn khác biệt. Tiếp xuống, người định làm gì? Hai người ôm một lát. Âu Dương Minh Nguyệt ngửa đầu hỏi. Tiêu Phàm nghĩ nghĩ, mỉm cười nói, ngươi là địa chủ, trước mang ta ở đây đi dạo một cái đi. Nói thật, Tiêu Phàm đối cái này Tây Mạc cấm địa cũng rất có mấy phân hiếu kỳ. Được, Âu Dương Minh Nguyệt tâm tình rất tốt, gật đầu đồng ý. Hai người tay nắm, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền lên tới giữa không trung, chậm rãi bay tới đằng trước. Lấy Tiêu Phàm không gian tạo nghệ, bây giờ ổn định lại tâm thần nhìn kỹ, lập tức liền có thể biết. Nơi đây đúng là Phong Nhãn. Không Linh Đảo, Vạn Kiếm Cốc, không gian chi lực hỗn loạn không chịu nổi, chẳng những là toàn bộ Tây Mạc biển cả Linh Nhãn cũng là không gian chi nhãn. Tại cái này hạch tâm nhất chỗ, lại gió êm sóng lặng, phong cảnh như vẽ. Phong Nhãn không lớn, hẹn Mạc Thiên giảm hơn phương viên. Địa mạch linh khí độ dày đặc, không chút nào tại Thánh Linh Nguyên dưới mặt đất, chỉ là thiếu kia cỗ sinh cơ bừng bừng. Bất quá đây cũng là so ra mà nói. Nếu như có thể có một nhóm tu sĩ ở đây định cư tu luyện, dần dần, nơi đây cũng sẽ trở nên sinh cơ rạt rào. Dù sao thiên địa linh khí mới là hết thảy căn cơ. Ta từng điều tra, lần này bên cạnh là cả một đầu cực phẩm linh mạch, phẩm tướng cực giai, các loại linh thạch đều có. Âu Dương Minh Nguyệt thuận miệng giới thiệu nói. Tiêu Phàm gật gật đầu, cảm khái nói, ngược lại là cái tu luyện nơi tốt, không so Thánh Linh Nguyên địa kém. Mà lại Phong Nhãn bên trong quy mô không bằng Thánh Linh Nguyên địa rộng lớn như vậy, nhưng cùng toàn bộ Không Linh Đảo rộng lớn diện tích tương đối, Thánh Linh Nguyên địa lại kém xa tít tắp. Nồng nặc nhất địa mạch linh khí, đều tụ tập ở chỗ này. Ở đây tu luyện, cũng giống vậy làm ít công to. Âu Dương Minh Nguyệt mỉm cười nói, cũng liền ngươi có thể nói câu nói này, người khác làm sao đi vào đến. Nếu không phải Long Thần Đảo không gian phong bạo, ta cũng đến không được nơi này. Âu Dương Minh Nguyệt bị không gian chi lực đưa đến nơi đây, cũng coi là nhân họa đắc phúc, nguyên bản bản thân bị trọng thương, được như thế một cái linh khí cực giai chỗ, thương thế khỏi hẳn tốc độ đại đại tăng tốc,
mới có thể mạo hiểm dẫn động lôi kiếp, nhất cử độ kiếp thành công, đặt chân ngộ linh kỳ. Tiêu Phàm hỏi, thiên hương ngọc lộ rốt cuộc là thứ gì? Âu Dương Minh Nguyệt trầm mặc một chút, nói căn cứ cổ tịch ghi chép, thiên hương ngọc lộ là thánh linh nguyên địa kết xuất thánh linh chi quả, thành thục về sau, quả bên trong ẩn chứa thiên địa kỳ chân. Tiêu Phàm có chút nhíu mày, đây là hắn lần đầu nghe tới có quan hệ thiên hương ngọc lộ cẩn thận nhất miêu tả, trước đó, luôn cho là thiên hương ngọc lộ là một loại nào đó chất lỏng. Đối đây, Âu Dương Minh Nguyệt vẫn luôn là bảo mật. Mười người tầm bảo, người biết cái bí mật này tự nhiên càng ít càng tốt. Tiêu Phàm nhíu mày nói, cho nên, chúng ta tại Long Thần Đảo nhìn thấy những cái kia, đều không phải thiên hương ngọc lộ. Đều không phải, Âu Dương Minh Nguyệt lắc đầu, nói. Nói như vậy, bức kia tàng bảo đồ là giả. Ngược lại cũng không thể nói là giả, ta tin tưởng Long trên đảo thần, vốn nên có thánh linh chi thụ, cũng hẳn là kết xuất thánh linh chi quả, chỉ là chúng ta đi trễ mà thôi. Đã kia thủy tổ phân thân đã ở nơi đó ngưng tụ nhục thân, kia thánh linh chi quả cùng thiên hương ngọc lộ, tự nhiên đều bị hắn nuốt. Không có thiên hương ngọc lộ, hắn muốn một lần nữa luyện ra một bộ có thể so thánh linh nhục thân, nào có dễ dàng như vậy. Ngược lại phân tích đạo lý rõ ràng, Tiêu Phàm không khỏi nhẹ nhàng gật đầu, nói, như thế nói đến, kia thủy tổ phân thân tính toán người lớn. Hẳn là dạng này, Âu Dương Minh Nguyệt khẽ vuốt cằm, nghe người kia khẩu khí, mấy vạn năm trước lần kia giao diện đại chiến, hắn liền đã từng tham dự qua, cùng chúng ta vô cực môn Hạo Thiên Tông đều là tử địch. Chấm ngoặc kép, Tiêu Phàm liền sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Âu Dương Minh Nguyệt một chút. Trong lúc lơ đãng, Âu Dương Minh Nguyệt liền đem vô cực môn Hạo Thiên Tông đặt song song, đồng thời tự xưng, chúng ta, vô cực môn còn xếp tại Hạo Thiên Tông trước đó. Xem ra tại trong mắt của nàng, đã trong bất chi bất giác đem mình xem như vô cực môn người. Hạo Thiên Tông ngược lại thành nhà mẹ đẻ, kỳ thật lấy Âu Dương Minh Nguyệt thân phận tôn quý, cho dù ai thành bạn lữ của nàng, tựa hồ cũng sẽ không ảnh hưởng đến nàng tiếp tục đảm nhiệm Hạo Thiên Tông đại trưởng lão. Cái kia bạn lữ, tất nhiên sẽ bao phủ tại nàng vô tận quang điểm phía dưới, cùng cấp ở rể Hạo Thiên Tông. Nhưng Âu Dương Minh Nguyệt rất rõ ràng, Tiêu Phàm là một ngoại lệ. Nàng sớm nhất định, bên người cái này cái nam nhân, chính là Hạo Thiên Tông tổ sư tiên đoán vị kia sẽ để cho vô cực môn Đông Sơn tái khởi kỳ tài ngút trời, Tiêu Phàm sẽ thành vô cực môn trung hưng chi tổ. Mình đã thành nữ nhân của hắn, từ nay về sau, liền muốn đem mình xem như vô cực môn người. Mắt thấy Tiêu Phàm nhìn qua, Âu Dương Minh Nguyệt chép miệng, nhẹ nhàng, hừ, một tiếng. Nhìn thanh người này đẹp, nói như vậy, chúng ta phải nghĩ cách ngăn cản hắn mới được. Bằng không mà nói, một khi nhục thân luyện thành, sợ rằng sẽ thành cho chúng ta toa ma giới đại tai nạn. Tiêu Phàm song mi nhíu chặt, nói. Âu Dương Minh Nguyệt nhẹ nhàng lắc đầu, nói, vô dụng, ngăn cản không được. Chúng ta như vậy náo một lần về sau, hắn khẳng định sẽ tăng cường đề phòng. Lại nói, chúng ta cũng rất khó lại đuổi tới Long Thần Đảo đi. Vẻn vẹn thiên ma thành một cửa ải kia, chúng ta liền không qua được. Tiêu Phàm tỉ mỉ nghĩ lại, cũng không thể không thừa nhận, Âu Dương Minh Nguyệt nói rất có lý. Chương 1305, Chiến Hỏa Kim Châu. Mấy ngày kế tiếp, hai người tại Vạn Kiếm trong cốc tâm bốn phía du ngoạn, không khỏi tràn trề sung sướng, tận hưởng cá nước thân mật. Nhất quán ngạo khí Âu Dương đại trưởng lão thay đổi trước kia thận trọng, uyển chuyển tướng liền, cực điểm vui thích, quả thực để Tiêu Phàm có chút vui đến quên cả trời đất. Mà lúc này, rời xa Tây Mạc biển cả ngàn tỷ bên trong xa Nam Châu đại lục Tây Nam đầu Hoắc Sơn quốc Kim Châu thành, lại là một mảnh túc sát. Ngày xưa yên tĩnh tường hòa, thường khách vãng lai không dứt Kim Châu thành, sớm đã toàn thành giới nghiêm, tứ phía thành cửa đóng kín, mỗi mặt trên tường thành đều chú đóng trọng binh, tuyệt đại đa số đều là người tu chân, phàm nhân quân sĩ số lượng rất ít. Chỉ có một ít đặc biệt cường tráng, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú phàm nhân quân sĩ, mới bị sắp xếp bộ đội tác chiến, cùng người tu chân cùng một chỗ đóng giữ ở trên tường thành. Mà tường thành bên ngoài, thì là mênh mông vô bờ ma quân. Phàm nhân ở lại ngoại thành, đã bị triệt để phá hủy, đại bộ phận phân phàm nhân, đều kịp thời rút tiến vào nội thành, mà bộ phân không rút lui kịp phàm nhân, thì thành ma quân tứ ngược đối tượng, bị tàn sát thôn vệ trống không. Bởi vậy Kim Châu thành bên trong lòng người bàng hoàng, một buổi số kinh. Một khi nội thành bị công phá, vậy liền chết không có chỗ chôn. Đây cũng không phải là Nam Châu đại lục chính ma chi chiến. Nam Châu đại lục chính ma chi chiến, bình thường đều có bất thành văn ước định. Chiến tranh chỉ ở người tu chân ở giữa tiến hành, không tai họa phàm nhân. Lần này là giao diện đại chiến, ngoài thành đóng quân ma quân, đến từ thất dạ giới. Mấy chục năm trước, tại Nam Châu đại lục không có bất kỳ cái gì phòng bị thời điểm, giao diện chi chiến bỗng nhiên mở ra,
Thất Dạ Giới đại quân từ Bắc Minh biển cả chỗ sâu bỗng nhiên giết ra, đánh Nam Châu đại lục trở tay không kịp. Cũng may Bắc Minh đại địa chân vũ môn cùng Huyền Âm giáo liều chết ngăn cản, thời gian 20 năm, miễn cưỡng trở xuống phong chi thế bất phân thắng bại, mặc dù chưa thể đem Thất Dạ Giới đại quân bao vây tiêu diệt, nhưng cũng từ đầu đến cuối không có để Thất Dạ Giới ma quân tại Bắc Minh đại lục đứng vững gót chân, song phương thành rằng co trạng thái. Chiến cuộc tại 10 năm trước bỗng nhiên cải biến. Không biết có phải hay không không gian thông đạo phát sinh biến hóa. Thất Dạ Giới viện quân lớn đến, đem chân vũ môn, Huyền Âm giáo chính ma liên quân nhất cử phá tan, cuồn cuộn không hết ma quân từ Bắc Minh biển cả ùa lên, toàn diện chiếm cứ chân vũ nước cùng Huyền Âm nước địa bàn. Tổn thất nặng nề chính ma liên quân nhanh chóng hướng Nguyên Linh giáo khống chế địa bàn rút lui, tại Nguyên Linh giáo toàn lực hiệp trợ phía dưới. Tam giáo liên quân miễn cưỡng thành lập một đầu mới phòng tuyến. Bất quá đầu này lâm thời tạo dựng lên phòng tuyến rất không chặt chẽ, ba đại tông môn ở giữa khuyết thiếu cần thiết câu thông, thống nhất chỉ huy cơ chế càng là không có, điều hành mất linh, hiệu suất cực kỳ thấp. Nếu như không phải gặp phải Thất Dạ Giới áp lực thật lớn, đầu này lâm thời phòng tuyến chỉ sợ đều xây không nổi. Cùng Thất Dạ Giới đại quân nghiêm chỉnh huấn luyện cùng điều hành có phương tương đối mà nói, Nam Châu đại lục các quốc gia tu chân tông môn. Quả thực chính là năm bè bảy mảng. Không có bất kỳ cái gì một cái tông môn có lãnh tụ quần luân cao thượng uy vọng cùng to lớn lực hiệu triệu, Bắc Minh đã đánh thành hỗn loạn, bên này còn tại không ngừng không nghỉ cãi lộn, tương hỗ từ chối. Thật vất vả, Hạo Thiên Tông, Thái Thượng Tông, Thái Cực Môn, Cửu Âm Cung, Thiên Quỷ Cửa những này chính ma đại tông đạt thành nhất trí. Quyết định hướng Bắc Minh phái ra chi viện đại quân, chiến cuộc nhưng lại phát sinh không tưởng được biến hóa. Đếm không hết Thất Dạ Giới ma quân. Bỗng nhiên từ Nam Châu đại lục các nơi nội hải xông ra, phân biệt hướng các quốc gia các cái tông môn phát động tấn công mạnh. Đến lúc này, Nam Châu đại lục tu sĩ cấp cao nhóm mới giật mình minh bạch, nguyên lai cái kia truyền thuyết xa xưa vậy mà là thật. Các nơi biển cả đáy biển, là có không gian thông đạo tương liên. Thất Dạ Giới tựa hồ tìm được một loại có thể nhanh chóng ổn định không gian thông đạo biện pháp, trong thời gian ngắn liền có thể đem đại lượng quân đội xuyên thấu qua không gian thông đạo truyền tống đến các cái mục đích địa. Lại một lần đột nhiên tập kích, lại một lần bị đánh trở tay không kịp, nguyên bản muốn phái đi Bắc Minh đại địa viện quân tự nhiên tan rã, các đại tông môn cấp tốc đem mình lực lượng tinh nhuệ điều sẽ tổng đàn, toàn lực phòng thủ mình đại bản doanh. Bắc Minh đại địa nguy cấp, nơi nào còn nhớ được. Đây hết thảy, vốn không có ảnh hưởng đến Hoắc Sơn Quốc, càng không có ảnh hưởng đến Kim Châu Thành. Hoắc Sơn Quốc cách Bắc Minh rất xa, xung quanh cũng không có cái gì rộng lớn nội hải nội hồ, tựa hồ không cần vì chiến tranh lo lắng. Thất Dạ Giới ma quân muốn đánh tới như thế vắng vẻ chỗ, kia còn cần rất nhiều thời gian a. Ai ngờ Thất Dạ Giới đại quân chợt từ Thần Long Uyên vọt ra. Tại không có chút nào phòng bị tình huống dưới, Hoắc Sơn Quốc đệ nhất đại tông môn Hoắc Đô Tông lọt vào ma tộc đại quân tập kích. Mặc dù Hoắc Đô Thành cùng Hoắc Đô Tông tiến hành cực kỳ ngoan cường chống cự, vẫn không thể nào giữ vững thành trì, Hoắc Đô Thành luân hãm, tàn quân tại Hoắc Đô Tông tông chủ Vũ Văn Chu phụ tử xuất lĩnh dưới, rút hướng Kim Châu Thành. Kim Châu Thành thực lực, từ trước tại Hoắc Sơn Quốc xếp hạng thứ hai, gần với Hoắc Đô Thành. Kim Châu Thành bảy đại tông môn mặc dù không có Nguyên Anh hậu kỳ đại tu sĩ tọa chấn, lại có số lượng đông đảo Nguyên Anh trung kỳ cùng sơ kỳ tu sĩ. Ngoài ra, trong thành còn có đại lượng dược liệu thương nhân cùng đến đây du lịch tu sĩ, trong đó không thiếu Nguyên Anh kỳ cao thủ. Bây giờ tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, những người này đều có thể chuyển biến làm chiến sĩ. Mà lại, Kim Châu Thành là toàn bộ Hoắc Sơn Quốc giàu có nhất thành trì. Cũng là thành phòng kiên cố nhất thành thị. Chính là bởi vì nhiều năm qua, Kim Châu Thành tích lũy đại lượng tài phú, vì phòng bị người nhớ thương, Kim Châu Thành cũng vẫn luôn tại chuẩn bị chiến đấu. Tương đối mà nói, Kim Châu Thành bảy đại tông môn hay là rất đoàn kết, tại quan hệ đến toàn cục đại sự bên trên, tổng là có thể đạt thành nhất trí ý kiến. Mặc dù giống nhau là vội vàng không kịp chuẩn bị, Kim Châu Thành nhưng vẫn là đứng vững ma tộc đại quân đợt thứ nhất công kích mãnh liệt, hung hăng đem Thất Dạ Giới kẻ xâm lược đánh trở về. Giờ phút này, tại Hạnh Lâm Bang Tổng Đàn trong mật thất, một trận thành phòng tối cao hội nghị ngay tại tổ chức. Chủ trì hội nghị chính là Hạnh Lâm Bang Bang Chủ Phương Phi Dương. Trong thành cơ hồ tất cả Nguyên Anh kỳ tu sĩ đều tham gia lần này hội nghị. Bao quát Hoắc Đô Tông Thiếu Chủ, Vũ Văn Chu Nhi Tử Vũ Văn Nghiễm, nhưng không thấy Vũ Văn Chu vị này Hoắc Sơn Quốc tu chân giới đại minh chủ lộ diện. Kim Châu Thành bảy đại tông môn, như trước vẫn là cùng đề cử Hạnh Lâm Bang vi thủ tịch. Xếp hạng thứ hai, lại biến thành Bách Hùng Bang. Bách Hùng Bang bây giờ quả nhiên là nhân tài đông đúc, dù coi như dứt bỏ ra ngoài dạo chơi, đã mấy chục năm chưa từng lộ diện Tiêu Y Thánh không nói, trong bang còn có Nguyên Anh tu sĩ bảy vị. Bang chủ Hồng Thiên,
ẩn ẩn đã có nguyên anh trung kỳ đại thành cảnh giới, trong bang nhiều tuổi nhất nguyên anh tu sĩ Đinh Sán, cũng còn chưa từng tọa hóa. Mặc dù mỗi người đều biết, Đinh Sán đại nạn ngay tại những ngày năm, nhưng mà chỉ muốn hắn một ngày không có tọa hóa, chính là Bách Hùng bang một đại chiến lực. Tại nguyên anh sơ kỳ tu sĩ bên trong, Đinh Sán có thể xưng đăng phong tạo cực. Mà lại tự biết thọ nguyên không lâu, xuất thủ lúc liền không hề cố kỵ, không cầu tự vệ, trước cầu giết địch, sức chiến đấu mạnh hơn ba phân. Ngoài ra Mã trưởng lão, Đàm phu nhân, Ngô Hà cùng Thiên Diệu cung đến một vị khác nguyên anh tu sĩ đều ngồi ở đây, Đàm phu nhân bên người, ngồi một vị thiên kiều bách mỹ đại mỹ nhân, chính là Cơ Khinh Sa. Lúc này Cơ Khinh Sa, xinh đẹp vẫn như cũ, phong vận như lúc ban đầu, không ngờ có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Cứ việc từ trên thân linh áp ba động đến xem, Cơ Khinh Sa chỉ là vừa mới tiến giai không bao lâu, nhưng quả thật đã đưa thân tại nguyên anh tu sĩ hàng ngũ. Lúc trước Tiêu Phàm tại Bách Hùng bang thời điểm, Cơ Khinh Sa đã đạt đến tại trong kim đan kỳ cảnh giới đại thành, Tiêu Phàm trước khi đi, lại cho nàng lưu lại đại lượng cực phẩm đan dược, Tiêu Phàm rời đi không lâu, nàng liền đột phá kim đan hậu kỳ bình cảnh, bây giờ lại là hơn 10 năm đi qua, nhất cử bước vào nguyên anh kỳ, cũng không coi là bao nhiêu không hợp thói thường. Thô thô một điểm, trong mật thất, vậy mà tập trung hơn mấy chục vị nguyên anh tu sĩ. Trong đó nguyên anh trung kỳ trở lên tu vi, liền có hơn 10 vị, cũng là một cỗ không tầm thường chiến lực. Thường ngày nếu là mở dạng này đại hội, hơn 10 vị nguyên anh tu sĩ, trong mật thất nhất định phi thường náo nhiệt, mọi người châu đầu ghé tai, nghị luận ầm ĩ. Dưới mắt lại cực kỳ yên tĩnh, tất cả mọi người 10 điểm nghiêm túc nhìn qua chủ vị Phương Phi Dương, từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Phương Phi Dương cũng vẻ mặt nghiêm túc, ánh mắt tại mọi người trên mặt một quét qua, trầm giọng nói, các vị đạo hữu, ngoài thành ma quân thủ lĩnh, cho chúng ta phát tới tối hậu thư. Chấm ngoặc kép, cái gì tối hậu thư? Vị kia họ Triệu đại ma tôn nói, hạn chúng ta tại trong vòng 3 ngày đầu hàng. Bằng không mà nói, 3 ngày sau liền muốn công phá thành trì, thành phá đi ngày, nhất định phải đem ta Kim Châu Thành giết đến chó gà không tha. Bất luận người tu chân còn là phàm nhân, đừng mơ có ai sống xuống dưới. Phương Phi Dương nói, khoát tay áo bên trong một mảnh thẻ tre. Không hề nghi ngờ, mảnh này thẻ tre bên trong ghi lại nội dung, chính là Triệu đại ma tôn hướng Kim Châu Thành phát ra tối hậu thư. Hắn còn cóc ngáp, khẩu khí thật lớn, lập tức liền có tính khí nóng nảy nguyên anh tu sĩ kêu lên, nổi giận đùng đùng. Chính là, bọn hắn là một mình xâm nhập, tại chúng ta Hoắc Sơn quốc cảnh nội, cứ như vậy lẻ loi trơ trọi một chi ma quân, chúng ta chỉ cần lại thủ vững một đoạn thời gian, viện quân liền nhất định sẽ đuổi tới, đến lúc đó, chúng ta cho hắn đến cái nội ứng ngoại hợp, một gia hỏa đem những này không biết trời cao đất rộng thất giả giới ma tể tử tất cả đều tiêu diệt phải sạch sẽ, để bọn hắn biết. Chúng ta Nam Châu Đại Lục cũng không phải dễ trêu. Lập tức liền có người phụ họa theo đuôi. Thuyết pháp này, đạt được không ít nguyên anh tu sĩ đồng ý. Nói thật, đại đa số ở đây nguyên anh tu sĩ đối với thất giả giới ma quân bỗng nhiên từ thần Long Uyên giết ra đến, thẳng đến Kim Châu Thành cảm thấy có chút không hiểu. Nhìn qua, đây không phải đối Nam Châu Đại Lục Tây Nam Bộ toàn diện xâm lấn. Ma quân mục tiêu không phải thường minh xác thực, chính là Kim Châu Thành. Xem ra thất giả giới lĩnh quân người vô cùng rõ ràng Kim Châu Thành giá trị. Đây cũng không phải là một cái phổ thông thành trì. Kim Châu Thành các loại linh đan rượu dược có lượng, là đại đa số thành trì cũng không sánh nổi. Không hề nghi ngờ, ma quân là hướng về phía Kim Châu Thành y dược tài nguyên đến. Cho nên ngay từ đầu, ma quân liền hướng Kim Châu Thành đưa ra chiêu hàng điều kiện, chỉ cần Kim Châu Thành đầu hàng, chẳng những cam đoan một cái không giết, còn cho trong thành tu sĩ cùng thất giả giới tu sĩ ngang hàng đãi ngộ. Bọn hắn chẳng những cần dược liệu, còn muốn lang chung. Tại lề mề giao diện đại chiến bên trong, chữa bệnh tài nguyên cùng linh thạch tài nguyên đồng dạng, đều cực kỳ trọng yếu. Bởi vậy đối mặt Kim Châu Thành tình thế nguy hiểm, xung quanh quốc gia cùng tu chân tông môn, đều 10 điểm coi trọng, Kim Châu Thành tin cầu cứu đã sớm đưa ra ngoài, liệu tất không bao lâu, liền sẽ có đại lượng viện quân chạy đến. Mặc dù ngoài thành ma quân người đông thế mạnh, đang ngồi nguyên anh các tu sĩ, trong lòng cũng tịnh không thế nào e ngại. Thẳng đến Phương Phi Dương trầm giọng nói ra một câu. Chư vị, chúng ta chỉ sợ đỉnh không cho đến lúc đó. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1306, Trăng Khuyết Ngày. A, vì cái gì, Phương bang chủ cớ gì nói ra lời ấy. Trong lúc nhất thời, mật thất đại loạn, mọi người nhao nhao lên tiếng hỏi thăm. Phương Phi Dương hai tay hướng xuống đè ép, tiếng nghị luận dần dừng, cái này mới chậm rãi nói. Bởi vì 3 ngày sau đó, chính là trăng khuyết ngày. Trăng khuyết ngày, thì tính sao? Đúng vậy a,
Phương bang chủ, mời ngươi một lần nói hết lời có được hay không, không muốn thừa nước đục thả câu. Trăng khuyết ngày lại có thể thế nào? Cùng chúng ta trước mắt đại chiến, có quan hệ gì? Tiếng hỏi liên tiếp, Hồng Thiên tằng hắng một cái, nói, chư vị an tâm chớ vội, xin nghe Phương bang chủ tinh tế nói tới. Mật thất dần dần an yên tĩnh. Phương Phi Dương nói, đánh 2-3 tháng, đối hai phe địch ta lực lượng đối so, chư vị hẳn là cũng cơ bản đều trong lòng hiểu rõ. Riêng lấy ta một thành chi lực, tuyệt không đủ để cùng ma quân đối kháng. Chỗ dựa vào người, bất quá là hộ thành đại trận sắc bén mà thôi. Mọi người liền đều âm thầm gật đầu. Hộ thành đại trận tác dụng, bọn hắn đều tận mắt chứng kiến qua. Kim Châu thành tài đại khí thô, vừa lên đến liền toàn lực mở ra hộ thành đại trận, đối ma quân tạo thành cực lớn sát thương. Thẳng nếu không phải hộ thành đại trận sắc bén, chỉ sợ Kim Châu thành sớm đã bị ma tộc đại quân công phá. Hiện tại nghe, lại tựa hồ như là hộ thành đại trận ra mau bệnh. Vừa nghĩ đến đây, lòng của mọi người lập tức liền đều chìm xuống dưới. Phương Phi Dương khẽ vuốt cằm, ngữ khí trầm trọng nói nói, chư vị đoán không sai, vấn đề xác thực xuất hiện ở hộ thành phía trên đại trận. Kim Châu hộ thành đại trận, uy lực cực mạnh, nguyên nhân chủ yếu nhất, chính là trực tiếp liên thông lòng đất linh mạch. Xa so lấy linh thạch khu động pháp trận phải cường đại hơn nhiều. Bằng không mà nói, ma tộc đại quân cũng sẽ không nhiều lần kinh ngạc. Vậy bây giờ hộ thành đại trận có vấn đề gì a? Một tên mặt như nặng táo nguyên anh trung kỳ tu sĩ trầm giọng hỏi. Người này không phải Kim Châu thành 7 đại tông môn thủ lĩnh, mà là đến Kim Châu thành làm khách kẻ ngoại lai, cũng là vận khí không tốt. Trùng hợp liền đụng tới ma tộc đại quân công thành, không chỗ có thể đi, chỉ có thể tương trợ thủ thành. Có. Hộ thành đại trận một cái trận nhãn, ngay tại thành Đông Mạc Tà Sơn, nơi đó mậu thổ linh khí nồng nặc nhất, ngũ hành hậu thổ trận cước. Liên thiết ở nơi đó, cái này Mạc Tà Sơn dưới mặt đất mậu thổ linh khí cố nhiên nồng đậm, lại có một vấn đề, đó chính là mỗi 60 năm sẽ có một cái luân hồi biến hóa. Mà 3 ngày sau trăng khuyết ngày, đúng lúc là một cái giáp, cũng là Mạc Tà Sơn mậu thổ linh khí yếu kém nhất thời điểm. Đến lúc đó, Mạc Tà Sơn trận cước chẳng khác gì là không đề phòng. Một khi mậu thổ trận cước bị phá hủy, hộ thành đại trận lập phá. Kim Châu thành cũng liền nguy cơ sớm tối. Phương Phi Dương thanh âm càng thêm nặng nề, đầy cõi lòng lo nghĩ. Những người khác cũng không khỏi phải trợn mắt hốc mồm. Muốn nói ngày bình thường, chỗ sơ hở này căn bản liền không tính là gì, không đánh trận thời điểm, ngay cả hộ thành đại trận đều sẽ không mở ra. Ai ngờ may mắn thế nào, ma tộc đại quân nhưng vào lúc này binh lâm thành hạ. Cái mới nhìn qua này không đáng giá nhắc tới lỗ thủng. Lập tức liền trở nên như thế chí mạng. Vận khí này, thực tế là kém đến không thể lại kém. Xin hỏi Phương huynh, loại tình hình này sẽ kéo dài bao lâu? Chốc lát, lại là kia mặt như nặng táo nguyên anh trung kỳ tu sĩ hỏi. Một canh giờ, Phương Phi Dương nói, 3 ngày sau trăng khuyết ngày, giờ tí, Mạc Tà Sơn mậu thổ linh khí cơ hồ sẽ hoàn toàn biến mất. Mặc dù đại chiến bắt đầu không bao lâu, ta liền đã an bài trận pháp sư tiến về Mạc Tà Sơn bố trí một cái bổ cứu pháp trận, lấy đại lượng thổ linh thạch để thay thế Mạc Tà Sơn địa mạch linh khí, hết sức duy trì hộ thành đại trận vận chuyển. Nhưng đây cũng chỉ là rơi vào đường cùng ngộ biến tùng quyền. Bình thường linh thạch chi lực, lại sao có thể cùng cả cái Mạc Tà Sơn địa mạch linh khí đánh đồng. Làm như thế, cũng chỉ là có chút ít còn hơn không thôi, không có tác dụng quá lớn. Đây là Kim Châu thành lớn nhất cơ mật, theo lý ngoài thành những cái kia ma tộc đại quân. Hẳn là không biết ha. Có người trần chờ hỏi, theo lý là hẳn là không biết, nhưng mấy tháng trước đó, ma tộc đại quân tấn công Hoắc Đô Thành thời điểm, Lăng Vân Tông hỏa trưởng lão vừa lúc đang Hoắc Đô Thành. Lửa trưởng lão là biết được bí mật này. Hoắc Đô Thành phá đi về sau, hỏa trưởng lão liền không biết tung tích, cho tới nay chưa từng về thành. Chấm ngoặc kép, Phương bang chủ chi ý, là hỏa trưởng lão lạc nhập ma người trong tay. Phương Phi Dương nhìn Lăng Vân Tông chủ một chút, chậm rãi gật đầu. Nói, ngay từ đầu chúng ta cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ, nhưng từ cái này phong tối hậu thư đến xem, chúng ta cho rằng, hỏa trưởng lão vô cùng có khả năng đã rơi vào ma nhân thủ. Ma nhân chỉ rõ chỉ cho chúng ta 3 ngày, nếu không đầu hàng, sau 3 ngày, ma nhân liền sẽ quy mô công thành. Như thế xem ra, ma nhân cũng đã biết Mạc Tà Sơn bí mật. Sắc mặt của mọi người, đều trở nên cực kỳ ngưng trọng. Mặc dù nói, thành phá đi lúc, bọn hắn thân là nguyên anh tu sĩ. Chưa hẳn liền không có phá vây mà đi hy vọng, nhưng mọi người tại chỗ, trừ Kim Châu thành bản thổ tu sĩ bên ngoài, dù coi như là ngoại lai tu sĩ, cũng đa số cùng Kim Châu thành có thiên ti vạn lũ lợi ích hút mắc, Kim Châu thành một khi bị công phá, đối bọn hắn ảnh hưởng, nhất định cực kỳ to lớn. Huống hồ binh hung chiến nguy,
dù cho là nguyên anh tu sĩ, lại sao dám nói nhất định có thể bình yên vô sự. Lăng Vân Tông hỏa trưởng lão, chẳng phải thất thủ tại Hoắc Đô Thành A. Nếu như thế, có thể làm gì? Một tên nguyên anh sơ kỳ tu sĩ hỏi. Phương Phi Dương chưa mở miệng, tên kia mặt như nặng táo nguyên anh trung kỳ tu sĩ liền hừ lạnh một tiếng, nói, một canh giờ mà thôi, chúng ta đang ngồi mười mấy tên nguyên anh đồng đạo, toàn lực ứng phó, chưa hẳn liền thủ không được. Liêu huynh nói đúng, trong lúc này, chỉ có ra sức tử chiến, mới có thể lui địch. Hồng Thiên tán thán nói, nhìn ra được, hắn đối tên này mặt như nặng táo trung kỳ tu sĩ có chút quen thuộc. Một tên hình dung hèn mọn, mọc ra ba phiết ria chuột nguyên anh sơ kỳ tu sĩ vuốt vuốt dưới hàm râu ngắn, trầm ngâm nói, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt, ta cùng đương nhiên phải ra sức tác chiến, chỉ là. Mà đại quân người có một tên nguyên anh hậu kỳ đại ma tôn tỏa chấn, nên khi ứng đối ra sao? Lời vừa nói ra, ánh mắt của mọi người liền đồng loạt rơi vào Vũ Văn Nghiễm trên mặt. Vũ Văn Nghiễm ôm quyền làm cái tứ phương vái chào, cười khổ nói, không dối gạt các vị đạo hữu, Hoắc Đô Thành đại chiến thời điểm, gia phụ vô ý, bị ma nhân ám toán, thụ thương không nhẹ. Dưới mắt đang lúc bế quan chữa thương, trong thời gian ngắn, chỉ sợ là rất khó xuất chiến. Mọi người không khỏi quá sợ hãi. Mặc dù tại cái hội nghị này bên trên không thấy được Vũ Văn Chu, có không ít người trong lòng liền đã có dự cảm không tốt, nhưng từ Vũ Văn Nghiễm chính miệng nghiệm chứng, đoàn người càng là biến sắc. Nhiều năm trước tới nay, Vũ Văn Chu làm Hoắc Sơn Quốc duy nhất nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, có thể nói là Hoắc Sơn Quốc tu chân đồng đạo núi dựa lớn. Có như thế một vị uy phong hiển hách đại tu sĩ tọa chấn, trong lòng mọi người liền muốn an bình nhiều, bây giờ tại cái này quan trọng trước mắt, cái này cái núi dựa lớn lại ngược lại, quả thực là lẽ nào lại như vậy? Mặt như nặng táo Liêu huynh trầm giọng hỏi, Vũ Văn thiếu chủ, lệnh tôn đại nhân thật không thể xuất chiến a? Vũ Văn Nghiễm lắc đầu, nói, Liêu đạo hữu, Hoắc Đô Thành hủy ở ma nhân trong tay, ta Hoắc Đô Tông trên dưới, cùng ma nhân không đội trời chung, gia phụ càng là hận không thể sinh ăn ma nhân ra thịt. Nhưng có một tia hy vọng, gia phụ cũng sẽ không phòng thủ mà không chiến. Thực tế là thương thế nặng nề, muôn vàn khó khăn miễn cưỡng. Liêu huynh khẽ vuốt cằm, nói, như thế nói đến, chúng ta chỉ có thể dựa vào mình lực lượng đến đánh một trận. Chấm ngoặc kép, Hồng Thiên cười ha ha một tiếng, nói, Liêu huynh nói đúng, Vũ Văn Tông chủ không thể ra tay, chúng ta cũng không thể lui bước. Hậu kỳ đại ma tôn cố nhiên lợi hại, hiện đặt vào chúng ta cái này rất nhiều đồng đạo ở đây, không nói diệt sát kẻ này, chỉ cần cuốn lấy hắn một canh giờ, liệu tất không khó. Phương bang chủ cố ý mời chư vị đến đây, chính là muốn thương nghị cái có thể thực hiện kế sách. Vô luận như thế nào, sau ba ngày chúng ta nhất định phải giữ vững Mạc Tà Sơn. Lập tức liền có không ít người phụ họa theo đuôi, từng cái ma quyền sát trưởng, kích động. Lại cũng không ít trong mắt người cực nhanh hiện lên vẻ sợ hãi, trầm ngâm không nói. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ lợi hại, bọn hắn đều là rất rõ ràng. Nhất là tên này Triệu Đại Ma Tôn, càng là cái nhân vật hung ác. Nghe nói, Vũ Văn Chu chính là tổn thương dưới tay hắn. Có thể đem một tên cùng giai đại tu sĩ đánh phải trọng thương, người này thần thông mạnh, có thể nghĩ. Dù coi như tại nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ bên trong, chỉ sợ cũng là đỉnh tiêm hảo thủ. Mà lại thất dạ giới ma công lợi hại, càng là làm người ta trong lòng lo sợ bất an. Phương Phi Dương nói, ta biết mọi người trong lòng đều có lo lắng, nhưng hiện đặt vào chúng ta mười mấy tên nguyên anh đồng đạo ở đây, chỉ cần chặn đánh kia đại ma đầu một canh giờ, chắc hẳn vẫn có thể làm được. Không có người lên tiếng. Phương Phi Dương lời này, nghe vào tựa hồ rất có đạo lý, trên thực tế có hai cái rất lớn lỗ thủng. Cái thứ nhất, chính là ngoài thành ma người trong đại quân, trừ một tên hậu kỳ đại ma tôn, cái khác nguyên anh kỳ ma tôn số lượng cũng tuyệt đối không phải số ít, chỉ sợ số lượng so Kim Châu thành nguyên anh tu sĩ còn phải hơn rất nhiều. Đến lúc đó, chẳng lẽ những này nguyên anh ma tôn đều sẽ khoanh tay đứng nhìn không thành? Cái thứ hai, mười mấy tên nguyên anh đồng đạo một cùng ra tay, cố nhiên là có thể ngăn được kia đại ma tôn một canh giờ, thậm chí đánh bại hắn cũng không phải là không có khả năng. Nhưng trước hết nhất xông đi lên mấy vị kia, lại là giữ nhiều lành ít. Ai nguyện ý chính diện đối cứng một tên đại ma tôn? Đúng lúc này, một mực giữ im lặng Bính lão tiên sinh chậm rãi mở lời, tả hữu là muốn đánh, sợ là đánh, không sợ cũng là đánh. Vậy vẫn là không sợ tốt, không có đọa uy phong của mình. Vũ Văn Tông chủ không thể xuất chiến, đối phó kia đại ma đầu, ta bộ xương già này tính một cái. Ngữ khí trầm thấp, thần sắc lại kiên nghị vô so. Hồng Thiên cười ha ha một tiếng, nói, Bính lão thống khoái, cũng coi như ta Hồng Thiên một cái. Mặt như nặng táo Liêu huynh vỗ bàn một cái, quát tính Liêu một cái nào đó.
Phương Phi Dương liền hướng hắn chắp tay thăm hỏi. Bính lão tiên sinh, Hồng Thiên đều là, người một nhà, vì Kim Châu thành phấn chiến đến cùng, chính là vốn phân. Liêu huynh lại là ngoại lai tu sĩ, cũng như thế trượng nghĩa, xác thực có phần đáng giá kính trọng. Mà Phương Phi Dương nhưng không có chủ động xin đi. Hắn là thành phòng tổng tư lệnh, thân hệ hợp thành an nguy, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể tùy tiện vào tới tuyến đầu đi. Một khi vẫn lạc, Kim Châu thành lập tức liền sẽ rắn mất đầu, lâm vào trong hỗn loạn. Sau đó Lăng Vân Tông tông chủ cũng gia nhập vào. Phương Phi Dương lúc này đánh nhịp, liền từ Bính lão tiên sinh bọn bốn người phụ trách đối phó Triệu Đại Ma Tôn. Còn lại Ma Tôn, do cái khác người đối phó. Ba ngày sau, như thế nào tác chiến, người nào phía trước, người nào đoạn hậu, người nào tiếp ứng, đều một nhất an sắp xếp sẵn sàng, mọi người không khỏi nghiêm túc tuân theo. Chương 1307, Công Thành. Ba ngày sau, Kim Châu Thành bên ngoài, chấn thiên tiếng kèn vang lên. Lít nha lít nhít ma tộc đại quân, bắt đầu chậm rãi hướng tường thành tới gần. Ma tộc đại quân binh phong, trực chỉ thành Đông Mạc Tà Sơn. Trong ba ngày qua, ma tộc đại quân đã sớm đang tiến hành bí mật điều động, đem tinh nhuệ chủ lực, đều tập trung vào thành Đông Mạc Tà Sơn phương hướng. Trước kia thủ thành phương còn có chút may mắn, cảm thấy ma quân chưa hẳn biết Kim Châu Thành hộ thành đại trận bí mật, phát giác được ma quân điều động về sau, cuối cùng này chút lòng chờ mong vào vận may, cũng không còn sót lại chút gì. Không hề nghi ngờ, bí mật này, ma tộc đại quân đã nắm giữ được nhất thanh nhị sở. Tốt ở trong thành cũng đã sớm chuẩn bị. Phương Phi Dương đã sớm đem trong thành tinh nhuệ, điều đến Mạc Tà Sơn phụ cận. Một trận kỳ thật không có cái gì mưu lợi phương pháp, thắng bại ngay tại Mạc Tà Sơn có thể hay không giữ vững. Một khi Mạc Tà Sơn bị công phá, toàn bộ Kim Châu thành thành phòng lập tức sụp đổ, ma tộc đại quân chen chúc vào thành, kia hết thảy liền đều chú định. Lời tuy như thế, Phương Phi Dương hay là trong tay khống chế một chi tinh nhuệ đội dự bị. Vạn nhất ma quân chơi lừa gạt, thừa dịp trong thành chủ lực đều tập trung ở Mạc Tà Sơn phụ cận thời điểm, bỗng nhiên đối địa phương khác phát động tấn công mạnh, coi như sẽ bị đánh trở tay không kịp. Ma nhân giảo hoạt dị thường, cái này một nước không thể không phòng. Mạc Tà Sơn một mảnh túc sát chi khí. Ngày bình thường, Mạc Tà Sơn phong cảnh tú lệ, lúc này lại mây đen cuồn cuộn, cơ hồ trực tiếp đặt ở ngọn núi bên trên. Mạc Tà Sơn đỉnh núi, một tòa cự đại pháp trận, sớm đã bố trí xong. Tòa này pháp trận đường kính chừng hơn 10 trượng, pháp trận các nơi, khảm đầy đại đại nho nhỏ thổ hoàng sắc linh thạch, từ những linh thạch này tản mát ra linh áp liền có thể đoán được, đây đều là phẩm tướng cực giai cao giai linh thạch. Cùng những cái kia chân chính thành phố lớn tương đối mà nói, Kim Châu Thành quy mô không tính quá lớn, nhưng Kim Châu Thành giàu có, lại là không thể nghi ngờ. Rất ít có những thành thị khác có thể so ra mà vượt. Cái này rất nhiều cao giai thổ linh thạch, những thành thị khác liền chưa hẳn có thể góp được đi ra. Bất quá tại Thanh Minh chân nhân trong mắt, những này thổ linh thạch còn thiếu rất nhiều. Thanh Minh chân nhân chính là tòa này thổ linh đại trận bố trí người cùng người chủ trì, cũng là trăm nhẫn cửa môn chủ, Kim Châu Thành công nhận đệ nhất trận pháp mọi người. Trăm nhẫn cửa liệt tên Kim Châu Thành bảy đại tông môn, Thanh Minh chân nhân có nguyên anh trung kỳ đại thành tu vi. Mặc dù tòa này thổ linh đại trận nhìn qua 10 điểm uy phong, trên thực tế, Thanh Minh chân nhân là rất không hài lòng. Bày trận thời gian quá vội vàng, chỉ có mấy ngày, muốn bố thành dạng này một tòa đại trận, dù coi như Thanh Minh chân nhân đem trăm nhẫn cửa tất cả tinh thông trận pháp bọn đồ tử đồ tôn đều một mạch cũng mang tới, còn khẩn cấp từ trong thành điều động tất cả hiểu được trận pháp chi đạo tu sĩ hỗ trợ, cũng chỉ có thể miễn cưỡng đoạt ở địa mạch linh khí triệt để đánh mất trước đó, bố thành dạng này một cái cũng không làm người vừa lòng thổ linh đại trận. Tại trong mắt người khác, đây đã là cái kỳ tích, mà lại thổ linh đại trận uy lực cực kỳ cường đại. Thanh Minh chân nhân lại rất rõ ràng, làm phổ thông pháp trận, thổ linh đại trận uy lực xác thực rất mạnh, nhưng nghĩ muốn thay thế Mạc Tà Sơn mậu thổ linh khí. Trèo chống cả tòa hộ thành đại trận, kia còn kém xa lắm. Nhiều nhất có thể phát huy ra hộ thành đại trận ba thành uy năng, liền vô cùng ghê gớm. Bởi vì chức trách thực tế quá nặng, mắt thấy khai chiến sắp đến. Thanh Minh chân nhân vẫn như cũ còn tại bận bịu không nghỉ, tận mình lực lượng. Để thổ linh đại trận càng cường đại một phân, ở sau đó đại chiến thời điểm, có thể tăng cường hộ thành đại trận một phần uy lực cũng là tốt. Cảm ứng đến dưới chân Mạc Tà Sơn địa mạch linh khí nhanh chóng tiêu tán, Thanh Minh chân nhân tâm cũng một chút xíu treo lên. Hắn biết rõ, một khi Mạc Tà Sơn thủ không được, mà tộc đại quân chen chúc mà vào, lấy hắn hiện tại vị trí, trên cơ bản là rất khó thoát thân. Chỉ cần chỉ chớp mắt ở giữa, liền sẽ bị ma tộc đại quân triệt để vây quanh bao phủ, chẳng những hắn đi không nổi, hắn bọn đồ tử đồ tôn cũng đừng hòng rời khỏi. Đây là tình thế chắc chắn phải chết,
nhưng trong lúc này, lại lui không thể lui, chỉ có thể kiên trì đẩy xuống đi. Tốt tại giữa không trung trận địa sẵn sàng tu sĩ đại quân, có thể khiến người ta an tâm không ít. Đã nhiều năm như vậy, bởi vì bảy đại tông môn liên thủ nhất trí, Kim Châu Thành chưa bao giờ gặp qua đại nạn, lần này, hẳn là cũng sẽ không có cái gì ngoài ý muốn. Từng đợt tiếng gào thét chấn vang lên, ma tộc đại quân chính thức đối Kim Châu Thành phát động tấn công mạnh. Tình hình như vậy, quá khứ đã phát sinh rất nhiều lần, trong thành quân coi giữ sớm đã có kinh nghiệm, thong dong ứng đối, xuyên thấu qua hộ thành đại trận, các loại pháp khí bay loạn, cho ma tộc đại quân tạo thành thương vong không nhỏ. Tại hộ thành đại trận không có bị công phá trước đó, công thành phương thương vong luôn luôn so phòng thủ phương phải lớn hơn nhiều. Dĩ vãng mỗi lần tiến công, ma quân đều rất giảng cứu sách lược, tiến thối có độ, tận lực khống chế thương vong. Dù sao ở đây, bọn hắn tính được là một mình xâm nhập. Một khi Hoắc Sơn quốc xung quanh những quốc gia kia tu chân giới dừng lại không ngừng nghỉ tranh luận cãi cọ, tạo thành viện quân bắn tới, công thủ chi thế nhất định nghịch chuyển. Đến lúc đó, cũng không phải là bọn hắn có thể hay không đánh hạ Kim Châu Thành vấn đề, mà là có thể hay không toàn thân trở ra vấn đề. Thực lực cường đại, là an toàn bảo đảm lớn nhất. Lần này, mà quân tiến công lại có chút liều lĩnh tư thế, tựa hồ là tức giận, muốn nhất cử phá thành. Trong lúc nhất thời, các nơi chiến hỏa bay tán loạn, công thành chiến rất nhanh liền tiến vào gay cấn trạng thái. Tại thời khắc mấu chốt này, Mạc Tà Sơn trên không hộ thành lồng ánh sáng, dần dần xuất hiện không ổn định dấu hiệu, hào quang màu nhũ bạch không ngừng lấp lánh, một chút xíu ảm đạm đi. Rầm rầm rầm, từng viên to lớn viên cầu xẹt qua chân trời, đập tới. Những này viên cầu bên trong bao vây lấy đại lượng uế khí, đối bất luận cái gì chính đạo pháp bảo pháp khí đều có cực mạnh ăn mòn ộ uế năng lực. Tại dĩ vãng công thành chiến bên trong, ma quân chỉ là thí nghiệm tính dùng qua một lần, nện qua mấy khỏa về sau liền ngừng lại, tựa hồ loại uy lực này to lớn vũ khí công kích tầm xa, ma quân mang theo số lượng cũng có chút có hạn, không có thể tùy ý tiêu hao. Thép tốt muốn dùng tại trên lưỡi đao, lúc này, lại là hào không tiếc rẻ, đều hướng về Mạc Tà Sơn trên không đập tới. Một trận mật như mưa rào, ba ba, tiếng vang lên, viên cầu tại hộ thành lồng ánh sáng trên không nổ tung, vô số đen nhánh chất lỏng văng khắp nơi mà ra. Tê tê, chi tiếng nổ lớn, nguyên bản đã ảm đạm đi hộ thành lồng ánh sáng, lập tức nhanh chóng bắt đầu vặn vẹo, hào quang màu nhũ bạch trở nên sáng tối chập chờn, một bộ bất cứ lúc nào cũng sẽ chống đỡ không nổi bộ dáng. Lên, một mực gắt gao nhìn chằm chằm không trung lồng ánh sáng tình hình Thanh Minh chân nhân quát khẽ một tiếng. Đạt được chỉ lệnh, khoanh chân ngồi tại thổ linh đại trận bốn phía tám tên tu sĩ, đồng thời bấm quyết, miệng lẩm bẩm, hướng pháp trận trong đánh vào từng đạo pháp quyết. Cái này tám tên tu sĩ đều có lấy kim đan hậu kỳ tu vi, là trăm nhẫn cửa đệ tử đắc ý, đạt được Thanh Minh chân nhân tự mình truyền thụ, tại trên trận pháp tạo nghệ khá cao. Rất nhanh, thổ linh đại trận, ong ong, địa chấn vang lên, một cỗ nhu hòa lại tràn trề thổ linh lực từ đại trận bên trong dâng lên mà ra, liên tục không ngừng hướng không trung hộ thành lồng ánh sáng vọt tới. Nguyên bản lung lay sắp đổ, mắt thấy khó mà chống đỡ được hộ thành lồng ánh sáng, lập tức tựa như đạt được cường lực chi viện, lập tức một lần nữa ổn định lại. Quay chung quanh tại Mạc Tà Sơn bốn phía đông đảo các tu sĩ lập tức phát ra từng đợt gieo hò. Hừ, điêu trùng tiểu kỹ. Đúng lúc này, giữa không trung trong mây đen, bỗng nhiên vang lên một cái khinh miệt thanh âm, như là cuồn cuộn kinh lôi, từ Mạc Tà Sơn trên không ầm ầm lướt qua. Một chút định lực không cao đệ tử cấp thấp, lập tức cảm thấy áp lực kinh người, cơ hồ ngay cả đứng cũng không vững. Cùng lúc đó, bá, một tiếng xé vải giòn vang, một đạo dài đến mấy chục trượng màu đen đao mang. Bỗng nhiên đem không trung mây đen xé toạc ra, hướng hộ thành lồng ánh sáng hung ác bổ mà tới. Đạo này đao mang bên trong ẩn chứa khí thế là kinh người như thế, phảng phất muốn đem hết thảy toàn bộ hủy diệt. Không ít đệ tử cấp thấp trên mặt đều lộ ra sợ hãi thần sắc bất an. Oanh, màu đen đao mang lóe lên liền tới, bỗng nhiên chạm tại hộ thành lồng ánh sáng phía trên. Mạc Tà Sơn trên không lồng ánh sáng lập tức kịch liệt lay động, lập tức lại lộ ra lung lay sắp đổ thần thái. Đốt, Thanh Minh chân nhân quát khẽ một tiếng, huy trưởng đánh ra, một đạo mắt trần có thể thấy hùng hậu pháp lực, tràn vào đến thổ linh đại trận bên trong, thổ linh đại trận, ong ong, tiếng nổ lớn, lần nữa đem hộ thành lồng ánh sáng ổn định lại. Giữa không trung mây đen hướng hai bên cuồn cuộn mà ra, một đầu cự hán hiện thân mà ra. Chỉ thấy đầu này cự hán thân cao hơn 10 trượng, toàn thân gân đột, một trương huyết bồn đại khẩu, tướng mạo chỉ có 3 phần giống người, lại có 7 phần giống thú. Như cùng một đầu đến từ viễn cổ man hoang quái thú, lông xù hai tay nắm một thanh đồng dạng dài đến hơn 10 trượng màu đen cự nhận, hàn lóng lánh.
Toàn thân cao thấp đều mang một cỗ nói không nên lời mãnh ác sát khí, khiến người hoàn toàn không dám nhìn thẳng. Nhìn thấy người này, trong thành tu sĩ đều âm thầm hít vào một ngụm khí lạnh. Đối người này, Kim Châu thành các tu sĩ đều cũng không xa lạ gì. Triệu Đại Ma Tôn, chính là lần này ma quân lớn thủ lĩnh. Tên này Đại Ma Tôn tựa hồ cũng không phải nhân loại tu sĩ, mà là một loại nào đó thú tộc. Ngay sau đó, trong mây đen không ngừng có tu sĩ tuôn ra, tướng mạo khác nhau, phần lớn thần thái dữ tợn, cũng phi nhân loại. Nhưng mà từng cái khí tức bức nhân, trên thân linh áp ba động, biểu hiện bọn hắn đều là nguyên anh kỳ trở lên cao thủ, chừng 40, 50 người nhiều, chen chúc tại Triệu Đại Ma bên tôn thân, ở trên cao nhìn xuống, mắt lom lom tiếp cận phía dưới Mạc Tà Sơn thổ linh đại trận. Từ từ ma tộc đại quân công thành đến nay, còn chưa hề có nhiều như vậy ma tôn cấp cao thủ tập trung ở một chỗ qua. Không hề nghi ngờ, Triệu Đại Ma Tôn là hướng về phía Mạc Tà Sơn trận nhãn mà đến. Mà theo sát phía sau, thì là mấy chục ngàn tinh nhuệ ma quân. Những này ma quân chẳng những nghiêm chỉnh huấn luyện, khí tài quân sự cực kỳ tinh lương, mà lại mỗi một cái cảnh giới đều không thấp, đa số đều tại kim đan kỳ trở lên. Trong lúc nhất thời, Mạc Tà Sơn trên không sát khí trùng thiên, Kim Châu thành nội nhân người biến sắc. Trong thành tu sĩ nghe, Triệu Đại Ma Tôn hít một hơi thật sâu, bỗng nhiên trong tiếng hít thở, kêu lên, như sơn băng hải thiếu, chấn động khắp nơi. Nguyên bản đánh thẳng phải náo nhiệt công thủ song phương, đều kìm lòng không đặng ngừng dưới động tác trong tay, ngẩng đầu hướng bên này bầu trời nhìn tới. Các ngươi hộ thành đại trận, lập tức liền muốn mất đi hiệu lực, dựa vào như thế một cái lâm thời liều gom lại tiểu pháp trận, liền nghĩ ngăn cản ta một triệu đại quân công thành, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Hiện tại, vốn đại ma tôn cho các ngươi một cơ hội cuối cùng, lập tức mở thành đầu hàng. Vốn đại ma tôn ở đây hứa hẹn, phàm là người đầu hàng, một cái không giết. Dám can đảm ngoan cố chống lại đến cùng người, chém thành muôn mảnh. Nhanh chóng đầu hàng miễn tử. Chương 1308, ám toán. Đạo hữu khẩu khí coi là thật không tiểu. Chấm ngoặc kép, một tiếng nói già nua 10 điểm bình thản nói. Mấy chục đạo độn quang từ thành nội phi thăng mà lên, đi đầu một người, chính là dáng người gầy tiểu nhân Bính lão tiên sinh. Hồng Thiên, Phô Vi chân nhân nhào bột mì như nặng táo Liêu huynh, làm bạn ở bên người hắn. Cái khác nguyên anh tu sĩ, theo sát phía sau, hướng mấy chục tên ma tu nghênh kích đi lên. Nhiều năm trước, liền có truyền ngôn nói Bính lão tiên sinh thọ nguyên đã đến nguyên anh trung kỳ tu sĩ hạn mức cao nhất, lập tức liền muốn tọa hóa. Ai ngờ hứa nhiều năm qua đi, Bính lão tiên sinh còn sống được thật tốt, nhưng cũng chưa tiến giai. Bất quá, chỉ cần hắn tại thế một ngày, chính là việc nhân đức không nhường ai Kim Châu thành đệ nhất nhân. Dù coi như danh xưng Kim Châu thành đệ nhất cao thủ Phương Phi Dương, danh khí bên trên cũng vẫn là không bằng vị này lâu năm nhất y thánh. Bính lão tiên sinh chủ động xin đi, nghênh chiến Triệu Đại Ma Tôn, chỉ sợ cũng có mình tuổi tác đã cao, tiến giai vô vọng nguyên nhân ở bên trong. Triệu Đại Ma Tôn cao cao tại thượng, một đôi như chuông đồng mắt to, trên dưới quét mắt Bính lão tiên sinh bọn người, lạnh cười nói, người đến xưng tên, vốn Đại Ma Tôn thủ hạ, bất tử hạng người vô danh. Chấm ngoặc kép. Đi theo Đàm phu nhân bên cạnh thân cơ khinh xa kém chút bị kìm nén đến. Đây rõ ràng liền là địa cầu bên trên bản cụ thể chương hồi tiểu thuyết A. Còn tới đem xưng tên đâu? Lão phu Bính buổi trưa. Bính lão tiên sinh tại khoảng cách Đại Ma Tôn hơn 10 trượng bên ngoài dừng lại thân thể, lạnh nhạt nói. Đại Ma Tôn lại cũng không vì Bính lão tiên sinh thái độ mà bị chọc giận, nồng đậm song mi trong chớp nhoáng dương lên, tựa hồ cảm thấy ngoài ý muốn. Lập tức ôm quyền nói, nguyên lai các hạ chính là đại danh đỉnh đỉnh Bính y thánh, thất kính. Triệu nào đó cái này toa hữu lễ. Xem ra ma tộc đại quân ngàn tỷ bên trong xa xôi truyền tống đến đây tiến công Kim Châu Thành, trước đó thật đúng là làm đủ công khóa. Không dám nhận, mọi người tướng là địch nước, lời khách khí hay là miễn đi. Đạo hữu không tại thất dạ giới xưng tôn xưng tổ, lại chạy đến chúng ta toa ma giới đến trắng trợn giết chóc, thật chẳng lẽ đem thiên hạ không người có thể giết đến ngươi a? Bính lão tiên sinh ngữ khí hay là bình thản, lời nói ra. Lại mất thăng bằng, không mang nửa phân khách khí. Triệu Đại Ma Tôn cười lạnh một tiếng, lần nữa nhìn từ trên xuống dưới Bính lão tiên sinh bọn người, khóe miệng rõ ràng hiện lên một tia khinh thường chi ý, lạnh lùng nói, triệu nào đó cố nhiên cũng không cho là mình vô địch thiên hạ, nhưng bằng các ngươi. Thật đúng là không để tại mỗ ra trong mắt, đã các ngươi không chịu đầu hàng, một lòng muốn chết, kia triệu nào đó liền thành toàn các ngươi. Xem đao. Cái này vì Triệu Đại Ma Tôn tính tình, thật đúng là không có chút nào bình thản, nói đánh là đánh, nửa phần giả mượn cũng vô, hai tay vừa nhấc. Bá, một tiếng, một đạo mấy chục trượng màu đen đao mang,
chặn ngang hướng Bính lão tiên sinh bọn người quét ngang qua. Nhìn ra được, cái này bốn tên song song đứng chung một chỗ, ẩn ẩn đối với hắn khai thác nửa vây quanh trạng thái nguyên anh trung kỳ tu sĩ. Chính là chuyên môn tới đối phó hắn, trừ Bính lão tiên sinh bên ngoài, Hồng Thiên, Vô Vi chân nhân, Lưu họ tu sĩ không có chỗ nào mà không phải là tinh thần sung mãn. Tu vi cao thâm, xa không tầm thường nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể so sánh. Mắt thấy đao mang hoành quét tới, bốn người cùng thi triển thần thông, tránh ra. Trước đó, mọi người chưa từng giao thủ qua, không biết cái này đại ma tôn thần thông như thế nào. Tất nhiên là hết sức cẩn thận, không muốn tùy tiện ra tay cùng hắn liều mạng. Lập tức đại ma tôn lại là song tay run một cái, chém ra một đao. Thấy bên này đã động thủ rồi, cái khác nguyên anh tu sĩ phát một tiếng hô, riêng phần mình chém giết. Từ nhân số bên trên nhìn, song phương xuất động nguyên anh tu sĩ đại khái tương đương, đều là lấy nguyên anh sơ kỳ tu sĩ là chủ lực, trung kỳ tu sĩ số lượng liền thì nhỏ hơn nhiều. Thần thông phương diện, cũng là đều có đặc điểm, chưa nói tới ai mạnh ai yếu. Bất quá thất dạ giới ma tôn rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, trên cơ bản không có người nào là đơn binh tác chiến, luôn luôn 3-5 người hợp lại cùng nhau, liên thủ mà chiến. Lẫn nhau ở giữa, tương hỗ yểm hộ, cứ như vậy. Sức chiến đấu so sánh với đơn binh tác chiến liền muốn tăng lên trên diện rộng. Kim Châu thành nguyên anh tu sĩ, tại phương diện này tự nhiên kém xa tít tắp. Trên bản chất, Kim Châu thành là một cái mở ra mậu dịch thành thị, trong thành tu sĩ cấp cao, ngày bình thường đều là các tự tu luyện, đả tọa luyện đan, chiến tranh đối với bọn hắn đến nói, kia là rất xa xôi sự tình. Đơn đả độc đấu, có lẽ không kém gì thất dạ giới ma tôn, nhưng mà đại quy mô hỗn chiến cùng một chỗ. Thế yếu liền trở nên hết sức rõ ràng. Sau một lát, liền có người kinh hô thụ thương. Ngược lại là Triệu Đại Ma Tôn cùng Bính lão tiên sinh bọn bốn người, lại là đánh cho khó hòa giải. Đại Ma Tôn cố nhiên cao minh, Bính lão tiên sinh bọn người nhưng cũng không có một cái tên soàng xính, mặc dù không có trải qua phối hợp tác chiến chuyên môn huấn luyện, mấy hiệp xuống tới, bốn người liền cấp tốc đạt thành ăn ý nào đó, công thủ ở giữa, phối hợp phải càng ngày càng tốt, đủ để ngăn chặn được, chí ít nhất thời nửa khắc. Sẽ không ở vào hạ phong. Xa xa quan chiến Phương Phi Dương không khỏi nhẹ nhàng thở phào một cái. Chỉ cần Bính lão tiên sinh bọn người có thể một mực cuốn lấy Triệu Đại Ma Tôn, hôm nay trận chiến này liền thắng một nửa. Chỉ cần đứng vững một canh giờ, đừng để ma nhân công phá thành phòng, Mạc Tà Sơn dưới mặt đất linh khí dần dần khôi phục, hộ thành đại trận uy lực đại tăng, nhất định có thể đem ma tộc đại quân một mực cản ở ngoài thành. Đợi viện quân lớn đến, đó chính là ma nhân tận thế đến. Hỗn chiến bên trong song phương, tựa hồ cũng không người chú ý, theo sát tại Triệu Đại Ma Tôn sau lưng mấy chục ngàn tinh nhuệ ma quân, sớm đã giữa bất chi bất giác tản ra, trong đó một bộ, thậm chí phi độn mà lên, trực tiếp tránh tiến vào trên trời cao mây đen chỗ sâu, lại không đến trợ chiến, lại không biết đang làm cái gì thành tựu. Thời gian tại từng giây từng phút trôi qua, tình hình chiến đấu càng ngày càng là kịch liệt, thỉnh thoảng có người truyền ra kêu thảm thanh âm, thụ thương nguyên anh cao thủ, càng ngày càng nhiều. Bất quá mọi người đều biết chính là, tu sĩ một khi ngưng kết nguyên anh thành công, sẽ rất khó bị tùy tiện diệt sát. Dù coi như nhục thân bị hủy, nguyên anh cũng có thể đơn độc đào tẩu, lại tìm tân sinh. Cho nên gần nửa canh giờ ác chiến xuống tới, thụ thương nguyên anh tu sĩ tuy nhiều, chân chính vẫn lạc, hình thần câu diệt cũng rất ít. Trên trời mây đen, cũng tại trong lúc lơ đãng dần dần bao phủ xuống, một chút xíu đem trong lúc kịch chiến đông đảo tu sĩ bao phủ đi vào. Tu sĩ phần lớn tai thính mắt tinh. Tu sĩ cấp cao nhất là như thế, cứ việc càng lúc càng nồng nặc mây đen dần dần tràn ngập chiến trường thượng không, ở bên cạnh họ lượn lờ, nhưng cũng tạm thời cũng không có tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Thân là nguyên anh tu sĩ, dù coi như trước mắt cái gì đều nhìn không thấy, cũng sẽ không ảnh hưởng bọn hắn giao thủ tác chiến. Tu sĩ cấp cao giao chiến, nhiều khi lúc đầu dựa vào chính là bản năng, không phải lý trí phán đoán. Mọi người ai cũng không có cảm thấy những này ở bên người chồng chất phải càng ngày càng nhiều mây đen có gì không ổn, thẳng đến ngoài ý muốn bỗng nhiên phát sinh. Cái thứ nhất ngoài ý muốn, liền phát sinh ở mặt như nặng táo Liêu họ tu sĩ trên thân. Liêu họ tu sĩ tu luyện chính là cực kỳ uy mãnh công pháp bá đạo, tay cầm một đầu chĩu nặng cây gậy, cùng Triệu Đại Ma Tôn lấy cứng trọi cứng, liền đối ba chiêu, mặc dù mỗi lần giao đấu, Liêu họ tu sĩ đều muốn kêu lên một tiếng đau đớn, hơi ăn chút thua thiệt nhỏ. Lập tức lại sinh long hoạt hổ giết tới. Vị này ngoại lai Liêu họ tu sĩ, lại giữa bất chi bất giác thành chống lại Triệu Đại Ma Tôn chủ lực số 1. Từ hắn đang đối mặt địch, mấy vị khác từ bên cạnh kiềm chế, dù là Đại Ma Tôn có kinh thiên động địa thần thông, cũng bị bốn người kiềm chế đến xít sao, đã không thể đem bốn người bọn họ nhất cử toàn diệt,
lại không thể đối bọn hắn bỏ mặc, rảnh tay hướng đang đứng ở suy yếu nhất giai đoạn hộ thành đại trận xuất thủ. Nhát gan bọn chuột nhắt, liền biết quấy rối. Chấm ngoặc kép, coi là mình tấn công mạnh lại một lần bị Lưu họ tu sĩ ngăn trở, đại ma tôn rốt cục bị triệt để chọc giận, quát to một tiếng, bỗng nhiên đem dài hơn 10 trượng màu đen cự nhận dơ lên cao cao, một đao hướng ngoài mấy trượng Lưu họ tu sĩ mãnh vỗ tới. Cái gì gọi là quấy rối? Đánh trận a, luôn luôn muốn đánh thắng mới được. Chấm ngoặc kép, Lưu họ tu sĩ cười ha ha một tiếng, hít một hơi thật sâu, nâng tay lên bên trong côn sắt, hướng màu đen cự nhận nghênh kích đi lên. Đúng lúc này, một chút cực kỳ nhỏ nhưng lại bén nhọn tiếng xé gió bỗng nhiên vang lên, dù là mọi người đều là nguyên anh cao thủ, trong lúc vội vã nhưng cũng hoàn toàn không mò ra cái này tiếng xé gió từ đâu mà đến, không khỏi riêng phần mình vận khởi thần niệm chi lực, hướng bốn phía tật đảo qua đi. Không tốt, có người ám toán. Chấm ngoặc kép, ngay sau đó, Lưu họ tu sĩ quát to một tiếng, cùng vừa rồi chấn định tự nhiên hoàn toàn khác biệt, ngữ khí trở nên cực kỳ bối rối, còn kèm theo thống khổ chi ý, hiển nhiên hắn đã trúng ám toán. Lưu đạo hữu, chuyện gì xảy ra? Ngay tại Lưu họ tu sĩ bên người cách đó không xa Vô Vi chân nhân lập tức hỏi. Chỉ tiếc, Lưu họ tu sĩ đã tới không kịp trả lời hắn, ngay tại vừa rồi, hắn chỉ cảm thấy mình bên hông tê dần. Vừa mới ngưng tụ chân nguyên pháp lực, nháy mắt liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, đừng bảo là giơ cao côn sắt nghênh địch, thậm chí cả ngón tay đầu cũng không ngẩng lên được. Sau đó, hắc mang chợt lóe lên, Lưu họ tu sĩ chỉ kêu thảm phải nửa tiếng, liền lại im bặt mà dừng, thân hình cao lớn từ đó mổ thành hai, máu tươi tiễn biểu ra, bay thẳng mấy trượng chi cao, lập tức, hai mảnh thi thể liền từ không trung trực tiếp rơi xuống. Thấy một màn này, Bính lão tiên sinh, Hồng Thiên cùng Vô Vi chân nhân nhất thời đều có chút chưa tỉnh hồn lại. Mới vừa rồi còn đánh thật hay tốt, có công có thủ, phối hợp ăn ý, làm sao trong nháy mắt, một tên sinh long hoạt hổ bằng hữu liền bị đánh thành hai mảnh. Nhất là muốn mạng chính là, bọn hắn thậm chí ngay cả Lưu họ tu sĩ đến cùng chúng cái gì ám toán, đều hoàn toàn không biết gì. Nói cách khác, cái này núp trong bóng tối địch nhân, lúc nào cũng có thể cho bọn hắn ám toán một kích. Chờ bọn hắn tỉnh táo lại thời điểm. Triệu đại ma tôn cự nhận liền hô hô cắt xuống. Dạng này đánh, quả nhiên là lại nhanh lại bất lo, phối hợp phải không chê vào đâu được. Bóng đen lóe lên, từ hai mảnh thi thể bên trên chui ra ngoài một tên cao mấy tấc tiểu nhân, mặt mũi tràn đầy vừa sợ vừa giận thần sắc, chính là Lưu họ tu sĩ tu luyện nhiều năm Nguyên Anh. Nguyên Anh hung tợn nhìn chằm chằm triệu đại ma tôn một chút, không nói hai lời, liền là hướng bên người cách đó không xa Vô Vi chân nhân bay đi. Vô Vi chân nhân sắc mặt run lên. Lắc một cái ống tay áo, liền hướng Lưu họ tu sĩ Nguyên Anh quét tới. Hắc hắc, bên trong ta máu đen chảm, còn muốn đi rơi Nguyên Anh, quả thực chính là mơ mộng hão huyền. Triệu đại ma tôn hai mắt híp lại, hướng giữa không trung Nguyên Anh nhàn nhạt nói một câu như vậy, lại cũng không có xuất thủ ngăn cản Vô Vi chân nhân, tựa hồ hết thảy đều nắm trong tay bên trong. Ngay tại Lưu họ tu sĩ Nguyên Anh sắp cùng Vô Vi chân nhân cuốn lên vòi rồng gặp nhau thời điểm, Lưu họ tu sĩ Nguyên Anh chợt quát to một tiếng. Lộ ra mặt mũi tràn đầy thần sắc kinh khủng, ngay sau đó, Nguyên Anh mặt ngoài hiện lên một tầng đen như mực sương mù, nháy mắt liền trải rộng Nguyên Anh toàn thân, Nguyên Anh lập tức đã hôn mê, triệu đại ma tôn nâng tay khẽ vẫy, từ Vô Vi chân nhân trong tay cướp đi cái này hôn mê Nguyên Anh. Chương 1309, thứ hai đại ma tôn. Xuy, lại một tiếng cực kỳ bén nhọn tiếng xé gió vang lên. Vô Vi chân nhân chỉ cảm thấy một điểm như có như không bóng đen, vạch phá mây đen. Hướng mình kích xạ mà đến, tốc độ nhanh như điện chớp. Nếu như không có Lưu họ tu sĩ vết xe đổ, tại không có chút nào phòng bị dưới tình hình, thật đúng là không thể nhận ra cảm giác bóng đen này. Nhìn thoáng qua phía dưới, cũng căn bản liền không cách nào thấy rõ ràng, kia một điểm bóng đen, rốt cuộc là thứ gì. Vô Vi chân nhân giật nảy cả mình, lúc này lắc một cái ống tay áo, một mảnh lớn cỡ bàn tay màu đỏ lụa khăn, xoay tròn lấy hướng na điểm như có như không bóng đen nghênh kích đi lên, đón gió căng phồng lên. Đảo mắt liền biến thành vài thước lớn nhỏ, quay đầu phủ xuống, nháy mắt đem bóng đen kia quấn tại khăn gấm bên trong. Khối này khăn gấm, là Vô Vi chân nhân áp đáy hòm pháp bảo một trong, có rất nhiều kỳ lạ công dụng, bởi vì lai lịch không phải quá chính, Vô Vi chân nhân ngày bình thường bí không gặp người. Bây giờ chuyện gấp, tự nhiên cái gì đều không lo được, vô luận như thế nào, không thể để cho bóng đen này cận thân. Lưu họ tu sĩ chết thảm phía trước, Vô Vi chân nhân cũng không muốn dẫm lên vết xe đổ. Mắt thấy khăn gấm bao lấy bóng đen, Vô Vi chân nhân nhẹ nhàng thở phào một cái, đang muốn hướng một bên né tránh, lại bỗng nhiên cảm thấy bên hông tê dần, lập tức liền không thể động đậy, vừa mới ngưng tụ chân nguyên pháp lực,
biến mất trong nháy mắt phải không còn một mảnh. Không tốt, chấm ngoặc kép, Vô Vi chân nhân giật nảy cả mình, kêu lên, chính bối rối ở giữa, chỉ cảm thấy bên người không khí một trận gợn nước vặn vẹo, một con đen nhánh móng vuốt, bỗng nhiên từ trong mây đen nhô ra, mang theo cuồn cuộn gió tanh, hướng Vô Vi chân nhân ngực ôm đồm đem tới. Trong lúc này, Vô Vi chân nhân liền mảy may trốn tránh chi lực đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái này móng vuốt bắt tới, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ muốn tuyệt thần sắc. Tại cái này nghìn cân treo sợi tóc ngay miệng, lại một chút tiếng xé gió phát ra, Vô Vi chân nhân toàn thân chấn động, nguyên bản biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi chân nguyên pháp lực bỗng nhiên tuôn ra đem lên tới. Lập tức không kịp ngẫm nghĩ nữa, trong tay lợi kiếm nhất run, liền hướng na đen nhánh móng vuốt chém qua, đồng thời dưới chân trượt đi, thân thể hướng bên cạnh lóe lên. Chỉ nghe, xùy, một tiếng vang nhỏ, Vô Vi chân nhân ngực quần áo vỡ tan. Bị cầm ra tam đạo trưởng dài vết máu, từ máu tươi đen ngòm, phun ra ngoài. Cái này đen nhánh móng vuốt phía trên, vậy mà ẩn chứa kịch độc. Mà Vô Vi chân nhân một kiếm cũng chém trúng móng vuốt, lại phát ra kim loại giao kích thanh âm, kia đen nhánh móng vuốt trong chớp nhoáng liền thu về. Bóng người lóe lên, Bính lão tiên sinh đến Vô Vi chân nhân bên người. Cong ngón búng ra, một viên đậu xanh lớn nhỏ dược hoàn bắn thẳng đến mà đến, Vô Vi chân nhân không cần suy nghĩ, há mồm liền nuốt xuống, hướng Bính lão tiên sinh nhẹ gật đầu. Mọi người cùng nhau tại Kim Châu Thành nhiều năm như vậy, lẫn nhau hiểu nhau, cảm tạ, lại là không cần phải nói. Bên kia toa, Hồng Thiên vung vẩy binh khí, ra sức ngăn trở Triệu Đại Ma Tôn máu đen chạm. Cứng đối cứng như vậy đấu pháp, kẻ lực mạnh thắng, lực yếu người bại, Hồng Thiên cảnh giới không bằng. Lúc này kêu lên một tiếng đau đớn, nhanh chóng thối lui đến Bính lão tiên sinh bên người, nhẹ nhàng thở dốc một hơi, trên mặt hiện lên một vòng huyết hồng, đủ thấy đã thụ thương không nhẹ. Không hổ là Kim Châu Thành một đời danh y, các hạ cái này giải độc thủ đoạn, thế nhưng là vô cùng ghê gớm. Chấm ngoặc kép, theo cái này âm trầm thanh âm, một bóng người từ trong mây đen hiện thân mà ra. Đây là một người trung niên nam tử, nhìn qua ước chừng 40 tuổi, phục sức có chút quái dị, hai tay trần trụi bên ngoài, cánh tay cùng trên hai gò má tràn đầy cổ quái hình xăm đồ án, nhìn qua, tựa hồ là từng con côn trùng, hai mắt khép mở ở giữa, ánh mắt như là tia chớp, khí thế khinh người. Nhìn thấy người này, Bính lão tiên sinh đám ba người đồng loạt hít một hơi khí lạnh, người người trên mặt biến sắc. Hậu kỳ đại tu sĩ, cái này mặt mũi tràn đầy hình xăm nam tử trung niên, rõ ràng là một tên khác hậu kỳ đại ma tôn. Không phải nói, mà tộc đại quân chỉ có một tên hậu kỳ đại ma tôn tọa trấn a. Cái này thứ hai đại ma tôn, lại là từ đâu chui ra ngoài. Kén ăn huynh, người rốt cục chịu ra tay. Chấm ngoặc kép, Triệu đại ma tôn nhìn thấy người này, lại là hớn hở ra mặt, hai tay liền ôm quyền, cười ha hả nói. Nhìn ra được, họ Triệu ma nhân đối tên này hình xăm ma tôn 10 điểm khách khí, thậm chí trong mắt còn ẩn ẩn mang theo mấy phân khẩn trương cùng vẻ bất an. Mặc dù hình xăm ma tôn trên thân linh áp ba động, chưa chắc liền che lại họ Triệu ma nhân, nhưng kia cô âm trầm trầm quái dị khí tức, nhưng lại làm kẻ khác rất không thoải mái. Đối họ Triệu ma nhân khách khí, hình xăm ma nhân cũng không thèm để ý, thậm chí ngay cả con mắt đều không có liếc hắn một cái, chỉ là cười lạnh một tiếng, nói cái này một canh giờ mắt thấy liền đi qua, ta nếu là lại không ra tay, Triệu đạo hữu chỉ sợ còn phải cùng mấy vị này dây dưa cái không có chơi không có đi. Họ Triệu ma nhân ngượng ngùng cười một tiếng, trong mắt nhanh chóng lướt qua sắc mặt giận dữ, trên mặt lại mảy may cũng không biểu hiện ra đến, đủ thấy đâm nhau thanh ma nhân cực kỳ kiêng kỵ, không dám đắc tội hắn. Hình xăm ma nhân cũng không đi để ý họ Triệu ma nhân thái độ, âm trầm ánh mắt, tại Bính lão tiên sinh đám người trên mặt vừa đi vừa về liếc nhìn, cười lạnh nói, lúc này không hàng, chờ đến khi nào? Chẳng lẽ các ngươi muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại đến cùng a? Thần thái cùng ngữ khí đều là cao cao tại thượng, ngạo khí 10 phần. Tựa hồ hắn chính là phía trên chiến trường này chúa tể, để ai sinh thì sinh, để ai chết thì chết. Bính đạo hữu, ngươi là Kim Châu Thành y thánh, tộc ta lão tổ đã sớm đã phân phó, chỉ cần ngươi chịu quy hàng, tất nhiên sẽ phải đến lão tổ trọng dụng. Thành phá đi về sau, ngươi môn nhân tử đệ, vốn đại ma tôn cũng có thể bảo chứng tính mạng bọn họ không lo. Chấm ngoặc kép, hình xăm ma người nói, đối Bính lão tiên sinh tình huống, tựa hồ biết rất nhẫm. Bọn hắn vượt biển mà đến, bỗng nhiên đối Kim Châu Thành phát động tiến công, một nửa là vì Kim Châu Thành đại lượng linh dược, một nửa khác, chỉ sợ sẽ là vì mấy vị này nổi tiếng đại lang bên trong mà tới. Đại chiến càng là thảm liệt, lang trung tác dụng liền càng lớn. Vô luận thất dạ giới hay là toa ma giới, tu sĩ cấp cao nhóm đối điểm này nhận biết đều cao độ nhất trí.
đi, Bính lão tiên sinh nhàn nhạt nhìn hình xăm ma nhân một chút, miệng bên trong quát khẽ một tiếng, dưới chân độn quang cùng một chỗ, liền phía bên trái bên cạnh kích bắn đi. Hồng Thiên cùng Vô Vi chân nhân cũng đã sớm làm chuẩn bị, cơ hồ là cùng Bính lão tiên sinh đồng thời hành động. Địch quân lại xuất hiện một tên đại ma tôn, chiến trường tình thế đã phát mọc rễ vốn nghịch chuyển, bọn hắn lấy 4 địch 1, cũng chỉ có thể khó khăn lắm đánh cái ngang tay, bây giờ bị đâm thanh ma nhân đánh lén, vẫn lạc 1 người, tổn thương 2 người, tiếp tục đánh xuống, 100% giữ nhiều lành ít. Bính lão tiên sinh mặc dù là gừng quế chi tính, già di cay, lại tuyệt không phải mãng phu. Biết rõ một con đường chết, còn muốn kiên trì chịu chết. Đây không phải là dũng cảm, kia là ngu xuẩn. Đi, hình xăm ma nhân song mi dương lên, khóe miệng lộ ra một tia khinh thường ý cười. Bản tọa sớm ngay ở chỗ này bày ra thiên la địa võng, hôm nay ra khỏi thành người, đừng mơ có ai sống lấy trở về. Các ngươi coi là, chúng ta hôm nay là hướng về phía Mạc Tà Sơn trận nhãn mà đến sao? Vậy các ngươi liền sai. Chúng ta căn bản liền là hướng về phía các ngươi những này nguyên anh tu sĩ đến. Hắc hắc, chỉ cần đem các ngươi một mẻ hốt gọn, Kim Châu thành lập cùng có thể phá. Hình xăm ma nhân cười lạnh nói, dưới chân lại là không chậm chút nào, thân hình chấp liên tục, như bóng với hình, gắt gao dán tại Bính lão tiên sinh đám 3 người sau lưng. Bính lão tiên sinh bọn người tiếp liền thi triển mấy loại bí thuật thần thông, nhưng thủy chung đều không thể thoát khỏi người này truy sát. Người này thân là hậu kỳ đại ma tôn, quả nhiên thủ đoạn phi phàm. Họ Triệu ma nhân nhưng lại chưa cùng lên đến, ngược lại thân thể lóe lên, ẩn vào đến trong mây đen đi. Ngẫm lại cũng không kỳ quái, cái này hình xăm ma nhân thần thái kiêu căng, tự cho là đúng đến kịch liệt, cùng là đại ma tôn, họ Triệu ma nhân cần gì phải theo ở bên cạnh hắn làm, tùy tùng cái này âm dương quái khí lời nói, nghe rất thoải mái a. Liệu tất lấy hình xăm ma người thủ đoạn, đối phó 3 tên trên thân mang thương, lại tựa như chim sợ cảnh cong nguyên anh trung kỳ tu sĩ, tuyệt sẽ không phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Bính đạo hữu, cái này tựa như là một cái huyễn trận. Chấm ngoặc kép, lại một lần nữa thi triển thần thông bí thuật, vẫn như cũng chưa thể thoát khỏi hình xăm ma nhân truy sát, Hồng Thiên không khỏi có mấy phân nôn nóng, thấp giọng nói. Bính lão tiên sinh cùng Vô Vi chân nhân đều sắc mặt âm trầm. Bọn hắn mặc dù không phải trận pháp đại sư, đối với trận pháp nhưng cũng không hoàn toàn xa lạ. Cái này huyễn trận có lẽ cũng không khó phá giải, mấu chốt là bọn hắn hiện tại không có phá trận thời gian. Bính đạo hữu, không nên uổng phí tinh thần, cái này huyễn trận các ngươi là ra không được. Không phải, các ngươi cho là ta vì sao lại đến trễ. Bóng đen lóe lên, hình xăm ma nhân tại mấy trượng bên ngoài hiện thân mà ra, cười lạnh nói, phía sau mây đen quay cuồng, tựa như cao cao sừng sững tại đám mây ma thần đồng dạng, từ trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú lên Bính lão tiên sinh bọn người. Một lời chưa tất, chỉ thấy cách đó không xa mây đen cuồn cuộn, hoắc xùy, một tiếng, một bóng người bỗng nhiên xông vào. Nhìn thật kỹ, người này cũng là 30-40 tuổi, cùng hình xăm ma nhân đồng dạng, trang phục quái dị, trên mặt trên cánh tay đều có gì đó quái lạ hình xăm đồ án, một chút liền có thể nhìn ra được, người này cùng hình xăm ma nhân chính là cùng một chủng tộc hoặc là cùng một môn phái truyền thừa. Từ trên người hắn phát ra linh lực ba động đến xem, người này có nguyên anh sơ kỳ tu vi. Bất quá giờ phút này lại thất kinh, tựa hồ gặp cái gì để hắn đặc biệt chớ khẩn trương sợ hãi sự tình, mới từ trong mây đen một lần xông ra, hai mắt vung mạnh, lập tức liền nhìn thấy nguyên anh hậu kỳ hình xăm ma nhân, không khỏi vừa mừng vừa sợ. Sư bá, cứu ta! Chấm ngoặc kép, nguyên anh sơ kỳ hình xăm ma nhân lập tức hét dầm lên. Vội cái gì, đem lời nói rõ ràng ra, kén ăn đại ma tôn quát lạnh một tiếng. Sư bá, ta! Chấm ngoặc kép. Nguyên anh sơ kỳ hình xăm ma nhân còn chưa kịp giải thích, bỗng nhiên, oanh, một tiếng vang thật lớn, thân thể của hắn bỗng nhiên lăng không nổ tung, hóa thành vô số huyết nhục khối vụn, tứ tán vẩy ra, một cỗ nóng bỏng sóng lửa, bỗng nhiên hướng 4 phía càn quét lái đi. Bạo tạc trùng, đại ma tôn đầu tiên là khẽ giật mình, lập tức trên mặt lộ ra khó có thể tin thần sắc. Hiển nhiên, hắn đối cái này bạo tạc trùng có chút quen thuộc, chỉ là không nghĩ tới, sẽ ở đây đụng phải. Mây đen mở ra. Lộ ra 2 cái bóng người, một người tóc trắng phơ, tay cầm quải trượng đầu rồng, một người thì thân mặc hắc y, búi tóc cao ngất, dáng người ngạo nhân, kiều mị khó tả, chính là Bách Hùng Bang Ngũ Độc Đường Đàm phu nhân cùng Cơ Khinh Xa 2 sư đồ. Hình xăm ma nhân ánh mắt, hướng 2 người quét qua, liền dừng lại tại Cơ Khinh Xa trên mặt. Cơ Khinh Xa trên thân, còn lưu lại rõ ràng bạo tạc trùng khí tức. Hình xăm ma nhân hiện ra ngoài ý muốn, tựa hồ có chút không tưởng được, bạo tạc trùng chủ nhân. Vậy mà là như thế này một tên thiên kiều bách mị đại mỹ nữ.
cùng bọn hắn trong tộc những cái kia đem gương mặt cùng trên cánh tay khắp nơi văn đầy côn trùng đồ án nữ đệ tử tương đối, quả thực là một cái trên trời một cái dưới đất, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì khả năng so sánh. Chương 1310, nuốt sống bạo tạc trùng. Tốt, rất tốt, chấm ngoặc kép, chốc lát, hình xăm ma nhân nhếch miệng lên, hiện lên vẻ tươi cười, nhìn từ trên xuống dưới Cơ Khinh Xa, mảy may cũng không che giấu mình trong ánh mắt tham lam. Ngươi là Bách Hùng Bang Ngũ Độc Đường A, không nghĩ tới tại toa ma giới như thế vắng vẻ địa phương, còn có người có thể nuôi dưỡng được thành thục thể bạo tạc trùng, thật đúng là vượt quá dự liệu của ta. Tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Mặc dù Cơ Khinh Xa đã có nguyên anh kỳ tu vi, nhưng hình xăm ma nhân một chút liền có thể nhìn ra, nàng tuổi tác rất, tại những này hậu kỳ lão quái vật trong mắt, kia là chính cống tiểu cô nương. Nghe vào, người này đối Kim Châu thành bảy đại tông môn tình hình, biết sơ lược. Nhắc tới cũng không kỳ quái, đã quy mô công thành, đối trong thành tình huống, tổng là hiểu rõ phải càng nhiều càng tốt. Biết người biết ta, mới có thể trăm trận trăm thắng. Cơ Khinh Xa liếc hắn một cái. Từ Tốn nói, tại hạ Cơ Khinh Xa, thấy qua đạo hữu. Hình xăm ma nhân cười hắc hắc, nói ta họ Kén Ăn, xảo trá Kén Ăn, đen minh tộc đại trưởng lão. Tiểu cô nương, người rất không tệ, ta nhìn chúng ngươi, đi theo ta đi. Dù là Cơ Khinh Xa kiến thức rộng rãi, nhưng cũng không nghĩ tới hắn sẽ nói lời như vậy, không khỏi sửng sốt một chút, lập tức lấy lại tinh thần, lạnh nhạt nói Kén Ăn đạo hữu cái này là ý gì. Xin thứ cho tại hạ không hiểu. Hình xăm ma người cười nói, tiểu cô nương, nhìn ngươi cũng là người thông minh, bản tọa ý tứ ngươi hẳn là rất rõ ràng. Ngươi cùng ta trở về, chúng ta hợp thể song tu, ngươi chính là ta đen minh tộc đại trưởng lão phu nhân, cao cao tại thượng, chẳng lẽ không so ngươi uốn tại cái này vắng vẻ thành nhỏ, ăn bữa hôm lo bữa mai phải tốt hơn nhiều a? Đã ngươi cũng tinh nghiên khu trùng chi thuật, như vậy ta có thể nói cho ngươi, trong thiên hạ, lại không có cái nào chủng tộc so với chúng ta đen minh tộc đối khu trùng thuật càng thêm tinh thông. Chỉ cần ngươi thuận theo tại ta, ta chẳng những sẽ giúp ngươi tiến giai, mà lại sẽ đem tộc ta khu trùng chi thuật. Tận đi truyền thụ cho ngươi, lấy thiên phú của ngươi, một ngày kia, nhất định có thể dung hội quán thông, đạt đến tại đại thành chi cảnh. Như thế nào, mặt mũi tràn đầy thận trọng cùng vẻ tự tin, tựa hồ mình nói ra điều kiện này. Thực tế 10 điểm hậu đãi, Cơ Khinh Xa liền không có lý do cự tuyệt. Lần này, không chỉ có là Cơ Khinh Xa, ngay cả Bính lão tiên sinh mấy người cũng sửng sốt. Trong lúc nhất thời, thậm chí quên nguy cơ trước mắt, cùng nhau nhìn qua hình xăm ma nhân. Quả thực chính là trợn mắt hốc mồm, thực tế không nghĩ tới, trên đời lại còn có dạng này kỳ hoa, đường đường nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, tại đại chiến như vậy quan khẩu, thế mà dù bận vẫn ung dung địa, nói chuyện cưới gả. Thật khiến cho người ta không phản bác được, chốc lát, Cơ Khinh Xa liền cười, cười đến cực kỳ hàm xúc. Bất quá, trong tươi cười loại kia khinh bỉ cùng khinh thường, thậm chí thương hại chi ý. Lại là nhất thanh nhị sở, rõ ràng liền viết tại trên mặt của nàng. Kén Ăn đạo hữu hẳn là luyện công xảy ra ngoài ý muốn. Tẩu hỏa nhập ma rồi sao? Cơ Khinh Xa nhàn nhạt cười, nhẹ nói, mang theo cực kỳ rõ ràng trêu chọc cùng trêu tức hương vị. Đầu óc ngươi không có mau bệnh a? Hình xăm ma sắc mặt người nháy mắt chìm xuống dưới, trong mắt hung quang bắn ra bốn phía. Gắt gao tiếp cận Cơ Khinh Xa, lạnh lùng nói, ngươi cũng đã biết, tại trước mặt bản tọa làm càn, là kết cục gì? Hiện tại, giết chóc đã bắt đầu, các ngươi lần này ra khỏi thành tác chiến nguyên anh tu sĩ, một cái đều mơ tưởng chạy mất. Giết sạch các ngươi, chỉ là cái vấn đề thời gian. Không đầu hàng, đó là một con đường chết. Hình xăm ma nhân vừa dứt lời, cách đó không xa liền truyền đến một tiếng trước khi chết kêu rên, ngay sau đó, lại là một tiếng kêu rên. Hồng Thiên đám người sắc mặt khẽ biến, bọn hắn nghe được, đây là Kim Châu thành đồng đạo. Ngày bình thường làm mấy chục trên trăm năm bằng hữu. Dù coi như thanh âm đã hoàn toàn biến điệu, vẫn có thể phân biệt ra được. Tiểu cô nương, ta hỏi ngươi một lần nữa, ngươi đến cùng có đáp ứng hay không? Chỉ cần ngươi theo ta, không những đối với ngươi có lợi ích to lớn, ngươi những này sư môn hảo hữu, ta đều có thể tha bọn họ một lần, bỏ qua cho không giết. Ta kiên nhẫn không tốt, ngươi cần phải hiểu rõ. Cẩu tặc, không muốn mặt, không đợi Cơ Khinh Xa lại mở miệng, Đàm phu nhân chính là một tiếng gầm thét, tóc trắng phơ loạn chiến. Vị này lão phu nhân, mặc dù chỉ có nguyên anh sơ kỳ tu vi, tính tình lại là cực kỳ kiên cường, từ không chịu thua, biết rõ đối mặt là một tên thâm bất khả trắc hậu kỳ đại ma tôn, nhưng cũng không sợ hãi chút nào, ống tay áo lắp một cái, hai đầu ngũ thải ban lan cầm tú con rết bắn ra, đón gió căng phồng lên, hóa thành dài hơn một trượng cự trùng, miệng bên trong, hồ hồ có âm thanh, phun ra một cỗ lục sắc nọc độc.
Tại Đàm phu nhân lớn tiếng thúc giục phía dưới, cong người một cái, bỗng nhiên bắn lên, một trái một phải, hướng hình xăm ma nhân kích bắn đi. Mọi người cùng nhau xông lên, Đàm phu nhân lại là hét lớn một tiếng. Bính lão tiên sinh, Hồng Thiên, Phô Vi chân nhân liếc nhau, riêng phần mình không rên một tiếng, đồng loạt sáng xuất binh lưỡi đao pháp bảo. Trong lúc này, đã không có bất kỳ đường lui nào, chỉ có ra sức tử chiến, có lẽ còn có một chút hy vọng sống, bằng không mà nói, chỉ sợ thật muốn ở chỗ này náo cái toàn quân bị diệt, Kim Châu thành ngàn tỷ sinh linh, cũng sẽ bị ma quân tàn sát chống không. Cơ Khinh Xa cổ tay khẽ đảo, hai đầu kim sắc giáp trùng, đã giữ tại nàng tinh xảo trong lòng bàn tay, một cỗ ngang ngược khí tức phồng lên mà ra. Mặc dù trải qua nhiều năm dốc lòng nghiên cứu, nàng thành công bồi dưỡng ra thành thục thể bạo tạc trùng, nhưng cách chân chính cảnh giới đại thành, kia còn kém xa lắm, dùng tới đối phó cùng giai tu sĩ, tự nhiên rất có uy lực, mà bây giờ đối mặt lại là một tên hậu kỳ đại ma tôn, đồng thời tinh thông khu trùng chi thuật, cái này vừa luyện thành bạo tạc trùng, chỉ sợ không có tác dụng lớn. Vì vậy Cơ Khinh Xa chăm chú chụp lấy hai đầu bạo tạc trùng, không có vội vã xuất thủ, hai mắt có chút híp mắt khâu lại. Hừ, chó cùng dứt dậu, hình xăm ma nhân cười lạnh liên tục, hai tay vừa nhấc, hai cái cánh tay bỗng nhiên tăng vọt, hóa thành hai con đen nhánh quỷ trảo, đón hai đầu ngũ thải con rết liền bắt tới. Đàm phu nhân thấy thế, không khỏi sững sờ ngơ ngác một chút. Từ nàng thành danh về sau, còn chưa bao giờ thấy qua có người dám tay không tấc sắt đối phó nàng linh trùng, thậm chí ngay cả nghĩ đều chưa từng nghĩ như vậy qua. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, hai con đen nhánh quỷ trảo đã đem ngũ thải con rết một phát bắt được. Nguyên bản khí thế hùng hổ hai con ngô công, lập tức liều mạng giãy giụa bắt đầu vặn vẹo, miệng bên trong phun ra đại cổ lục sắc nọc độc, trong nháy mắt liền đem hình xăm ma đầu người mặt che khuất. Ánh sáng đom đóm, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Hình xăm ma nhân hừ lạnh một tiếng, hai tay bỗng nhiên siết chặt, phanh phanh, hai tiếng trầm đục, hai đầu dài hơn một trượng ngũ thải con rết bỗng nhiên từ đó vỡ ra, hóa thành hai đoàn ngũ thải ban lan huyết phụ. Phốc, Đàm phu nhân miệng hơi mở, phun ra một ngụm lớn máu tươi đến, sắc mặt nháy mắt biến thành màu trắng bệch. Cái này hai đầu ngũ thải con rết, chính là nàng bản mệnh linh sủng. Bồi dưỡng tế luyện nhiều năm, đã sớm cùng nàng tâm thần tương liên, bỗng nhiên bị diệt sát, lập tức áp chế động tâm thần, thần hồn đều trọng thương. Sư muội, Hồng Thiên kinh hãi, sợ hình xăm ma nhân thừa thắng xông lên. Lúc này dương một tay lên bên trong binh khí, trực tiếp hướng về phía trước đánh tới. Bính lão tiên sinh cùng Vô Vi chân nhân cũng không chậm trễ, các rất binh khí pháp bảo, từ bên cạnh đánh tới. Tốt, liền để các ngươi những này vô tri tiểu bối, mở mang kiến thức một chút ta đen minh tộc tuyệt kỹ. Mắt thấy ba tên đại thành trung kỳ tu sĩ cùng nhau đánh tới, hình xăm ma nhân không thèm để ý chút nào. Cánh tay vừa nhấc, một cỗ ngân sắc gió lốc bỗng nhiên càn quét mà lên, tiếng ông ông bên trong, không biết thuôn ra bao nhiêu ngân sắc côn trùng, hướng bính lão tiên sinh đám ba người nhào đem quá khứ. Một cỗ ngang ngược vô so khí tức, đập vào mặt, cự phệ trùng, chấm ngoặc kép, Đàm phu nhân bỗng nhiên sắc mặt đại biến, la thất thanh. Cỗ này ngân sắc gió lốc, chính là mấy ngàn hàng vạn con ngân sắc cự phệ trùng, mặc dù trong đó kim sắc cự phệ trùng tương đối ít. Bất quá vẻn vẹn hơn vạn ngân sắc cự phệ trùng, liền tuyệt không phải phổ thông nguyên anh trung kỳ tu sĩ có thể chống cự được. Những này cự phệ trùng cái đầu cứ việc không lớn, lại từng cái người khoác, trọng giáp, binh khí bảo vật đều khó thương. Một khi bị bọn chúng đột phá phòng tuyến, tới gần bên người, tình hình lập tức liền sẽ trở nên cực kỳ hỏng bét. Thứ này miệng lưỡi bén nhọn, chỉ cần bị nó cắn, đảo mắt liền có thể xé mở ra thịt, trực tiếp chui tiến vào cơ bắp trong mạch máu chỗ, trong chốc lát liền có thể đem người sống sờ sờ gặm thành một đống bạch cốt. Đàm phu nhân thân là ngũ độc đường thủ tọa, tự nhiên sẽ hiểu cự phệ trùng lợi hại. Nàng cũng từng muốn nuôi nấng cự phệ trùng, tìm kiếm nghĩ cách làm đến mấy cái cự phệ trùng mẫu trùng. Lại là căn bản liền bồi dưỡng không ra mới cự phệ trùng đến, đợi mấy cái cự phệ trùng mẫu trùng toàn bộ chết mất, Đàm phu nhân cũng chỉ có thể không thể làm gì khác hơn coi như thôi, từ bỏ ý nghĩ này. Lại không nghĩ tới, cái này đen minh tộc đại trưởng lão, chẳng những bồi dưỡng ra cự phệ trùng, còn một hơi nuôi ra cái này rất nhiều tới. Mọi người cẩn thận, Đàm phu nhân không lo được đau lòng linh trùng vẫn lạc, lắc một cái ống tay áo, một viên hạt châu màu vàng sẫm bay ra, cái khỏa hạt châu này nắm đấm lớn nhỏ. Tại Đàm phu nhân thôi động phía dưới, thả ra một vòng vàng mênh mông quang trạch, ngăn ở trước người của nàng. Cái khỏa hạt châu này là nàng chân tàng bảo vật, chuyên môn khắc chế các loại độc trùng. Thân là ngũ độc đường thủ tọa, ngày ngày cùng độc trùng liên hệ, loại này tị độc bảo vật, chính là thiết yếu chi vật. Bằng không mà nói,
sớm cũng không biết bị độc trùng cắn qua bao nhiêu lần. Bính lão tiên sinh, vô vi chân nhân, Hồng Thiên cũng là quá sợ hãi, lập tức ngạnh sinh sinh dừng lại thân hình, nhao nhao thả ra bảo vật, ở trước mặt mình xây lên một lớp bình phong. Cùng tu sĩ tranh đấu, dù là đối phương mạnh hơn, bọn hắn cũng có lòng tin một trận chiến, nhưng đối diện với mấy cái này cổ quái kỳ lạ côn trùng, dù coi như mạnh như bính lão tiên sinh, cũng không chịu được trong lòng run lên. Hình xăm ma nhân thả ra cự phệ trùng, nhìn cũng sẽ không tiếp tục hướng bính lão tiên sinh bọn người nhìn lên một cái, lập tức quay đầu tiếp cận Cơ Khinh Xa, giữ tợn cười một tiếng, thân thể nhoáng một cái, nhanh như thiểm điện hướng Cơ Khinh Xa bắn tới. Ý đồ của hắn rất rõ ràng, trước bắt lấy Cơ Khinh Xa lại nói, tránh khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Cơ Khinh Xa kinh hãi, không kịp ngẫm nghĩ nữa, hai tay bấm tay gảy nhẹ, hai đóa hai chỉ lớn, kim hoa, hướng hình xăm ma nhân kích bắn đi, đồng thời cổ tay khẽ đảo, một món pháp bảo cầm ở trong tay. Hình xăm ma nhân cười lạnh một tiếng, như trước vẫn là biện pháp cũ, hai tay hóa thành đen nhánh quỷ chảo, hướng phía trước tìm tòi, húc đầu bắt lấy hai đầu kim sắc bạo tạc trùng. Nói cũng tới quái, cái này bạo tạc trùng đến trong tay hắn, lập tức thật giống như mất đi tự bạo năng lực, vô luận như thế nào dãy giụa, đều không làm nên chuyện gì. Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, ngươi bây giờ lập tức hướng bản tọa nhận lầm, cầu ta tha thứ, có lẽ ta còn có thể thả ngươi một con đường sống. Hình xăm ma nhân hắc hắc trong tiếng cười lạnh, bỗng nhiên đem hai con kim sắc bạo tạc trùng một thanh ném tiến vào mình miệng bên trong, răng rắc, âm thanh bên trong, nhai phải vỡ nát, ngửa cổ một cái, nuốt xuống, lập tức gắt gao tiếp cận Cơ Khinh Xa, hung tợn nói. Cơ Khinh Xa sắc mặt đại biến, thẳng trên sống mũi, thấm xảy ra chút điểm đổ mồ hôi, rất tốt, người bây giờ hướng nàng nhận lầm, cầu nàng tha thứ, có lẽ ta cũng có thể thả ngươi một con đường sống. Nhưng vào lúc này, một cái thanh âm nhàn nhạt, bỗng nhiên ở trong hư không vang lên, trong bình tĩnh lộ ra vô tận uy áp chi khí. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 1310.